Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 1101, Giao Long biển sâu không phải vật trong ao. Dù Giang Vĩ có một ưu điểm tốt, đó chính là toàn lực ứng phó với bất kể công tác gì, cố gắng lớn nhất để làm cho thật tốt. Hiện tại hắn theo sát Bí thư Vương, tất nhiên sẽ phát huy công tác của mình đến tận cùng. Gần đây dù Giang Vĩ phát hiện khứu giác của mình cực kỳ nhanh nhạy, chỉ cần Bí thư Vương có bất kỳ động tĩnh gió thổi cỏ lay gì, hắn cũng là người đầu tiên cảm nhận được. Nếu nói không khoa trương thì Bí thư Vương ho khan một tiếng thì Du Giang Vĩ cũng ngầm hiểu. Khi không có người thì Du Giang Vĩ luôn tự vấn lòng, có phải là mình làm thư ký đến mức độ này thì đã là tình trạng cực mạnh rồi sao? Lúc này Du Giang Vĩ luôn chú ý đến vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn thấy Bí thư Vương tự mình dùng cơm với hai thủ hạ của mình, thế nên biết được hai người kia có thể diện rất lớn. Lúc này Lý Đức Trụ bị đánh, Bí thư Vương nhất định sẽ ra tay sấm sét. Tôi biết rồi. Đây chính là một câu mà Du Giang Vĩ nghe được từ miệng Bí thư Vương. Sau khi ném ra một câu như vậy thì Vương Tử Quân đưa điện thoại cho Du Giang Vĩ, sau đó quay đầu đi. Phản ứng như vậy làm cho Du Giang Vĩ có chút bất ngờ, cũng có vài phần trợn mắt há mồm. Nhưng suy xét lại thì hắn thấy tiếng bước chân của Bí thư Vương có vẻ nặng nề hơn. Sau một thời gian làm thư ký cho Bí thư Vương, Du Giang Vĩ căn bản có một cảm giác mẫn cảm theo bản năng với tiếng bước chân của Bí thư Vương. Khi tâm tình tốt một chút thì bước chân nhẹ nhàng, khi tâm tình nặng nề thì tiếng bước chân cũng trầm trọng theo. Tiếng bước chân trầm trọng chứng tỏ Bí thư Vương đang rất mất hứng. Du Giang Vĩ có chút lo lắng, chỉ sợ Bí thư Vương sẽ có chút thất thố trong bữa tiệc đang diễn ra. Thế nhưng sự thật chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa, vì trong quá trình dùng cơm thì vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn rất bình tĩnh, giống như chưa từng có gì phát sinh. Thật ra Vương Tử Quân rất tức giận. Hắn bỏ mặc Lý Đức Trụ cũng là vì muốn cho ra một bài học, để sau này Lý Đức Trụ gặp chuyện gì cũng không nên nóng đầu ra tay. Thật ra trong số hai người Lý Đức Trụ và Khương Long Cương thì Vương Tử Quân vẫn thích Lý Đức Trụ, vì nếu so ra thì Lý Đức Trụ càng thêm tinh khiết hơn một thư ký có tâm tư kín đáo như Khương Long Cương. Chỉ là sự việc vượt quá dự đoán của Vương Tử Quân, hắn gõ lên đầu Lý Đức Trụ, ngược lại phiền toái chợt phát sinh. Lúc này một cái gõ lên đầu biến thành búa đánh lên đầu Lý Đức Trụ. Điều này làm cho tâm tình của Vương Tử Quân giống như bị đánh rất mạnh. Nếu như nói cơn giận của Vương Tử Quân có một nửa là đến từ sự áy náy với Lý Đức Trụ, một nửa còn lại dành cho đám nhân viên công tác bên dưới, rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng với hắn. Vì chỉnh đốn tác phong của khối tư pháp để tiến lên chuyên nghiệp mà hắn đã cho ra nhiều cố gắng, thế nhưng tất cả như cơn mưa ngang qua, chỉ là hình thức mà thôi. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy trong lòng giống như có một khối đá tảng rất lớn chắn lại. Sau khi quay về, cậu liên hệ với văn phòng xử lý trật tự trị an, đốc thúc xử lý vụ này. Vương Tử Quân cố áp chế lửa giận trong lòng, sau đó khẽ nói với Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ nghe thấy giọng nói của Vương Tử Quân có chút âm trầm, thế là vội vàng đồng ý. Sau khi quay lại văn phòng ủy ban tư pháp, Du Giang Vĩ giúp Vương Tử Quân thu dọn vài đồ vật, sau đó đi đến văn phòng chuyên xử lý trật tự trị an. Như văn phòng này nằm trong khu văn phòng ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế cho nên hắn chỉ mất 2 phút đã đi đến nơi. Chào trưởng khoa Du. Vài nhân viên công tác khi thấy Du Giang Vĩ thì tranh thủ tiến lên chào hỏi, còn có người pha trà rót nước, ân cần tiếp đón. Du Giang Vĩ căn bản cảm thấy rất hưởng thụ với tình hình tiền hô hậu ủng thế này, thế nhưng hắn cũng không có mấy tâm tình vui vẻ, thế nên khoát tay nói. Cũng không làm phiền các anh. Tôi tìm chủ nhiệm Triệu có chút việc. Làm phiền cái gì chứ, văn phòng chúng tôi đại biểu cho hình tượng của Ủy ban Tư pháp, người khác đến chúng tôi cũng đón tiếp như thế, lúc này lãnh đạo trực tiếp đến lại không được như vậy, chẳng phải chúng tôi không chăm chú chứng thực chỉ thị của lãnh đạo sao? Chủ nhiệm Triệu từ bên trong đi ra mỉm cười nói. Vị chủ nhiệm Triệu này vốn là lãnh đạo một đơn vị, rất có điệu bộ, trước kia khi Du Giang Vĩ chưa làm thư ký cho Vương Tử Quân, căn bản không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần. Hắn thấy một người dám mở miệng bênh vực lẽ phải mà không quan tâm đến ai như Du Giang Vĩ, rõ ràng là một tên ngốc căn bản không thể nào đứng vững trong quan trường. Thiên hạ đều là quả đen, Du Giang Vĩ muốn làm quả trắng, như vậy sống được sao? Đúng là đáng chê cười. Nếu chảo nhuộm trốn quan trường căn bản không thể nào làm gì được Du Giang Vĩ, như vậy thì xin lỗi, tương lai anh sẽ bị loại ra khỏi hàng ngũ. Nhưng Du Giang Vĩ căn bản có sự phát triển làm cho chủ nhiệm Triệu không kịp trở tay, đã tiến lên làm thư ký của Bí thư Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Chỉ cần không có sai lầm lớn,
không để cho Vương Tử Quân sinh ra lòng phản cảm, không hoài nghi về năng lực, như vậy tương lai Du Giang Vĩ hoàn toàn có thể vượt qua mặt chủ nhiệm Triệu. Sau khi biết được tin tức này thì chủ nhiệm Triệu cảm thấy khó chịu như uống một ngụm nước bẩn. Anh nghĩ mà xem, sớm biết có ngày hôm nay, như vậy trước kia sao mình không chịu kết giao tạo mối quan hệ tốt với đối phương. Tất nhiên chủ nhiệm Triệu vẫn là người có thể lên có thể xuống, có thể cúi có thể đứng thẳng, lúc này thái độ đối với Du Giang Vĩ đã thay đổi 180 độ. Lúc này chỉ cần gặp mặt người khác thì hắn mở miệng nói trước kia căn bản đã nhìn ra vấn đề, Du Giang Vĩ là người có năng lực, người mà tôi đã sớm nhìn ra thì căn bản không phải vật trong ao. Hắn tin tưởng những lời nói như vậy sẽ có ngày được lọt vào trong tai của Du Giang Vĩ. Cậu Du, khó có được thời điểm thanh nhàn, cậu đến đây liên lạc với quần chúng, như vậy thì tốt quá. Tôi có chút trà ngon, mời ngài nếm thử. Chủ nhiệm Triệu giữ chặt tay của Du Giang Vĩ rồi kéo vào trong phòng, bộ dạng rất thân mật. Thế nhưng Du Giang Vĩ đến đây căn bản không phải là làm thắm thiết mối quan hệ với chủ nhiệm Triệu. Đối với những người như thế này thì hầu như đã bị hắn cho vào trong sổ đen không thể kết giao. Mặc dù Bí Thư Vương không nói gì nhưng những chuyện vừa xảy ra đã làm cho Du Giang Vĩ hiểu ra nhiều điều, đó là Bí Thư Vương căn bản sẽ không tiếp tục dùng vị chủ nhiệm Triệu này. Chủ nhiệm Triệu, tôi cũng không đến uống trà, tôi đến đây theo chỉ thị của Bí Thư Vương, muốn hỏi một việc. Du Giang Vĩ nói đến đây thì hắng giọng một cái nói. Sáng hôm nay có phải có một người tên là Triệu Tịnh Quyên đến phản ánh vấn đề không? Gương mặt chủ nhiệm Triệu chợt trắng bệch, hắn cũng không phải vì người tên là Triệu Tịnh Quyên kia, nói thật là hắn thật sự không nhớ nổi người phụ nữ kia là ai. Hắn căng thẳng là vì Vương Tử Quân phái thư ký đến, tự mình hỏi chuyện, như vậy nhất định là có vấn đề, nếu không xử lý tốt thì tương lai của mình xem như kết thúc tại đây. Tiểu Lý, có phải có chuyện này không? Chủ nhiệm Triệu vội vàng hỏi Tiểu Lý là người phụ trách đăng ký. Tiểu Lý và Tiểu Lý hầu như cùng vào công tác trong Ủy ban Tư pháp cùng một thời điểm, cũng là một người khôn khéo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói giọng quỷ, còn phát triển tốt hơn cả Du Giang Vĩ. Nhưng bây giờ thân phận của Du Giang Vĩ đã khác, khi hắn đến đây như quan khâm sai thì Tiểu Lý chỉ là một nhân viên kiểm tra tư liệu giống như nô bộc mà thôi. À, thật sự có chuyện như vậy, chúng tôi đã điều tra. Trước mắt đã có kết luận, chỉ là vu hãm mà thôi. Hai người bị đồn công an bắt được là phần tử phạm pháp, có nhiều lần phạm tội, vì đánh nhau nên bị công an giữ lại. Tiểu Lý mở tư liệu ra nhìn rồi cười tủm tỉm nói với Du Giang Vĩ. Anh nói hai người kia đều đã từng bị bắt giữ vì đánh nhau sao? Du Giang Vĩ bắt được cán dao trong tay Tiểu Lý, thế là trầm giọng nói. Đúng vậy, đồn công an có báo cáo rất rõ ràng. Tiểu Lý trầm giọng nói. Chủ nhiệm Triệu nhìn gương mặt không chút tốt đẹp của Du Giang Vĩ, thế là hắn chợt cảm thấy sự việc không tầm thường, hắn vội vàng đổi giọng nói. Cậu Du, vụ án này vốn không phải là chúng tôi tự mình điều tra, là văn phòng trật tự trị an của thành phố Đông Hồng lập án điều tra. Anh cũng biết chúng tôi công tác hơi nhiều, trên cơ bản đều là để cho địa phương điều tra cụ thể cho ra tình hình thực tế, sau đó xem xét cân nhắc. Chủ nhiệm Triệu. Tôi không biết Lạc Minh Hạo kia là ai, thế nhưng tôi lại biết người kia, anh ấy đã nhiều lần bị bắt vì tội đánh nhau gây rối sao. Thật sự đáng cười, hôm qua anh ta vừa mới đến tỉnh Nam Giang, nào có phạm pháp trước đó. Thật sự là không ra gì. Giọng nói của Du Giang Vĩ không quá lớn nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc. Chủ nhiệm Triệu nhìn ánh mắt âm u của Du Giang Vĩ, thế là không nhịn được phải dùng mình. Hắn cũng căn bản không quan tâm đến vụ này. Hắn chỉ sắp xếp cho Tiểu Lý gọi điện thoại cho phía thành phố Đông Hồng, giám sát là được. Hơn nữa người phụ trách của văn phòng quản lý trật tự trị an ở thành phố Đông Hồng đã gọi điện thoại cho hắn, sau đó hẹn hắn dùng cơm, thế là chuyện này xem như kết thúc mỹ mãn. Nhưng chủ nhiệm Triệu căn bản không ngờ một sự việc như vậy lại có vấn đề, lại kéo cả Du Giang Vĩ vào bên trong. Mặc dù cấp bậc của Du Giang Vĩ thấp hơn hắn, thế nhưng cương vị của đối phương là đặc thù. Thế cho nên hắn cũng không muốn chọc vào một nhân vật như vậy. Cậu Du, đây là chúng tôi công tác sở xảy, xử lý sự việc có chút qua loa, tôi sẽ đưa người đi điều tra, sẽ nhanh chóng cho ngài câu trả lời thuyết phục. Trong phòng VIP của khách sạn Kim Lãng, Hà Bính Sở đang thản nhiên nằm trên giường hưởng cảm giác thoải mái của cô gái massage mặc bikini mang lại cho mình. Hai bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng linh hoạt liên tục hoạt động trên bờ vai của hắn, hai tay của hắn cũng không thật thà. Liên tục chạy qua lại trên người nàng. Lúc này trên mặt Hà Bính Sở đã căn bản không còn dấu năm ngón tay,
tâm tình của hắn rất tốt, tối qua hành hung tên khốn kia làm cho hắn cảm thấy rất đã nghiền. Dám trêu chọc ông sao? Ông phế mày! Hà Bính Sở mắng một câu rất hung hăng, sau đó tiếp tục xoa nắn hai bộ vị mềm mại vừa tay của cô gái mát xa. Cô gái này tuy đau đến mức muốn chảy nước mắt nhưng không dám lên tiếng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hà Bính Sở cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó miễn cưỡng nghe máy. Anh Đặng, tiểu tử anh ở nơi nào, tôi nói cho anh biết bên phía Kim Lãng này phục vụ rất tốt, anh nên đến thả lỏng gân cốt một chút. Cảm ơn Hà thiếu gia, tôi sẽ đến ngay. Đồn trưởng Đặng căn bản cảm thấy rất vinh hạnh vì lời kêu gọi của Hà Bính Sở. À, anh Đặng, hôm qua thật sự đánh rất đã tay, bây giờ vẫn có hơi ngứa ngáy. Thế này đi, tối nay anh sắp xếp cho tôi nện cho tên kia một trận nhé. Hà Bính Sở khoát tay áo với cô gái mát xa, sau khi cô nàng rời khỏi phòng thì hắn trầm giọng nói. Đồn trưởng Đặng có chút do dự, sau đó khẽ khuyên nhủ. Hà thiếu gia, tôi không muốn ngài mất hứng, nhưng hai tên kia căn bản đã không đứng lên nổi, nếu thật sự tiếp tục thì tôi sợ bọn họ sẽ không chịu nổi. Hừ, anh Đặng, anh mềm yếu sợ hãi như vậy thì còn làm ăn gì được nữa. Theo tôi thấy anh ở trước mặt ông cụ nhà tôi khoác lác là lớn mật công tác, bây giờ có chuyện không tìm ra được biện pháp, thật sự uổng công tôi xem trọng anh. Được rồi, nếu anh không giúp được thì tôi cũng không miễn cưỡng. Giọng nói của Hà Bính Sở rõ ràng có mang theo vài phần bất mãn. Lời nói của Hà Bính Sở tương đối có lực sát thương với đồn trưởng Đặng, bình thường Hà Bính Sở muốn gì thì hắn cũng chiều, không phải vì muốn mở cửa sổ từ chỗ của Hà Bính Sở để kéo quan hệ với vị đại nhân kia sao. Lúc này hắn bị Hà công tử cho một đòn vào mặt, thế là tranh thủ thời gian sửa lời. Hà thiếu gia, chỉ cần ngài nhắn nhủ một lời, tôi nào không sắp xếp thỏa đáng chứ. Nhưng lần này thật sự có chút phiền toái mà thôi, ngài yên tâm, tôi sẽ nghĩ biện pháp là được. Hai người nói chuyện rồi nở nụ cười, sau đó nói thêm vài câu. Hà Bính Sở chợt nói. Anh Đặng, tội danh của tiểu tử kia không phải vẫn còn quá nhẹ sao? Anh nghĩ xem. Tìm cho hắn ta một lý do gán tội thật nặng, không phải bình thường anh rất thông minh sao? Dưới câu trả lời khúm núm của đồn trưởng Đặng, Hà Bính Sở mất kiên nhẫn cúp điện thoại. Hắn tiếp tục vẫy vẫy tay với cô gái bên kia, bảo mỹ nữ này tiếp tục công việc. Cô gái quả nhiên không hổ danh là người được đào tạo chuyên nghiệp, chỉ một lát sau đã đưa Hà Bính Sở vào trạng thái hưng phấn. Khi hắn đã lột sạch cô gái thì điện thoại lại vang lên. Lúc này hắn nào có tâm tư nghe điện thoại. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó bực bội cắt máy. Nhưng điện thoại giống như đang cố ý làm khó Hà Bính Sở, khi hắn mới hoạt động được hai cái thì điện thoại tiếp tục đổ chuông. Lúc này cô gái đang rên rỉ cũng có chút mất tự nhiên. Con bà nó, thằng nào mất hứng như vậy? Hà Bính Sở mở miệng rồi thuận tay cầm điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói của cục trưởng Mã. Hà công tử, có phiền toái phát sinh. Văn phòng quản lý trật tự trị an của tỉnh phái người đến giám sát. Hà Bính Sở cũng không quan tâm, hắn thuận miệng mắng. Anh Mã, bọn họ đến thì sao? Tôi còn tưởng rằng trời sập chứ. Tôi đã nói với anh rồi, đừng kêu gào với tôi, chuyện này tôi quản được. Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh Điền, sẽ giải quyết nhanh chóng. Hà Bính Sở nói rồi cúp điện thoại, nhưng hắn cũng không gọi điện thoại cho anh Điền của văn phòng quản lý trật tự trị an của thành phố Đông Hồng. Mà tiếp tục cố gắng trên người cô gái trong phòng. Dưới sự phối hợp của cô gái bên dưới, Hà Bính Sở lại lấy được hưng phấn. Nhưng điện thoại lại tiếp tục vang lên, tiếng chuông làm cho hắn rất bực bội, hắn cầm điện thoại ném xuống đất. Tất cả trở nên tĩnh lặng, Hà Bính Sở cuối cùng cũng chuyên tâm vào công tác. Khi tiếng rên của cô gái liên tục biến đổi, hắn cảm thấy mơ mơ màng màng, khoái cảm dâng trào. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Hà Bính Sở nghe thấy âm thanh này và rất bực bội. Lúc này hắn vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn chơi bời thêm, thế nhưng đành phải qua loa cho xong việc. Khi cô gái kia đang tranh thủ dọn dẹp chiến trường, hắn đi ra ngoài cửa. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi đến với nụ cười tươi tắn trên môi, Hà Bính Sở cũng không chờ cho đối phương cười được lâu, hắn nhanh chóng tiến lên cho đối phương hai cái tát. Chương 1102, Một kiếm phong chư hầu. Con bà nó mày mọc mắt trên trời sao? Không biết ông đang bận à? Lúc này gọi điện thoại cho ông, thiếu chút nữa làm ông mất hết hứng thú. Ông nói cho mày biết, nếu chuyện này còn tiếp diễn thì ông giết chết mày.
Người kia bị hai tát nổ đom đóm nhưng cũng không dám lắm miệng, hắn đưa điện thoại trong tay lên nói. Hà công tử, là điện thoại khẩn cấp của đồn trưởng Đặng. Anh có gì thì nói nhanh lên. Lúc này tâm tình của Hà Bính Sở rất kém, hắn cầm lấy điện thoại rồi nổi trận lôi đình. Hà thiếu gia, người của văn phòng quản lý trật tự trị an của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đã đến đồn công an, muốn gặp hai người kia để tìm hiểu tình huống. Lúc này tôi rất lo lắng, anh xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đồn trưởng Đặng rõ ràng không còn tiếp tục mở miệng nịnh nọt Hà Bính Sở, lúc này hắn chỉ còn cảm giác lo lắng mà thôi. Con bà nó, anh là heo à, chẳng lẽ đầu toàn đất thôi sao? Đừng cho bọn họ gặp mặt, anh chờ một chút, tôi gọi điện thoại. Tuy ngoài miệng thì mắng mỏ không dứt lời nhưng Hà Bính Sở cũng biết sự việc náo loạn là không tốt cho mình. Sau khi cúp điện thoại của đồn trưởng Đặng, hắn bắt đầu gọi điện thoại cho người quen của mình. Cục trưởng Lý phải không? Tôi là Hà Bính Sở. Tôi hỏi anh một chuyện, là vị lãnh đạo nào đưa người đến đồn công an Cẩm Hiên vậy? Hà Bính Sở tươi cười trò chuyện cùng người bên kia. À, là chủ nhiệm Triệu sao? Thế này nhé, anh Hà, tôi và chủ nhiệm Triệu căn bản không thân quen, thế nên kính nhờ anh nói một tiếng với anh ấy. Đồn trưởng Đặng trong đồn công an Cẩm Hiên là anh em của tôi, mong anh ấy hạ thủ lưu tình, tối nay tôi sẽ mời khách. Bên kia mở lời khẳng định làm cho Hà Bính Sở cảm thấy rất đắc ý, sự việc sẽ nhanh chóng được giải quyết mà thôi. Tút tút tút. Không chờ Hà Bính Sở đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông đã vang lên điên cuồng. Hắn nhìn dãy số gọi đến, hắn để một lát rồi nhấn nút nghe. Hà thiếu gia, bên ngài thế nào rồi? Bên tôi đã không chống đỡ nổi nữa. Giọng nói của đồn trưởng Đặng thật sự rất lo lắng. Hà Bính Sở hừ một tiếng tức giận nói. Anh Đặng. Anh có phải hoài nghi năng lực của tôi rồi không? Chỉ cần tôi đồng ý thì có khi nào thất bại, anh cứ hiện lên như quỷ đòi mạng, không cảm thấy làm phiền người khác sao? Tuy Hà Bính Sở mở miệng giống như mắng người nhưng sau khi nghe như vậy thì đồn trưởng Đặng lại giống như thấy được tiếng trời, hắn dùng giọng nửa mừng nửa lo hỏi. Hà thiếu gia, ngài nói sự việc này đã được giải quyết rồi sao? Ngài thật sự là có năng lượng quá lớn rồi. Điều này là đương nhiên. Nếu không giải quyết được thì tôi nói với anh như vậy sao? Hà Bính Sở nở nụ cười đắc ý, hắn có thể xử lý chuyện khó của người khác như trở bàn tay, đây chính là thứ mà hắn giỏi nhất. Chưa nói đến những thứ gì khác, cảm giác thành tựu cũng căn bản làm hắn cảm thấy sung sướng vô bờ. Cảm ơn Hà thiếu gia, tôi chỉ biết ở thành phố Đông Hồng, không, ở tỉnh Nam Giang không có gì làm khó được Hà công tử. Đồn trưởng Đặng Tân Bốc cực kỳ đúng chỗ. Điều này làm cho Hà Bính Sở nghe và cảm thấy rất thoải mái. Được rồi, chủ nhiệm Đặng, đừng nói những lời vô dụng như vậy, anh hãy đi làm tốt công tác của mình với chủ nhiệm Triệu, tất cả đã có tôi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho phía bên kia, tối nay chúng ta uống vài ly với chủ nhiệm Triệu, tranh thủ cho anh ấy gục ngã. Đồn trưởng Đặng căn bản không có lời nói nào trái ý với Hà Bính Sở, hắn tiếp nhận tin tức từ đối phương. Hơn nữa sau khi mở miệng nói sẽ chủ động đến đón Hà công tử, hắn mới cảm ơn rối rít cúp điện thoại. Đúng là loại chó ngu ngốc, lá gan chuột nhắt mà muốn bỏ lên trên sao. Đúng là mơ tưởng, một chức vụ đồn trưởng là quá lắm rồi. Hà Bính Sở nghĩ đến tình huống vội vàng của đồn trưởng Đặng, thế là hắn mắng một câu. Hà Bính Sở nằm thoải mái trên giường, hắn nghĩ đến chuyện tối qua, thế là vẻ mặt lộ ra chút dữ tợn. Hắn thầm nghĩ tối qua mình ra tay còn chưa đủ hung ác, tên kia dám tố cáo mình, đợi ngày mai sẽ cho hai tên khốn kia biết rõ đối địch với ông sẽ có kết cục thế nào. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên lại làm nhiễu loạn cảm giác thanh nhàn của Hà Bính Sở. Hắn cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó nghe máy. Cục trưởng Lý, tôi ở bên này đã sắp xếp xong, tối nay anh em không say không về, uống đến khi gục ngã mới thôi. Đầu dây bên kia cũng không truyền đến tiếng cười như trong tưởng tượng của Hà Bính Sở, chỉ thấy cục trưởng Lý cười khổ nói. Cậu Hà, năng lực của tôi chỉ có hạn, chỉ sợ chuyện này không giúp gì được rồi. Làm sao vậy, cục trưởng Lý, chẳng lẽ tôi có gì không đúng sao? Vẻ mặt Hà Bính Sở chợt trở nên khó coi, cho đến nay người ta đều phải làm theo vẻ mặt của hắn, nào đến lượt hắn phải hạ mình cầu xin người ta. Không, không, không. Hà Bính Sở nói làm cho cục trưởng Lý kia có chút bất an, rõ ràng hắn biết rõ Hà Bính Sở là loại người thế nào. Hắn liên tục mở miệng giải thích. Cậu Hà, chuyện của cậu là chuyện của tôi,
không phải tôi không vung tay xử lý, căn bản là chủ nhiệm Triệu không đồng ý, tôi cũng không còn cách nào khác. Hừ, tên chủ nhiệm Triệu kia muốn làm gì? Có phải là ít tiền nên chê không? Anh hỏi anh ta xem, có gì cứ nói thẳng, chỉ cần anh ta ra giá, tôi sẽ thỏa mãn. Giọng nói của Hà Bính Sở càng thêm lớn. Hắn cảm thấy đây là chuyện nhỏ, chưa từng nghĩ rằng thuyền lớn chạy qua cống thì lật. Hắn là người xưa nay luôn làm việc thoải mái sung sướng, bây giờ tên khốn chủ nhiệm Triệu kia không nể tình, muốn chết sao? Cục trưởng Lý bên kia giống như đang bị người ta làm khó, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại giải thích. Hà thiếu gia, chủ nhiệm Triệu cũng là thân bất do kỷ mà thôi, chuyện này anh ta không làm chủ được, vì lãnh đạo tuyến trên đốc thúc người ta xử lý vụ này. Lãnh đạo tuyến trên, là Bí Thư Mạnh sao? Bố của Hà Bính Sở có quan hệ không tệ với Bí Thư Mạnh, thế cho nên chỉ cần là Bí Thư Mạnh nắm vụ này, hắn đủ tự tin và năng lực để giải quyết ổn thỏa. Không, tôi nghe chủ nhiệm Triệu nói chuyện này được Du Giang Vĩ đến đốc thúc. Cục trưởng Lý nói đến Du Giang Vĩ, sợ Hà Bính Sở không biết Du Giang Vĩ là ai, thế nên tranh thủ thời gian bổ sung. Du Giang Vĩ là thư ký của Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, là Bí Thư Vương nào? Vẻ mặt Hà Bính Sở chợt trở nên trầm trọng, mặc dù phần lớn thời gian hắn ở trong cuộc sống xa hoa lãng phí đầy vàng son, thế nhưng kinh nghiệm của bản thân vẫn là không ít. Hắn cũng biết thư ký là bóng dáng của lãnh đạo, dưới tình huống bình thường thì bọn họ đại diện cho ý chỉ của lãnh đạo. Cục trưởng Lý cũng không ngờ Hà Bính Sở lại không biết Bí Thư Vương là ai, thế là hắn nhanh chóng lên tiếng. Là Bí Thư mới nhận chức của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, Bí Thư Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ nhìn Lý Đức Trụ nằm trên giường không nhúc nhích mà vẻ mặt có vài phần trắng bệch. Trên đường đi hắn đã tưởng tượng ra nhiều tình cảnh gặp mặt Lý Đức Trụ, thế nhưng tình cảnh trước mắt thật sự vượt quá dự đoán của hắn, Lý Đức Trụ nằm liệt trên giường. Ngày hôm qua đây là một người đàn ông mạnh mẽ vạm vỡ, khi đứng trước mặt Du Giang Vĩ còn có chút ngại ngùng gọi mình là anh Du. Vì sao mới vài ngày không thấy lại biến thành bộ dạng này? Đức Trụ, anh làm sao vậy? Du Giang Vĩ thiếu chút nữa thì không khống chế được tâm tình của mình, hắn giật mình hỏi. Không có, chuyện gì? Lý Đức Trụ thấy Du Giang Vĩ đi đến thì khóe miệng có hơi co giật, hắn muốn cười với Du Giang Vĩ, thế nhưng gương mặt lại chỉ có chút run rẩy mà thôi. Chủ nhiệm Triệu đi theo sau lưng Du Giang Vĩ, hắn thấy tình cảnh này thì thật sự cảm thấy quá bất ngờ. Nhìn gương mặt bầm dập của Lý Đức Trụ, hắn thật sự rất lo lắng, chỉ sợ vụ án này khó giải quyết. Đội trưởng Đặng, chuyện gì xảy ra đây? Người ta sao lại thành ra như vậy? Giọng nói của chủ nhiệm Triệu cực kỳ nghiêm khắc làm cho người ta nghe vào và phát lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1103, Cường Long khó áp địa đầu xà. Dưới tiếng quát nghiêm nghị của chủ nhiệm Triệu, đội trưởng Đặng run rẩy đi đến. Hắn biết rõ một khi tin tức bại lộ, Đặng Kình Long tất nhiên sẽ là người chịu tội thay. Chưa nói đến phương diện Hà công tử sẽ trở mặt, đối phương sẽ căn bản không bao giờ nhận tội về mình, không thừa nhận là mình làm, cho dù Hà Bính Sở có thừa nhận, chỉ sợ Đặng Kình Long là đồn trưởng đồn công an cũng sẽ căn bản rơi vào tội danh không làm tròn trách nhiệm. Sự việc phát triển đến mức này thì đừng hòng có ai có thể trốn tránh được. Vì vậy dù biết rõ sự việc thế nhưng Đặng Kình Long vẫn không dám mở miệng nói ra, vì nói ra thì sẽ chết. Hà công tử là một con quỷ, thật sự quá độc ác. Một chiêu này quá độ, làm chuyện xấu xong còn muốn được phong hầu. Dưới tình huống cứng giọng không thể mở miệng, Đặng Kình Long chỉ có thể đứng cực kỳ bối rối, lén đưa mắt nhìn vị phó bí thư ủy ban tư pháp thành phố Đông Hồng đi theo bên cạnh chủ nhiệm Triệu. Vẻ mặt vị phó bí thư kia cũng không quá tốt, dù thế nào thì sự việc này cũng xảy ra ở thành phố Đông Hồng, hơn nữa còn là ủy ban tư pháp tỉnh trực tiếp điều tra, căn bản khó thể nào lau chùi được vết như này. Hơn nữa hắn căn bản không có tình cảm hay quan hệ gì với đồn trưởng Đặng, thế cho nên sẽ không mở miệng nói giúp cho đối phương. Đặng Kình Long, anh nói tôi xem có chuyện gì xảy ra, vì sao người trong cuộc lại biến thành như vậy? Ngôn từ chấn vấn của vị phó bí thư làm cho cơ thể của đồn trưởng Đặng càng thêm run rẩy, hắn lắp bắp nói. Điều này tôi không biết. Anh không biết, trước khi người ta được đưa đến đồn công an thì không có việc gì. Vì sao bây giờ lại thành ra như vậy? Giọng nói của chủ nhiệm Triệu vẫn rất nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lý Đức Trụ đang nói chuyện với Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ nhiệt tình với Lý Đức Trụ, biết đâu sự việc này có liên quan đến Bí Thư Vương,
cho dù không thì xử lý tốt cũng có một phần nhân tình của Du Giang Vĩ, cũng là chuyện tốt. Thế cho nên lúc này chủ nhiệm Triệu cảm thấy một tên đồn trưởng đồn công an không là cái quái gì. Đội trưởng Đặng liên tục xoa tay, trong lòng thầm nghĩ đến cuộc điện thoại của Hà Bính Sở. Hà công tử đã giải quyết tốt chưa? Chẳng lẽ vị lãnh đạo này không nhớ? Chủ nhiệm Triệu, tôi là Đặng Kình Long. Đặng Kình Long cắn răng rồi nói với chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu không biết đồn trưởng Đặng là ai, vì vừa rồi cục trưởng Lý cũng không gọi điện thoại cho chủ nhiệm Triệu, chỉ gọi cho một nhân viên công tác trong tổ mà thôi. Sau khi biết Du Giang Vĩ đi theo đoàn, cục trưởng Lý hiểu rõ vấn đề, thế là gọi điện thoại về cho Hà Bính Sở. Anh là ai không quan trọng, tôi đang hỏi anh đấy, có chuyện gì với những vết thương trên người vị đồng chí này? Mời anh trả lời rõ ràng. Vẻ mặt chủ nhiệm Triệu càng thêm khó coi, giọng nói càng thêm nghiêm khắc. Đồn trưởng Đặng xem như đã hiểu, nhưng Hà Bính Sở là cây cứu mạng của hắn, dù chỉ 1% thì hắn cũng phải đánh cược một lần. Chủ nhiệm Triệu, Hà công tử không điện thoại cho ngài sao? Đặng Kình Long mở miệng nói trắng sự việc, lời nói này làm cho đám người nhìn về phía chủ nhiệm Triệu. Tuy chủ nhiệm Triệu đã nghĩ loáng thoáng vị Hà công tử kia là ai, thế nhưng gương mặt lại càng thêm âm u. Chủ nhiệm Triệu là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, hắn biết rõ tỉnh Nam Giang là nơi có các mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp. Chỉ cần vừa động gân đã đứt xương, cắt xương đứt gân, biết đâu trêu chọc người này thì người kia sẽ ghi hận trong lòng. Nếu như không phải có Du Giang Vĩ đi theo, nếu như sự việc này không liên quan đến Bí Thư Vương, chủ nhiệm Triệu rất có thể sẽ mở một mặt lưới. Nhưng bây giờ chủ nhiệm Triệu nhất định phải xử lý nghiêm khắc, nếu không để cho Bí Thư Vương truy cứu trách nhiệm, chính mình căn bản không là gì cả. Cái gì mà điện thoại hay không điện thoại, Bí Thư Lý, chuyện này cần phải xử lý cực kỳ nghiêm khắc, điều tra nếu xuất hiện tình huống làm rối loạn trật tự kỷ cương, nhất định phải làm cho thật nghiêm. Mặc kệ có liên quan đến ai, không thể nuông chiều làm loạn. Bí Thư Lý lúc này đã hiểu có chuyện gì xảy ra, là một chuyện mà ai cũng hiểu, đối phương nói trước mặt nhiều người, hắn còn có thể nói gì được nữa. Hơn nữa Đặng Kình Long chỉ là một tên đồn trưởng đồn công an, cho dù anh Hà biết được, hy sinh một người để chịu tội thay căn bản không là gì, còn là kết quả mà ai cũng thích, ai cũng vui. Chủ nhiệm Triệu nói đúng, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc điều tra, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để cho ra kết quả với văn phòng xử lý trật tự trị an ủy ban tư pháp tỉnh. Lời nói của Bí Thư Lý rất có trình độ, mặc dù thừa nhận ý nghĩ của chủ nhiệm Triệu, thế nhưng lời nói lại xem như nắm bắt quá trình điều tra lần này. Chủ nhiệm Triệu lúc này cũng cảm thấy có chút khó khăn, hắn và Bí Thư Lý có mối quan hệ khá tốt, nhìn thì thấy vụ án này có hơi lớn, nếu như mình kiên trì điều tra đến cùng thì chỉ sợ đắc tội với không ít người, như vậy chẳng phải đốt lửa trên người mình sao. Nhưng nếu như trực tiếp buông tay, để cho thành phố Đông Hồng điều tra vụ này, mình sẽ báo cáo lên trên như thế nào? Đối với chủ nhiệm Triệu thì dù là kết quả nào cũng không tốt, vấn đề là nếu Bí Thư Vương không hài lòng, như vậy công tác của hắn ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy sẽ chấm dứt. Có câu anh chết chứ không phải tôi chết, đối đầu với kẻ địch hùng mạnh thì ai lại hết ngực lên trên bao giờ. Vì vậy sau khi xem xét được mất lợi hại, chủ nhiệm Triệu trầm giọng nói. Vụ án này có tính chất đặc biệt ác liệt, lãnh đạo tỉnh đã có chỉ thị, phải xử lý vụ án thành một điển hình. Bí Thư Lý, anh nên làm tốt công tác phối hợp với chúng tôi. Muốn biến vụ việc lần này thành điển hình, Đặng Kình Long chỉ là một con ruồi bọt thì sao có thể nhận được trọng trách lớn như vậy? Lúc này Đặng Kình Long chợt sinh ra cảm giác tan vỡ, hắn đành phải đưa mắt cầu cứu nhìn cục trưởng Mã ở bên cạnh. Vẻ mặt cục trưởng Mã lúc này căn bản là không dễ nhìn, hắn cũng không ngờ một chuyện nhỏ như vậy lại sinh ra phiền toái lớn như thế. Hắn thấy ánh mắt cầu xin trợ giúp của Đặng Kình Long, hắn cũng không còn cách nào khác. Nhưng cục trưởng Mã là lãnh đạo. Nếu như chính mình rơi vào hoàn cảnh xấu hổ mà căn bản không có phản ứng, như vậy thuộc hạ còn có thể bảo vệ được sao? Sau khi do dự một lúc lâu, cục trưởng Mã nháy mắt với đồn trưởng Đặng, tỏ ý bảo đối phương đừng vội, mình sẽ nghĩ biện pháp. Sau khi Du Giang Vĩ đưa hai người Lý Đức Trụ và Lạc Minh Hạo đến bệnh viện thì quay về phòng làm việc báo cáo cho Vương Tử Quân. Tuy trên đường về thì Du Giang Vĩ đã nghĩ sẵn tất cả trong đầu, thế nhưng khi báo cáo vẫn cảm thấy rất bồn chồn. Lúc này Bí Thư Vương chỉ có ý muốn gõ lên đầu Lý Đức Trụ, một sự việc như vậy không ngờ lại trở thành bộ dạng như lúc này. Mặc dù bác sĩ nói nghỉ ngơi điều trị một tháng là không có vấn đề, thế nhưng như vậy cũng đả kích nặng nề vào thể diện của Bí Thư Vương.
lái xe cũ của bí thư Vương đến thăm, lại bị người ta đánh bị thương nặng trong đồn công an, việc này dù là đặt trên người ai thì cũng không thoải mái. Gương mặt Vương Tử Quân vẫn luôn bình tĩnh, từ khi Du Giang Vĩ bắt đầu báo cáo thì hắn cũng không nói gì. Lúc này hắn cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng không vỗ bàn, vẫn bình tĩnh nghe hết lời của Du Giang Vĩ. Nổi giận cũng không giải quyết được gì, ngược lại còn làm cho tư duy của người ta thêm hỗn loạn. Sự việc đã phát sinh, hắn cần phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Bí thư Vương, bác sĩ nói Đức Trụ có sức khỏe tốt, nghỉ ngơi một tháng sẽ hoàn toàn bình phục, hơn nữa sẽ không lưu lại di chứng gì. Du Giang Vĩ mở miệng an ủi Vương Tử Quân. Giang Vĩ, cậu khổ cực rồi, đi nghỉ một chút đi. Vương Tử Quân khoát tay áo với Du Giang Vĩ rồi dùng giọng thản nhiên nói. Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại nuốt xuống bụng. Bí thư Vương có tính toán gì hay không? Hắn loáng thoáng biết được một chút, thế nhưng lãnh đạo không nói thì hắn cũng không nhiều lời. Khi cửa phòng chậm rãi đóng lại thì Vương Tử Quân lấy ra một phần tư liệu của vị Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng xem xét. Hà Duyên Cường đã làm Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng được 8 năm, là một địa đầu xa ở thành phố Đông Hồng. Hà Duyên Cường không phải là người có chức quan cao vời ở thành phố Đông Hồng, thế nhưng vị trí lại rất quan trọng, cho dù là người cao hơn 1-2 cấp cũng chưa chắc mạnh mẽ bằng. Vương Tử Quân lật qua lật lại xem xét tư liệu về Hà Duyên Cường, hắn lẳng lặng suy tư, một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hà Duyên Cường lúc này cũng nghĩ đến Vương Tử Quân. Sau khi tin tức về con trai mình truyền đến, hắn thật sự sinh ra cảm giác không tốt. Chuyện này làm cho thư ký của bí thư Vương tự mình ra tay, chỉ sợ không đơn giản một chút nào. Có giấy chứng minh nên lai lịch của Lý Đức Trụ đã bị điều tra rõ ràng. Hà Duyên Cường nhờ một người bạn của mình công tác ở tỉnh Sơn Nam mà biết rõ Lý Đức Trụ là lái xe của Vương Tử Quân, hơn nữa lần này đến Nam Giang để thăm lãnh đạo, không khỏi làm cho Hà Duyên Cường cảm thấy rất đau đầu. Những chuyện này căn bản rất khó xử lý. Khi Vương Tử Quân đến Nam Giang thì Hà Duyên Cường cũng không quan tâm, đối với hắn thì chỉ có Cục trưởng Trân Hồng Lỗi là người nắm vận mệnh của mình. Còn Vương Tử Quân dù là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng vị trí này của Vương Tử Quân căn bản còn không bằng Trân Hồng Lỗi. Nhưng Hà Duyên Cường thật sự không ngờ thủ đoạn của bí thư Vương là rất cao, chánh án chu của Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mới vểnh đuôi lên đã bị đánh cho gục mặt, hơn nữa còn làm cực kỳ gọn gàng, làm cho người ta nói không ra lời. Dù Hà Duyên Cường là một đại nhân vật ở thành phố Đông Hồng, thế nhưng nếu so với chánh án chu thì vẫn kém hơn nhiều. Nếu như hắn cứng nhắc với Vương Tử Quân, như vậy sẽ xuất hiện tình huống đầu rơi máu chảy. Bố, chuyện này nên làm gì bây giờ? Hà Bính Sở thấy bố mình trầm ngâm không nói thì dùng giọng lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ? Mày nói xem làm sao bây giờ? Nếu không phải mày đi thải bẩn khắp nơi, ông sẽ bị động đi theo chùi đít cho mày thế này sao? Hà Duyên Cường vỗ tay lên mặt bàn dùng ánh mắt căm tức nhìn con trai bảo bối nhà mình, sau đó nói. Từ hôm nay mày thành thật ở nhà, xử lý sự việc thế nào cũng không phải là việc của mày. Trong phòng bệnh của Lý Đức Trụ, Khương Long Cương vừa gọt táo vừa nói với Lý Đức Trụ lúc này đã khôi phục lại vài phần sức sống. Trụ tử, tiểu tử cậu lần này cố mà ghi nhớ, tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu không còn là Lý Đức Trụ vừa xuất ngũ như năm xưa, sau này có chuyện gì cũng phải nghĩ đến thân phận của mình. Lý Đức Trụ nhìn quả táo trong tay Khương Long Cương, hắn thầm nghĩ đến chuyện khác. Sau khi Khương Long Cương đưa quả táo cho hắn, hắn trầm giọng nói. Anh Khương, tôi không gây ra phiền toái cho bí thư Vương đấy chứ. Anh nói sao? Khương Long Cương cười cười dùng giọng thản nhiên nói với Lý Đức Trụ. Lý Đức Trụ không nói gì, có làm phiền đến bí thư Vương hay không thì hắn hiểu rõ ràng. Nhưng tiểu tử kia ra tay quá hung ác, dù là hiện tại thì hắn vẫn còn đau nhức khắp toàn thân. Được rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Anh nghĩ mà xem, bí thư Vương của chúng ta có khi nào là người sợ phiền phức chứ? Khương Long Cương nhìn vẻ mặt của Lý Đức Trụ, hắn khẽ vỗ vai của đối phương rồi cười híp mắt nói. Lý Đức Trụ khẽ gật đầu, hắn cắn một miếng táo, đang chuẩn bị nói chuyện với Khương Long Cương thì cửa phòng bị đẩy ra. Một tiểu tử sôi nổi chạy vào phòng, nó vừa đi vừa dùng giọng nghi ngờ hỏi. Chú trụ tử, võ công của chú cao cường, vì sao lại trượt cầu thang rồi ngã được? Lý Đức Trụ là lái xe chuyên trách của Vương Tử Quân, thế nên Lý Đức Trụ đã không ít lần chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, tình cảm của hai bên căn bản là không tệ.
Lý Đức Trụ thấy Tiểu Bảo Nhi thì khẽ nhìn ra phía sau, thấy đằng sau Tiểu Bảo Nhi là Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Khi thấy Vương Tử Quân thì Lý Đức Trụ muốn đứng lên, nhưng cơ thể đau nhức lại làm cho hắn cảm thấy khó thể ngồi lên được. Đức Trụ, cậu cứ nằm trên giường đi. Vương Tử Quân cười cười với Lý Đức Trụ, sau đó vung tay chặn động tác của đối phương. Lý Đức Trụ còn muốn vùng lên thì Mạc Tiểu Bắc đã giữ lấy hắn. Đức Trụ, cậu cũng đừng lộn xộn, nên an tâm tĩnh dưỡng, thành thật nằm yên vài ngày. Dưới sự ngăn cản của Khương Long Cương, Lý Đức Trụ cuối cùng cũng nằm lại trên giường. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, thế là dùng giọng áy náy nói. Bí thư Vương, tôi mới đến đã gây phiền toái cho ngài. Đức Trụ, bài học lần này, cậu không thể để cho bạn bè gặp uất ức, điều này tôi biết rõ. Thế nhưng làm việc gì cũng phải suy xét hậu quả, sau này nên chú ý một chút. Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Lý Đức Trụ, trên mặt vẫn treo nụ cười. Vâng, Bí thư Vương, tôi nhất định sẽ sửa lại. Lý Đức Trụ nói theo đúng thói quen, thế nhưng lúc này cơ thể đầy vết thương, hắn hơi cử động thì cơn đau làm cho toàn thân nhức nhối khó chịu. Bố, chú Trụ tử sao lại trượt cầu thang được? Tiểu Bảo Nhi thấy Lý Đức Trụ không trả lời vấn đề của mình, nói mất hứng vân về cái miệng nhỏ nhắn, sau đó mở miệng không buông tha. Mạc Tiểu Bắc đã giải thích chuyện của Lý Đức Trụ cho Tiểu Bảo Nhi, đó là chú Trụ tử đi cầu thang trượt chân ngã sấp xuống. Nói như vậy vừa che giấu được sự kiện Lý Đức Trụ bị người ta đánh, lại khuyên bảo Tiểu Bảo Nhi sau này đi đường nên cẩn thận. Hôm nay thấy chú Lý Đức Trụ, Tiểu Bảo Nhi tất nhiên sẽ hỏi cho rõ. Khi Vương Tử Quân không biết trả lời thế nào thì Lý Đức Trụ đã mở miệng cứu giá. Điều này, đây chỉ là ngoài ý muốn, giống như một người luôn đi bên cạnh sông sẽ có lúc ướt dày. Lý Đức Trụ giải thích làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn nhìn lái xe trước kia của mình, thầm nghĩ đối phương xem như cũng đọc được vài thứ hay từ trong sách. Vâng, Tiểu Bảo Nhi trầm ngâm một lúc nghĩ đến lời nói của Lý Đức Trụ, sau đó nó chợt nói. Cháu hiểu rồi, chú Trụ tử, ý của chú là đi ra đánh nhau thì cũng có lúc vấp ngã sao? Chương 1104, anh vênh mặt hất hàm sai khiến, tôi phải ngang ngược. Lúc này Vương Tử Quân đang nhận lấy một ly trà từ trong tay Khương Long Cương, hắn vừa uống vào một ngụm, vừa nghe con trai nói như vậy thì thiếu chút nữa đã nhổ ra. Mạc Tiểu Bắc đang đứng bên giường của Lý Đức Trụ mà cảm thấy giật mình, nàng nhìn con trai nhỏ của mình, khó mà tin nó có thể nói ra những lời như vậy. Lúc này con trai còn nhỏ đã nói như vậy, đúng là khó ngờ. Lý Đức Trụ và Khương Long Cương đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Bảo Nhi trước nay luôn rất thông minh, thế nhưng lời nói bây giờ lại quá kinh người, căn bản là bọn họ không chuẩn bị tư tưởng tiếp nhận. Con trai, học được những lời như vậy từ đâu vậy? Dù Mạc Tiểu Bắc có vài phần cưng chiều con trai, thế nhưng phương diện giáo dục dạy bảo lại không chút sơ sẩy. Mẹ, hai ngày trước con đã thấy sự việc trên TV. Tiểu Bảo Nhi dùng ánh mắt vô tội nhìn Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc đã không lên tiếng, Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nhụt chí của Mạc Tiểu Bắc, thế là không khỏi bật cười. Bầu không khí trong phòng nhờ có Tiểu Bảo Nhi mà trở nên sinh động. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Khương Long Cương đi ra mở cửa. Cửa vừa mở thì một nhóm đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi vào, đi đầu là một người đàn ông hơn 50 tuổi, dáng người cao to, trên gương mặt có vài phần khí thế bá đạo. Người này vừa đi vào phòng thì trầm giọng nói. Xin hỏi nơi này có phải là phòng bệnh của đồng chí Lý Đức Trụ không? Người đàn ông này vừa mở miệng hỏi thì thấy Vương Tử Quân, hắn giơ tay chào rồi nói. Chào Bí thư Vương, tôi là Cục trưởng Hà Duyên Cường của Cục Công an thành phố Đông Hồng, lúc này báo danh với ngài. Vương Tử Quân thấy Hà Duyên Cường đi đến thì hai mắt khẽ híp lại, khi Hà Duyên Cường cúi chào thì trên mặt hắn đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mời Cục trưởng Hà ngồi. Vương Tử Quân khoát tay áo với Hà Duyên Cường rồi thản nhiên nói. Bí thư Vương, tôi không làm tốt công tác, đã để cho đồng chí Lý Đức Trụ chịu uất ức. Hôm nay toàn thể ban ngành của Cục Công an thành phố Đông Hồng đã đến đây, chúng tôi có hai ý nghĩ, một là thăm hỏi đồng chí Đức Trụ, hai là báo cáo phương diện xử lý vấn đề. Nguyên tắc của chúng tôi là chỉ cần chính sách cho phép, Cục Công an thành phố Đông Hồng nhất định sẽ toàn lực ứng phó để nhanh chóng xử lý vấn đề. Sự việc nhanh chóng được xử lý, như vậy là rất tốt. Anh đã muốn phản hồi tình huống xử lý sự việc với Đức Trụ, như vậy thì cứ nói. Vương Tử Quân mở miệng với gương mặt căn bản không chút biến đổi.
Hà Duyên Cường đồng ý một tiếng rồi đứng lên nói. Đồng chí Đức Trụ, sau khi Ủy ban Tư pháp tỉnh tiến hành điều tra vụ này, chúng tôi đã tiến hành tự kiểm tra và truy cứu về hành vi chấp hành của mình. Thông qua điều tra thì chúng tôi phát hiện đồng chí đồn trưởng Đặng Kình Long làm việc có nhiều sai lầm nghiêm trọng, chưa điều tra rõ ràng đã giam giữ đồng chí Đức Trụ với tội danh đánh nhau gây rối, làm cho đồng chí Đức Trụ chịu thương tổn. Hà Duyên Cường nói rất lớn, bộ dạng dõng dạc. Sau khi nói xong tình huống thì hắn nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi là cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng lại để xảy ra tình huống này, căn bản là không làm tốt nhiệm vụ. Tôi đã báo cáo với thị ủy và lãnh đạo cục công an tỉnh, tôi thỉnh cầu tổ chức tiến hành phê bình. Vương Tử Quân không mở miệng, vừa rồi Hà Duyên Cường đã nói rõ ràng, sao hắn không hiểu ý của đối phương. Hà Duyên Cường sở dĩ dám nói như vậy vì có người chống lưng phía sau. Hà Duyên Cường rất muốn bày tỏ thái độ với Vương Tử Quân, thế nhưng đáng tiếc là Vương Tử Quân chỉ nghe mà không nói gì. Hà Duyên Cường cảm thấy có chút bồn chồn, nhưng hắn cố gắng xốc lại tinh thần nói. Sau khi xuất hiện sai lầm lớn như vậy thì Cục Công an đã nhanh chóng mở hội nghị ban ngành, với vấn đề đã xảy ra, tôi đã cho ra hai quyết định, thứ nhất, nghiêm trị không tha những người có trách nhiệm tương quan, trước mắt miễn đi chức vụ đồn trưởng đồn công an của đồng chí Đặng Kình Long, tạm thời cách chức 3 tháng. Đồng chí Phó Cục trưởng Mã Anh Thu là người quản lý nghiệp vụ bị xử phạt hành chính 2 tháng, đồng thời cũng tiến hành bồi thường tổn thất cho đồng chí Lý Đức Trụ. Tốt, như vậy cứ làm theo những gì các anh đã sắp xếp. Vương Tử Quân cười cười, cũng không cho ra bất kỳ lời dị nghị nào. Hà Duyên Cường mở miệng mời Vương Tử Quân nói lời phê bình với công tác của mình, lại nói Cục Công an thành phố Đông Hồng sẽ làm gì để triển khai mở rộng công tác. Sẽ tăng cường tố chất cán bộ, tăng cường hình tượng của công an với nhân dân. Cuối cùng hắn dùng giọng sắt son đảm bảo. Bí thư Vương, dưới quyết sách anh minh của các cấp đảng ủy và lãnh đạo các cấp, quan niệm pháp chế đã xâm nhập nhân tâm, xã hội phát triển không ngừng thì pháp chế liên tục nở hoa. Lúc này thành phố Đông Hồng có thể nói là nơi nơi bừng sáng, khắp nơi đều là mùa xuân, nhưng đối với những phần tử không chịu trách nhiệm, bỏ rơi nhiệm vụ, cố gắng che giấu ẩn trốn. Một khi phát hiện ra sẽ không bao giờ dễ dãi. Cục Công an thành phố Đông Hồng có lòng tin làm tốt công tác của mình, đến khi có thành quả mong lãnh đạo đến kiểm duyệt phê bình. Sau khi tiến chân nhóm người Hà Duyên Cường thì vẻ mặt Vương Tử Quân trở nên rất âm trầm. Đám người Hà Duyên Cường đến thăm Lý Đức Trụ đã thể hiện rất đầy đủ, hơn nữa phương diện xử lý vấn đề của Lý Đức Trụ của Hà Duyên Cường là rất mạnh mẽ và cẩn thận, ít nhất cũng không thể nói gì ở phương diện trình tự phá án. Người này căn bản không đơn giản. Mới đó mà Hà Duyên Cường đã có thể nghĩ ra được một đối sách quá tốt, Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt nghiêm cẩn của Hà Duyên Cường, hắn thầm nghĩ. Xem ra khối tư pháp của tỉnh Nam Giang có quá nhiều nhân tài, trước kia có Trần Hồng Lỗi, bây giờ lòi ra một Hà Duyên Cường. Chính mình là một bí thư ủy ban tư pháp nắm 4 khối công tác công an kiểm soát tư pháp tòa án, thật sự không dễ dàng chút nào. Em không thích người này. Mạc Tiểu Bắc đóng cửa lại rồi dùng giọng thản nhiên nói. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của Mạc Tiểu Bắc, hắn cười rồi nói. Có lẽ mọi người trong phòng đều có cảm nhận giống như em. Bí thư Vương, chuyện này, tôi thấy không bằng. Lý Đức Trụ đã là người trải qua 2 năm rèn luyện và trưởng thành hơn rất nhiều, hắn biết rõ người trong quan trường thì căn bản không giống như trong xã hội. Tuy vị trí của Hà Duyên Cường kém hơn Vương Tử Quân rất nhiều, thế nhưng người có thể tiến lên làm cục trưởng cục công an tỉnh thành, rõ ràng không tầm thường. Hà Duyên Cường đã cho ra biện pháp giải quyết, chính mình xem ra đã dàn xếp ổn thỏa, hắn cũng không muốn gây thêm phiền toái cho bí thư Vương. Nhưng lời nói của Lý Đức Trụ còn chưa xong thì đã bị Vương Tử Quân khoát tay từ chối, Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Lý Đức Trụ rồi cười nói. Chuyện này cậu không cần xen vào, tôi sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Lý Đức Trụ, hắn lấy điện thoại ra bấm số rồi cười nói với đầu dây bên kia. Trấn Hưng à, tôi là Vương Tử Quân, bí thư Diệp hôm nay có rảnh không? Tôi có chuyện cần báo cáo với lãnh đạo. Khuất Trấn Hưng căn bản rất nhiệt tình với Vương Tử Quân, sau khi nghe lời nói của Vương Tử Quân thì cười nói sẽ xem xét lại. Vài phút sau hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, giữa trưa bí thư Diệp ăn cơm và có thời gian rảnh. Anh ấy nói sẽ cùng ngài dùng cơm trưa. Một lát nữa tôi sẽ đến. Sau khi nghe được câu trả lời của Khuất Trấn Hưng thì Vương Tử Quân cười nói. Diệp Thừa Dân thường dùng cơm trưa ở nhà ăn tỉnh ủy,
trước kia Vương Tử Quân đã từng đến đây. Lúc này có hai hộp cơm tinh xảo đặt trên bàn, Diệp Thừa Dân đang dùng ánh mắt vui vẻ nhìn Vương Tử Quân. Tử Quân, mời cậu ngồi. Diệp Thừa Dân khoát tay áo với Vương Tử Quân, sau đó mở miệng cười nói. Tuy thức ăn trong nhà ăn tỉnh ủy căn bản chỉ bình thường, thế nhưng lại có hương vị quen thuộc, vì vậy chỉ cần có thể là tôi sẽ đến đây lấy đầy bụng. Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn ngồi xuống trước mặt Diệp Thừa Dân, sau đó cười ha hả nói. Bí thư Diệp, hương vị này cũng không dễ có được, tôi cũng muốn nếm thử. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Khuất Chấn Hưng đưa chén đũa đến. Trước mặt Diệp Thừa Dân là một chén cơm bốc hương khói nghi ngút, bên phía Vương Tử Quân còn có thêm vài cái bánh bao. Bí thư Vương, không biết anh thích dùng gì, thế cho nên tôi cho Chấn Hưng chuẩn bị thêm cho anh hai cái bánh bao. Anh còn trẻ, cần ăn nhiều một chút, như vậy mới có tinh thần. Anh có thể ăn được thì cứ ăn cho khỏe. Năm xưa khi tôi xây dựng đập nước bên Nam Sơn, mỗi bữa cơm chỉ có một chiếc bánh bao mà thôi. Diệp Thừa Dân vừa dùng cơm vừa cười tủm tỉm nói với Vương Tử Quân. Bí thư Diệp bây giờ chú ý đạo dưỡng sinh, nếu không với năng lực của ngài, ăn 7-8 cái bánh bao cũng không có gì là khó. Vương Tử Quân lấy một cái bánh bao đưa lên miệng cắn, sau đó khẽ dùng giọng nịnh nọt nói với Diệp Thừa Dân. Khuất Chấn Hưng ở phía sau. Khi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân thì hắn biết đối phương đến căn bản có chuyện cần báo cáo với lãnh đạo. Nhưng không ngờ hai người đến đây dùng cơm, thời gian quý như vàng lại chỉ nói đến phương diện dùng cơm. Diệp Thừa Dân ăn cơm không nhanh, mất 5-6 phút mới dùng xong một chén cơm đầy. Vương Tử Quân bên này ăn 4 cái bánh bao. Khi Diệp Thừa Dân đặt đũa xuống thì Vương Tử Quân đột nhiên nói. Bí thư Diệp. Lần này tôi cảm thấy nên có vài vị đồng chí của Ủy ban Tư pháp ở trong danh sách huấn luyện của Trường Đảng Trung ương, dù sao thì đồng chí của khối trưởng phòng chúng tôi cũng có cầu tiến. Diệp Thừa Dân chợt sáng mắt lên, hắn nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, thế là cười hả hả nói. Tử Quân, tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ công tác của cậu. Lần này tuyến trên mở ban huấn luyện cán bộ cấp sở, tỉnh chúng ta có 10 danh sách, tôi sẽ làm chủ, sẽ cho khối tư pháp một vị trí. Cụ thể là cho ai đi thì anh tự quyết định. Trong nhà Hà Duyên Cường, đây là một biệt thự trong khu nhà dành cho cán bộ Cục Công an thành phố Đông Hồng. Căn nhà 4 phòng 2 gian, lắp đặt thiết bị cực kỳ đường hoàng. Lúc này Cục trưởng Hà đang ngồi trong phòng khách, vừa nghe kinh kịch vừa thản nhiên uống trà. Anh Hà, nên cho con trai ra ngoài một chút, nó ở nhà đã phát điên lên rồi, hôm nay đã đập nát 2 cái ly. Vợ của Hà Duyên Cường là một người phụ nữ cao gầy. Tuy đã hơn 50 nhưng vì sống an nhàn sung sướng nên nhìn ra vẫn còn rất quyến rũ, rất đẹp. Hà Duyên Cường căn bản không quan tâm đến lời lải nhải của vợ, hắn vẫn gõ ngón tay lên ghế, thản nhiên tự đắc hưởng thụ cuộc sống của mình. Này anh Hà, tiểu sở nói nếu anh không thả nó ra ngoài, nó sẽ nhảy lầu xuống. Anh nói xem, nếu như có chuyện gì xảy ra, anh bảo em sống thế nào đây? Sau khi nói một lúc lâu mà thấy Hà Duyên Cường căn bản không có ý thả người. Vợ của Hà Duyên Cường cũng đã nổi giận. Hà Duyên Cường đặt ly trà trong tay xuống rồi dùng giọng hung hăng mắng. Có câu nói thế này, nó muốn uống thuốc thì tôi cho bình, muốn thắt cổ thì tôi cho dây thừng, nhảy lầu thì tôi nói lời cáo biệt. Một thằng hỗn thế ma vương như vậy chết đi thì tôi cũng cảm thấy đỡ phiền lòng. Hà Duyên Cường nói ra những lời này giống như một mồi lửa, làm cho vợ bùng nổ cảm xúc. Khi nàng đang rót nước thêm cho Hà Duyên Cường thì dừng tay. Nàng ném ấm trà xuống mặt bàn. Vợ Hà Duyên Cường thở hổn hển nói. Họ Hà kia, anh nói vậy là có ý gì? Anh có phải đã đi ra làm loạn với con hồ ly tinh nào đó bên ngoài, sợ tiểu sở còn sống thì giành giật gia sản không? Tôi nói cho anh biết, Hà Duyên Cường, anh thay đổi thất thường, tôi giả vờ không phát hiện, tôi cố gắng nể mặt anh là vì cái gì? Tôi không phải đang muốn cho tiểu sở một cuộc sống đầy đủ sao? Tôi nói cho anh biết. Nếu anh dám để cho tiểu sở của tôi mất một ngón tay, tôi sẽ cho anh biết tay. Hà Duyên Cường nhìn bộ dạng nổi điên của vợ, hắn thật sự có chút ngồi không yên. Hắn chợt đứng lên nói. Bà thì biết cái gì, bà cũng không nhìn xem con mình gây ra chuyện gì, đã chọc ra bao nhiêu phiền toái cho tôi bà biết không. Bà che chở cho nó, mai mốt nó bị đưa đến cục công an thì bà mới vui sao. Thằng khốn kia dám đánh cả lái xe của bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, bà nói xem, không phải đánh vào mặt người ta sao? Tôi nói cho bà biết, con của bà phải quản lý thật chặt,
nếu còn coi trời bằng vung thì sẽ tiếp tục gây ra nhiễu loạn càng thêm lớn. Lời nói của Hà Duyên Cường làm cho vợ bình tĩnh trở lại, nhưng một lát sau nàng lại nói. Bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy thì sao? Với bản lĩnh của anh thì xử lý được à? Anh đừng nghĩ là tôi không biết, anh ở trong tỉnh Nam Giang này chỉ nghe lời cục trưởng Chân mà thôi. Khi hai người đang chuẩn bị ồn ào với nhau thì tiếng chuông cửa vang lên, Hà Duyên Cường phất tay với vợ, sau đó lại ngồi xuống ghế salon. Tuy vợ Hà Duyên Cường vừa mới ồn ào với chồng, nhưng thường thì đối mặt người ngoài nàng vẫn rất nể mặt chồng. Sau khi nghe tiếng chuông vang lên lần hai, nàng chợt bước đi, sau đó nở nụ cười nói. Ai vậy? Cửa khẽ mở ra, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi vào, hắn chợt mở miệng nói. Chị dâu, là tôi, cục trưởng có ở nhà không? Có, cục trưởng Đồ, anh xem, anh cũng không phải là người ngoài, đến nhà tôi còn mang theo những thứ kia làm gì? Vợ Hà Duyên Cường vừa mời cục trưởng Đồ vào trong phòng vừa cười nói. Cục trưởng Đồ cười cười nói. Chị dâu, tôi chỉ mang vài món đặc sản đến mà thôi. Hôm nay một đứa cháu dưới quê câu cá, vừa vặn câu được cá lớn đến đưa cho tôi. Tôi nghĩ đến những người mình biết, chị dâu là cao thủ làm cá, thế cho nên không muốn làm lãng phí nguyên liệu, vì vậy mà làm phiền ngài. Cũng là một lời nhưng ý nghĩa của nó lại khác biệt, hiệu quả sẽ khác biệt còn lớn hơn. Cục trưởng Đồ đến tặng quà lại làm phiền vợ Hà Duyên Cường, chỉ vài câu đã làm cho vợ của Hà Duyên Cường vui vẻ tiếp nhận quà. Những năm nay Đồ Thăng Khuê liên tục phát triển đã triển khai tất cả thủ thuật của mình, tất nhiên cũng không quên chiêu thức nịnh nọt vợ thủ trưởng như vậy. Khi thấy Hà Duyên Cường cũng không đứng lên mà nói. Thăng Khuê đến đấy à, ngồi đi, tôi vừa vặn có món trà ngon, mời anh nếm thử. Đồ Thăng Khuê đi đến ngồi bên cạnh Hà Duyên Cường. Không chờ Hà Duyên Cường cầm lấy ấm trà, hắn nhận lấy ấm trà, rót trà cho lãnh đạo, sau đó rót cho mình một ly. Chương 1105, dán mặt nóng lên mông lạnh. Đồ Thăng Khuê là phó cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng, chức vụ của hắn có được là do Hà Duyên Cường đề bạt lên, cũng tính là người thuộc dòng chính của Hà Duyên Cường. Nếu nói từ điều kiện của bản thân Đồ Thăng Khuê, dù là năng lực công tác hay quan hệ với người, căn bản không bao giờ vượt qua thử thách. Nhưng hắn có một phần mạnh hơn các đối thủ của mình, đó là mỗi lần có chuyện xảy ra sẽ nhìn gió xem hướng. Hắn thật sự có một trái tim nóng luôn hướng về phía Hà Duyên Cường, luôn đi theo bên cạnh lãnh đạo của mình. Nghe nói khi đề bạt Đồ Thăng Khuê thì gặp nhiều lực cản, thế nhưng Hà Duyên Cường ra mặt thì tất cả thông suốt, cuối cùng văn kiện bổ nhiệm vẫn được đưa xuống. Sau khi nhận được văn kiện bổ nhiệm thì Đồ Thăng Khuê chạy ngay đến nhà của Hà Duyên Cường, hắn kích động đến mức rơi nước mắt, hắn dùng lời thề sắt son của mình để đảm bảo, sau này lãnh đạo cứ xem vào biểu hiện của mình. Đồ Thăng Khuê là người nói được làm được, chỉ cần là lời nói của Hà Duyên Cường, hắn sẽ nghĩ nát óc để xử lý thật tốt. Hắn hiểu một điều cực kỳ quan trọng, nếu chính mình muốn tiếp tục đi lên trong đơn vị, chỉ có thể coi Hà Duyên Cường là bá nhạc mà thôi. Đúng là trà ngon. Đồ Thăng Khuê uống một ngụm trà rồi mở miệng nói hai câu khoa trương. Sau khi vợ của Hà Duyên Cường đi ra thì mở miệng nói. Cục trưởng Đồ, anh cần phải giúp tôi khuyên nhủ anh Hà. Anh nói xem sự việc đã xong, hơn nữa đại cục đã định, anh ấy không nên cứ mãi nắm bắt con trai không tha. Anh ấy đã cấm nó 3 ngày không được ra khỏi nhà, nếu tiếp tục như vậy cũng không quá tốt. Đồ Thăng Khuê căn bản cũng hiểu rõ ràng chuyện liên quan đến Hà Bính Sở, hắn thầm nghĩ tiểu tử này nên đóng cửa dạy bảo, nếu không với cá tính hiện tại thì chỉ sợ sẽ tiếp tục gây ra nhiễu loạn. Lúc này Bí Thư Vương mới đến tỉnh Nam Giang còn chưa có được căn cơ rõ ràng. Sau này nếu muốn động vào một vị bí thư ủy ban tư pháp đã có đầy lông đủ cánh thì căn bản là cực kỳ khốn khổ. Nhưng Đồ Thăng Khuê nghĩ như vậy cũng không thể nói ra như thế, người ta thường nói nhím khen con mình bóng loáng, bọ hung khen con mình thơm mát, hắn cũng không nên mở miệng nói không hay với Hà Duyên Cường. Giống như một con chó què, người chủ có thể đá nó một cái, thế nhưng người khác thì căn bản không được động vào, nếu không chủ nhà sẽ mất vui. Hà Duyên Cường là người rất căm hận con trai. Thế nhưng cha con bọn họ nói gì cũng được, người ngoài không được vung tay múa chân. Vì vậy với tính cách khôn khéo của mình, Đồ Thăng Khuê nhanh chóng tỏ thái độ. Cục trưởng Hà, tôi thấy anh nên nghe chị dâu một lần. Tôi biết rõ ngài là người dạy bảo con cái nghiêm khắc, nhưng nếu hăng hái quá thì hóa dở, sự phạt tiểu sở cũng nên có hạn độ mà thôi. Thời gian dài thì sẽ làm cho con cái chán nản, buồn bực sinh bệnh tật. Hơn nữa có bài học lần này,
có lẽ sau này tiểu sở sẽ không gây ra chuyện như vậy nữa. Hà Duyên Cường hừ một tiếng mà không nói gì, nhưng gương mặt vợ hắn lại tràn đầy nụ cười, liên tục cười vui với Đỗ Thăng Khuê. Thăng Khuê, tôi tình nguyện trừng phạt nó sao? Tôi chỉ sợ nó mà thôi, đứa bé này coi trời bằng vung, động vào người Vương Tử Quân, nếu là người khác thì sao? Anh nói xem tôi phải làm sao cho xong việc đây. Hà Duyên Cường tuy nói lời nghiêm khắc nhưng Đỗ Thăng Khuê lại hiểu thái độ lãnh đạo đã thả lỏng. Làm người tốt thì phải làm đến cùng, thế là hắn mở miệng nói. Cục trưởng Hà, tiểu sở cũng lớn rồi, việc này qua rồi sẽ rút ra bài học. Hơn nữa có ngài và chị dâu đứng sát bên kiểm tra, cậu ấy còn xảy ra chuyện gì nữa? Tôi thấy không bằng phê bình cậu ấy một lượt, tha cho một lần. Hà Duyên Cường uống một ngụm trà, sau đó thản nhiên nói. Thăng Khuê, chuyện này tuy đã được tôi cho qua, thế nhưng Bí Thư Vương không phải là người thích nuốt trái đắng, thế cho nên lần sau chắc chắn sẽ lên đạn bắn người. Cục trưởng Hà, anh ta làm gì được, còn muốn làm gì? Đỗ Thăng Khuê nói rồi chỉ lên trên. Trên kia cũng không phải không có người, anh ta phải làm sao được. Anh ta cũng không thể không quan tâm đến người muốn ép chết mình. Thăng Khuê, lời này không nên nói tùy tiện. Dù gì anh cũng là phó cục trưởng cục công an thành phố, anh nói cũng không nên quá loạn, không nên cho những lời thế này ra khỏi cửa. Hà Duyên Cường chỉ tay vào Đỗ Thăng Khuê rồi dùng giọng oán trách nói, nhưng lời nói nào có chút trách cứ. Rõ ràng lời nói của Đỗ Thăng Khuê đã động vào trong lòng Hà Duyên Cường. Đỗ Thăng Khuê cười cười mà không nói gì, hắn là người đi theo Hà Duyên Cường lâu năm, hắn biết rõ tính tình của lãnh đạo nhà mình. Dù lãnh đạo nói lời phê bình với mình, thế nhưng thực tế trong lòng lại thừa nhận câu nói của mình. Đỗ Thăng Khuê cảm thấy mình không sai chút nào, cục trưởng Hà có người chống đỡ, Vương Tử Quân căn bản không làm gì được. Vợ Hà Duyên Cường thấy chồng đã thoải mái hơn thì vẻ mặt rất vui mừng, nàng lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo ra mở cửa phòng cho Hà Bính Sở. Hà Bính Sở hầu như là lao ra, hắn còn muốn hét lên biểu hiện sự hưng phấn của mình, thế nhưng khi thấy Hà Duyên Cường và Đỗ Thăng Khuê ngồi trong phòng khách, hắn cố gắng áp chế cảm giác hưng phấn của mình. Bố! Dù có chút sợ hãi nhưng Hà Bính Sở vẫn đi đến trước mắt bố mình rồi mở miệng chào hỏi. Hừ! Hà Duyên Cường hừ một tiếng rồi nhìn bộ đồ nhăm rúm trên người Hà Bính Sở, sau đó hắn dùng giọng lạnh lùng nói. Cậu nhìn lại mình đi, đã là người lớn rồi mà còn có bộ dạng như vậy, căn bản không ra gì. Mau cút về thay quần áo cho tôi. Đỗ Thăng Khuê thấy Hà Duyên Cường mở miệng dậy bảo con thì tranh thủ thời gian cười nói. Cục trưởng Hà, tính ra thì ánh mắt chúng ta đã lạc hậu rồi. Theo lời của con nhà tôi, những ngày hôm trước nó mặc quần có hai cái lỗ lớn, mẹ nó cực kỳ kinh ngạc, tối đó đợi con đi ngủ thì thức dậy may vá lại. Sáng hôm sau con trai khóc lóc làm loạn, bộ đồ thời trang của nó bị mẹ làm cho hư hại, sao có thể ra ngoài gặp người. Thật sự làm cho tôi và mẹ nó phải dở khóc dở cười. Lời nói thú vị của Đỗ Thăng Khuê làm cho Hà Duyên Cường nở nụ cười. Hà Bính Sở thấy thái độ hòa hoãn của bố, hắn tranh thủ thời gian ném cho Đỗ Thăng Khuê một ánh mắt cảm kích. Tiểu Sở, chú nên dặn dò cháu một chút. Lần này cháu gây họa không nhỏ, dù cục trưởng Hà đã ra mặt giải quyết, thế nhưng cháu nhất định phải rút ra bài học, không thể tiếp tục làm cho bố phải lo lắng. Đỗ Thăng Khuê vừa rót trà cho Hà Duyên Cường vừa cười nói. Thật sự đã được giải quyết rồi sao? Hà Bính Sở cũng thật sự lo lắng về vụ việc lần này, dù hắn mở miệng nói lớn tiếng nhưng căn bản vẫn biết Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp không phải là nhân vật dễ động vào, nhất định sẽ lưu lại di chứng. Bây giờ nghe lời nói của Đỗ Thăng Khuê, hắn chợt cảm thấy thoải mái. Bố, con biết không có gì bố không giải quyết được. Hà Bính Sở dùng giọng hưng phấn nói. Hà Duyên Cường hừ một tiếng không nói nhưng vẻ mặt lại có vài phần vui mừng. Vợ Hà Duyên Cường thấy chồng vui vẻ thì lên tiếng chặn lại. Hôm nay chú Đỗ đưa đến một con cá lớn, tôi sẽ biểu hiện tài năng, sẽ mở tiệc cá cho mọi người nếm thử. Chương 1106, dẫm anh cấn chân của tôi. Xem ra chúng tôi có lộc ăn rồi. Đỗ Thăng Khuê dùng giọng nể tình nói. Khi bầu không khí trong phòng khách rất hăng hái vui vẻ thì điện thoại của Hà Duyên Cường vang lên. Hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó nghe máy. Cục trưởng Trân, tôi là Hà Duyên Cường, mong ngài cho ra chỉ thị. Đám người Đỗ Thăng Khuê nghe thấy đó là điện thoại của cục trưởng Trân thì nhanh chóng im miệng, nhưng bọn họ vẫn muốn nghe ngóng xem cục trưởng Trân nói gì. Cái gì?
Ngài nói tôi phải đến trường đảng học tập sao? Cục trưởng Trần, ngài cũng biết trong đơn vị có nhiều việc cần xử lý, bây giờ không thích hợp rời đi. Hà Duyên Cường lớn tiếng nói, gương mặt có vài phần âm u. Đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà Hà Duyên Cường chuẩn bị mở miệng phải đưa tay cúp điện thoại. Vẻ mặt Hà Duyên Cường làm cho đám người ngồi nơi đây đều ý thức được có chuyện không hay, Đồ Thăng Khuê có chút do dự, hắn khẽ hỏi. Cục trưởng Hà, làm sao vậy? Hừ, trong danh sách các cán bộ đến trường đảng trung ương học tập lần này của tỉnh Nam Giang có cả tôi được bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy trực tiếp đề cử. Hà Duyên Cường nói đến đây thì nghiến răng nghiến lợi tiếp tục. Thoát ly công tác học tập một năm, tên họ Vương kia thật sự rất quan tâm đến tôi. Đồ Thăng Khuê chợt hiểu tầm nghiêm trọng của sự việc, nếu như đi đến trường đảng tham gia huấn luyện chỉ có hai khả năng, một là thăng chức, hai là xóa bỏ chướng ngại. Lần này Vương Tử Quân đề cử Hà Duyên Cường đến học tập ở trường đảng trung ương, khả năng đầu tiên là cực kỳ nhỏ. Bố, tên họ Vương kia rõ ràng là đang báo thù tư. Hà Bính Sở dùng giọng oán hận mắng. Im miệng lại. Hà Duyên Cường nói rồi trực tiếp đẩy Hà Bính Sở vào trong phòng, sau đó đóng cửa khóa trái lại. Hà Duyên Cường ăn bản không có ý nghĩ bỏ qua vị trí cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng, mặc dù chỉ là chức vụ phó sở, thế nhưng lại làm cho hắn biến thành nhân vật phong vân trong tỉnh Nam Giang. Hơn nữa vị trí này có thể tiến công có thể phòng thủ, nếu tiếp tục tiến lên có cơ hội làm phó cục trưởng cục công an tỉnh, nếu không sẽ là phó bí thư quản khối tư pháp của thành phố Đông Hồng. Thậm chí chỉ cần hắn còn ở trên cương vị, người ta cũng không dám coi thường sự hiện hữu của hắn. Mặc dù chỉ là đến tham gia học tập huấn luyện, thế nhưng một năm sẽ có bao nhiêu biến hóa. Có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, nếu hắn rời đi học tập, sẽ thất thủ trên địa bàn của mình, sẽ có người đến cướp đoạt vị trí còn bỏ ngỏ. Lúc này Hà Duyên Cường chợt ý thức được cảm giác khó chịu cùng cực là thế nào, vì chuyện của con mà hắn thi triển chút thủ đoạn. Lúc đầu hắn còn có chút đắc ý, thế nhưng bây giờ xem ra đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Hà Duyên Cường tưởng rằng Vương Tử Quân không nói lời nào thì tất cả đã xong, nhưng không ngờ đối phương chẳng phải dễ quên, không nói gì nhưng lại ngáng chân sau lưng. Bây giờ hắn phải đến trường đảng trung ương học tập, hơn nữa hắn chỉ có thể là người câm nuốt giận vào bụng, không thể nói ra một lời bất mãn. Có 10 chỉ tiêu đến học tập ở trường đảng trung ương. Cho anh một suất xem như là tổ chức tín nhiệm anh được bồi dưỡng trọng điểm. Nếu như anh không mang ơn, anh còn yên ổn sao? Quả thật là phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, tuy ai cũng hiểu mục đích của Vương Tử Quân, thế nhưng căn bản không ai dám mở miệng. Đây không phải là chôn xuống một quả bom trong lúc mình đang muốn phát triển sao? Bất cứ lúc nào thì quả bom cũng có tác dụng lớn. Lần này không thể đi được. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Hà Duyên Cường chợt kiên định ý nghĩ của mình. Hắn đi tới đi lui trong phòng làm việc, sau đó cầm điện thoại gọi đi. Alo, cậu Lê phải không? Ha ha, tôi là Hà Duyên Cường. Trước đó cậu nói với tôi đã nói ổn thỏa, cậu có muốn đến đảm nhiệm chức vụ không? Nếu không muốn thì tôi sẽ cho cậu phục vụ ở đơn vị khác. Hà Duyên Cường cười ha hả, gương mặt rất vui vẻ. Cậu Lê ở đầu dây bên kia dùng giọng khách khí nói hai câu với Hà Duyên Cường. Sau đó cũng không nói gì, chủ yếu nói về việc nhà. 2 phút sau Hà Duyên Cường mới đi vào vấn đề chính. Cậu Lê, bây giờ cục trưởng có rảnh không? Anh Hà, cục trưởng đang rất mất hứng. Cậu Lệ hạ thấp âm thanh xuống nói. Dù Hà Duyên Cường mơ hồ biết rõ vì sao Trần Hồng Lỗi mất vui thế nhưng lời nói lại không dám thốt ra khỏi miệng. Hắn chỉ khẽ hỏi. Ai làm cho lãnh đạo của chúng ta mất vui? Cậu cứ nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ cho anh ta biết tay. Lê Tái Phi là thư ký của cục trưởng Trần Hồng Lỗi, hắn là một tồn tại tinh anh như tinh linh. Hắn không những biết vì sao cục trưởng Trần nổi giận, hơn nữa còn biết mục đích cuộc điện thoại của Hà Duyên Cường. Nhưng Hà Duyên Cường vừa giúp cậu em rể của hắn vào trong biên chế, hắn không thể mở miệng chọc vào vết thương của người ta. Vì vậy thấy Hà Duyên Cường giả vờ hồ đồ thì hắn cũng giả vờ theo. Còn không phải là bí thư ủy ban tư pháp bên kia sao? Trước đó cũng không liên hệ với cục trưởng Trần, nhanh chóng tự ra tay quyết định danh sách tham gia học tập ở trường đảng trung ương. Ôi, cậu Lê, tôi cũng đang sầu vì chuyện này. Tôi sẽ đi qua ngay, nếu cục trưởng có đi đâu thì mong cậu thông báo một tiếng. Hà Duyên Cường nói rồi đi ra bên ngoài. Hà Duyên Cường leo lên chiếc xe của mình, 2 phút sau đã chạy ra khỏi khu nhà cục công an thành phố.
Mặc dù đi ra trốn thành phố náo nhiệt nhưng chiếc xe vẫn chạy tốc độ hơn 70 km/h, đám cảnh sát giao thông đứng bên đường thấy chiếc xe kia chạy như điên định tiến lên cản lại, thế nhưng lại thấy đó là xe của lãnh đạo, thế cho nên đều đứng yên chào. Xe xoay một vòng dừng lại ở bãi đậu xe của Cục Công an tỉnh, Hà Duyên Cường từ trong xe đi ra, nhanh chóng đi về phía phòng làm việc quen thuộc. Chào Cục trưởng Hà. Cục trưởng Hà, đã lâu rồi anh không chơi với anh em, tối nay anh có rảnh không, tôi mời anh vài ly. Anh Hà, vài ngày không gặp mặt, rõ ràng càng thêm phúc khí. Những tiếng chào hỏi liên tục vang lên khi Hà Duyên Cường tiến lên phòng làm việc bên trên, hắn giống như hóa thành một ngôi sao sáng giá được người người chào đón, âm thanh vang lên chung quanh cực kỳ vui vẻ. Hắn cũng vội vàng nở nụ cười, nhưng lúc này hắn căn bản không có tâm tư rông dài với những người chung quanh. Dù sao thì cục trưởng Trần bên kia không biết sẽ đi xử lý công tác vào lúc nào, bây giờ có thời gian tiếp kiến thuộc hạ cũng không dễ dàng gì. Cục trưởng Hà đến vừa đúng lúc, lúc này trong phòng của cục trưởng Trần cũng không có ai. Sau khi đi vào phòng làm việc của thư ký, Lê Tái Phi hơn 30 tuổi tiến ra chào đón. Hắn vừa mời Hà Duyên Cường ngồi xuống vừa nói. Ngài chờ một tiếng, tôi vào báo cáo với lãnh đạo. Hà Duyên Cường đã không ít lần đến phòng làm việc của Lê Tái Phi, trước kia hắn ngồi nơi này cảm thấy cực kỳ thoải mái, thế nhưng bây giờ trong lòng lại sinh ra cảm giác không yên. Hắn tìm cục trưởng Trần có thể thành sao? Cục trưởng có vì chính mình mà ra mặt không? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Hà Duyên Cường nghĩ đến nhiều lý do để mình không tham gia học tập ở trường đảng Trung ương. Khi hắn đang suy xét kỹ càng thì Lê Tái Phi đẩy cửa đi ra. Cục trưởng Hà, lát nữa anh cẩn thận một chút. Vẻ mặt lãnh đạo không quá tốt. Lê Tái Phi khẽ thầm thì nói vào tai Hà Duyên Cường. Hà Duyên Cường khẽ gật đầu, sau đó cùng đi với Lê Tái Phi vào trong phòng làm việc của Trần Hồng Lỗi. Lê Tái Phi đưa tay gõ cửa, động tác của hắn cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn của một thư ký. Trần Hồng Lỗi ngồi trên chiếc ghế dành cho lãnh đạo, hắn cũng không ngẩng đầu, động tác này làm cho Hà Duyên Cường cảm thấy cực kỳ đè nén. Trước kia hắn đến phòng làm việc của Trần Hồng Lỗi, tuy cục trưởng Trần ít lần rời khỏi ghế lãnh đạo, thế nhưng cũng mở miệng dùng giọng bình dị gần gũi mời hắn ngồi xuống. Lúc này lãnh đạo cố ý không nói lời nào, rõ ràng đang muốn áp chế mình. Hà Duyên Cường biết rõ lúc này cục trưởng Trần đang rất bực bội, thế nhưng hắn cũng chỉ thành thật đứng một bên. Lê Tái Phi thấy lãnh đạo không nói lời nào, Hà Duyên Cường lại đứng bên cạnh như một học sinh tiểu học phạm phải lỗi lầm gì đó, chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn tranh thủ thời gian rót trà cho Hà Duyên Cường, sau đó chuẩn bị đi ra. Nếu như trước kia Lê Tái Phi sẽ có thể ra tay, nghĩ biện pháp để tìm bậc thang cho Hà Duyên Cường. Nhưng hôm nay hắn không dám, hắn không thể mạo phạm vào uy nghiêm của lãnh đạo. 5 phút trôi qua, bầu không khí trong phòng cực kỳ đè nén. Hà Duyên Cường cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Trần Hồng Lỗi cuối cùng cũng mở miệng. Lần này anh đi ra tham gia học tập, anh chuẩn bị thế nào? Cục trưởng, Vương Tử Quân làm như vậy rõ ràng là trả đũa tôi. Ngài biết rồi đấy, tôi căn bản không muốn đi ra tham gia huấn luyện, anh ta rõ ràng đang muốn làm tôi mất quyền lực. Hà Duyên Cường cũng không giữ lời trước mặt Trần Hồng Lỗi, hắn mở miệng kể khổ. Bốp! Trần Hồng Lỗi vỗ tay lên mặt bàn, hắn chỉ vào Hà Duyên Cường rồi chửi ầm lên. Anh vừa nói cái gì? Anh nói Bí Thư Vương trả đũa mình sao? Sao? Cái gì là trả đũa? Cho anh đến trường đảng Trung ương học tập, như vậy là tiến hành bồi dưỡng trọng điểm với anh, như vậy mà là trả đũa sao? Tôi nói cho anh biết trong tỉnh Nam Giang này, thậm chí là các tỉnh khác, còn có không ít người đang giành giật nhau nát óc vì danh sách này. Tuy bị mắng như phun máu chó lên đầu nhưng Hà Duyên Cường cũng biết Trần Hồng Lỗi không nói sai, có không biết bao người đang trông mong có được chỉ tiêu lần này. Nhưng người ta tìm chỉ tiêu là vì có thể được đề bạt, Hà Duyên Cường hắn đã qua 50 tuổi. Căn bản có huấn luyện cũng như không. Hơn nữa người đề cử Hà Duyên Cường đi học lần này là Bí Thư Vương, Vương Tử Quân nhất định sẽ không đề bạt hắn. Hà Duyên Cường nghĩ đến vị Bí Thư Ủy ban Tư pháp trẻ tuổi kia mà hận ngứa răng, rõ ràng muốn thông qua biện pháp này để ra tay với mình, thế nhưng mình ăn quả đắng mà không dám mở miệng, có khổ không nói nên lời, thật sự là quá căm hận. Cục trưởng, tôi thật sự không muốn đi học tập, ngài có thể giúp tôi tặng cơ hội này cho đồng chí khác không? Hà Duyên Cường cả gan nói. Dù Hà Duyên Cường còn lớn hơn Trần Hồng Lỗi vài tuổi, thế nhưng trong tiềm thức của hắn luôn nhận Trần Hồng Lỗi là lãnh đạo,
thế là trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi chân hồng lỗi theo bản năng. Hừ, nhường lại sao? Anh cho rằng đây là cửa hàng à? Tỉnh ủy đã có văn kiện, anh nên thành thật đi học tập. Hơn nữa chỉ tiêu lần này của Ủy ban Tư pháp là do Bí thư Vương và Bí thư Diệp cùng nhau tranh thủ. Bí thư Vương nói Cục Công an công tác vất vả, vì vậy mà đặc biệt cho ra chỉ thị, ném chỉ tiêu cho Cục Công an. Anh nói xem, lãnh đạo coi trọng như vậy, anh còn không biết xấu hổ mà mở miệng chối từ sao? Anh làm sao để từ chối? Đây không phải làm cho người ta cảm thấy xấu hổ sao? Trần Hồng Lỗi cũng rất bức bối, thật lòng thì hắn cũng không muốn để cho Hà Duyên Cường đi học tập ở trường đảng. Thành phố Đông Hồng không những là tỉnh thành, còn có nhiều chuyện quan trọng chờ Hà Duyên Cường đi xử lý, phương diện này lại căn bản không thể để xảy ra vấn đề được. Tút tút tút. Khi Hà Duyên Cường định nói gì đó thì điện thoại trong phòng làm việc của Trần Hồng Lỗi đã vang lên. Trần Hồng Lỗi nhìn qua dãy số gọi đến, sau đó hắn nhanh chóng nghe máy. Chào Bí thư Vương, tôi là Trần Hồng Lỗi. Giọng nói của Trần Hồng Lỗi không quá cao nhưng độ nặng phù hợp, Hà Duyên Cường nghe thấy Trần Hồng Lỗi nói đó là Bí thư Vương, thế là hai tai dựng lên. Hắn biết rõ trong tỉnh Nam Giang chỉ có một người được gọi là Bí thư Vương, chính là Vương Tử Quân. Ha ha, chào Cục trưởng Trần. Tiếng cười của Vương Tử Quân truyền ra từ trong điện thoại. Sau đó Vương Tử Quân nói vài câu vui vẻ với Trần Hồng Lỗi, lại tiếp tục cười. Cục trưởng Trần, vì chỉ tiêu cho Cục Công an mà tôi nhận không ít lời oán trách. Hôm nay anh Kim của Viện Kiểm sát chạy đến, nói là tôi không quan tâm đến một đống lớn thành tích của bọn họ. Tuy anh ấy không nói ra rõ ràng, thế nhưng tôi biết sự kiện mình đề cử chỉ tiêu của Cục Công an cho tỉnh ủy làm cho các đơn vị khác rất bất mãn. Không phải là Vương Tử Quân muốn thu danh sách này về sao? Như vậy thì quá tốt, Hà Duyên Cường thầm cảm thấy vui vẻ, nhưng lời nói sau đó của Vương Tử Quân lại làm cho tâm tình của hắn rơi xuống đáy vực. Tôi nói rõ với anh Kim, đó là anh tạo ra thành tích, điều này quá rõ ràng, không thể nào bôi xóa đi được, nhưng nếu nói về phương diện vất vả thì còn kém Cục Công an, vì các đồng chí Cục Công an đã cố gắng hết sức vì sự ổn định của đại cục trong tỉnh, còn cho ra nhiều hy sinh cống hiến, điều này ai cũng hiểu rõ ràng. Thế cho nên dù là ai nói cái gì, danh sách này phải ném cho Cục Công an. Cục trưởng Trần, anh nói với đồng chí Cục trưởng Hà Duyên Cường vài lời, đó là không cần phải lo lắng những lời nói nhảm kia, trực tiếp làm tốt nhiệm vụ huấn luyện là được. Vương Tử Quân nói và khép kín đường về của Trần Hồng Lỗi, lúc này người ta nể tình mình còn nói gì được. Vậy rõ ràng là không hiểu chuyện. Tuy trong lòng cực kỳ bức bối nhưng Trần Hồng Lỗi vẫn phải cảm tạ sự quan tâm của Vương Tử Quân với Cục Công an tỉnh. Hà Duyên Cường đứng bên cạnh nghe Trần Hồng Lỗi mở miệng cảm tạ Vương Tử Quân, hắn thật sự sinh ra xúc động muốn khóc. Vương Tử Quân nếu so sánh với Cục trưởng Trần là người mặt đen thì rõ ràng là hạng mặt trắng, hơn nữa rõ ràng là loại mặt trắng ăn bám đào mỏ, không có lòng tốt. Cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Vương, tôi nhất định sẽ truyền lời của ngài cho đồng chí Hà Duyên Cường. Sẽ yêu cầu anh ấy không nên phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, xem đó như cơ hội phát triển của mình. Trần Hồng Lỗi nói rồi dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hà Duyên Cường. Ánh mắt của Trần Hồng Lỗi làm cho Hà Duyên Cường phát run, hắn biết rõ tính tình của Trần Hồng Lỗi, đó không phải là khen ngợi. Thế nhưng bây giờ thì nói há phải làm sao đây? Cục trưởng Trần, những chuyện này anh vận tác một chút là được, nhưng cũng có phương diện mà anh nên chuẩn bị. Tuy danh sách lần này thuộc về Cục Công an, thế nhưng anh Kim và anh Chu vẫn có chút oán giận. Vì làm tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành, thế này đi, tối nay chuẩn bị một chút, chúng ta cùng dùng cơm, coi như cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ cho sự nghiệp của Cục Công an. Lời nói của Vương Tử Quân thật sự làm cho Trần Hồng Lỗi không nhịn được. Người nào không biết chỉ tiêu lần này làm cho Hà Duyên Cường khó chịu, là một hành vi chuẩn bị chuyển rời Hà Duyên Cường của Vương Tử Quân. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân mở miệng lại trở thành giúp đỡ công tác của Cục Công an, thừa nhận rằng mình chịu áp lực không nhỏ, cuối cùng còn bắt mình mời khách. Nhưng Trần Hồng Lỗi căn bản không thể chối từ. Thế nào, Cục trưởng Trần, anh có gì bận sao? Trần Hồng Lỗi không nói lời nào, đầu dây bên kia chợt vang lên giọng nói của Vương Tử Quân. Không có gì, tuyệt đối có thời gian. Tôi đang suy xét xem nên đến đây dùng cơm thì làm cho ba vị lãnh đạo cảm thấy thoải mái. Chương 1107, trước mặt gọi cha mẹ sau lưng là bác sĩ nham hiểm, trước mặt gọi anh sau lưng đâm dao. Đánh vào mặt còn bắt anh mời khách, người này thật sự đáng sợ.
Chẳng lẽ người này là loại khốn kiếp trước mặt gọi là cha mẹ sau lưng là bác sĩ nham hiểm, trước mặt gọi anh em sau lưng dâm dao trong dân gian sao? Trần Hồng Lỗi nghĩ như vậy và cảm thấy sau lưng lạnh như có một tảng băng lớn. Có người nói quan trường chính là một chốn cực kỳ vi diệu, một lời giống như vậy nếu dùng phương thức khác biệt nói ra thì ý nghĩa của nó lại hoàn toàn không giống. Lúc này Trần Hồng Lỗi thật sự có chút xúc động, hắn đã thật sự cảm nhận được ý nghĩa chân thực của nó. Nhưng hắn là người leo lên vị trí cục trưởng cục công an tỉnh, tâm trí của hắn không phải là người bình thường có thể sánh được. Vì vậy lúc này dù trong lòng cực kỳ khó chịu thế nhưng ngoài miệng vẫn vui sướng tiếp nhận. Chuyện đã đến mức này hắn sao không biết xấu hổ để nói ra lời từ chối, ngay cả một bữa cơm cũng không thèm đến ăn. Nếu tin này truyền ra ngoài, chỉ sợ người ta sẽ nói Trần Hồng Lỗi hắn là kẻ non nớt trong quan trường, sẽ bị người đời chê cười thối mũi. Không có vấn đề là tốt, cứ như thế, tôi sẽ cho Giang Vĩ thông báo cho nhóm anh Kim, tối nay chúng ta không gặp không về. Đồng thời anh cũng gọi đồng chí Hà Duyên Cường đến, để anh ấy chúc các vị kia vài ly, vì khối tư pháp chúng ta đều là người một nhà, giữ hòa khí là cực kỳ quan trọng. Muốn gọi cả Hà Duyên Cường, đây không phải là quá ức hiếp người sao? Trần Hồng Lỗi hiểu rõ tâm tình của Hà Duyên Cường, nhưng hắn biết nói gì đây? Bí thư Vương ném cho mình một cơ hội huấn luyện thủ hạ, anh nói mà xem, lãnh đạo đã nghĩ tốt như vậy, mình có thể không cho Hà Duyên Cường đến được không? Điều này là tuyệt đối không thể nói ra, vì vậy Trần Hồng Lỗi cố gắng áp chế cơn tức trong lòng, hắn dùng giọng cảm tạ nói. Bí thư Vương, tôi và đồng chí Hà Duyên Cường sẽ đến đúng giờ. Trần Hồng Lỗi vốn có tâm tình không thoải mái, lúc này càng thêm bết bát. Nói thật thì hắn cũng không có tâm tư tốt với Bí thư Vương này, thế nhưng thời gian dài cũng không cải biến được kết quả gì tốt. Hắn biết rõ không thể chọc Vương Tử Quân, thế nên khẽ nói. Bí thư Vương, ngài còn chỉ thị gì không? Vì biểu hiện sự coi trọng với ban huấn luyện lần này, ngày mai tôi và anh sẽ đến nghiên cứu cục công an thành phố Đông Hồng, sẽ tiến hành cổ vũ đồng chí Hà Duyên Cường. Đi học tập là chuyện tốt, chúng ta nhất định phải làm cho đồng chí Hà Duyên Cường có một cảnh tượng đẹp. Chỉ thị trọng yếu của Bí thư Vương căn bản không làm cho Trần Hồng Lỗi sinh ra cảm giác phẫn nộ, hắn chỉ cảm thấy khả năng kiềm chế của mình tiến thêm một tầng. Khi hắn cười đặt điện thoại xuống, hắn quay sang cười hì hì nói với Hà Duyên Cường. Anh Hà, tối nay anh sắp xếp một địa phương dùng cơm được không? Cục trưởng, tôi muốn xin ngài. Hà Duyên Cường cảm thấy rất bức bối khó hiểu, hắn khẽ nói với Trần Hồng Lỗi. Nhưng Hà Duyên Cường còn chưa nói xong thì Trần Hồng Lỗi đã khua tay nói. Tôi thì không có vấn đề, tôi để anh tiếp khách, tối nay chẳng những có tôi, còn có nhóm anh Kim. Trần Hồng Lỗi nói đến đây thì dùng giọng điệu của Vương Tử Quân nói. Lãnh đạo nói chỉ tiêu học tập lần này ném cho cục công an, các đơn vị khác có ý kiến, ép chúng ta mời khách, như vậy mới giải quyết được khúc mắc. Khối tư pháp đều là người một nhà, đoàn kết hài hòa mới là quan trọng. Hà Duyên Cường chưa từng đặt nặng lời nói của Vương Tử Quân vào trong lòng, lúc này càng hiểu bí thư Vương kia là hạng người gì. Chưa nói đến phương diện ép cho cục trưởng Trần phải chịu thiệt. Hơn nữa còn làm cho bọn họ nuốt giận mời khách, đây thật sự là xem anh như đứa trẻ lên ba, tha hồ đùa giỡn. Cục trưởng Trần, anh xem việc này. Hà Duyên Cường muốn nói hai câu thì bị Trần Hồng Lỗi khoát tay chặn lại. Cái gì chứ, anh chuẩn bị một chút, kính chánh án Chu và viện trưởng Kim vài ly, cảm tạ đạo đức tốt của bọn họ. Còn phải cảm tạ người ta sao? Hà Duyên Cường cảm thấy tim mình rung lên thật mạnh. Hắn dù thế nào cũng không ngờ Bí thư Vương ra tay lại ức hiếp người như thế, hơn nữa còn là ức hiếp người cực kỳ quá đáng. Cục trưởng, tôi không đi có được không? Hà Duyên Cường siết chặt nắm đấm, hắn dùng giọng uất ức kháng nghị với Trần Hồng Lỗi. Khó mà làm được, anh phải đi. Trần Hồng Lỗi nói đến đây thì dùng giọng lạnh lùng nói. Chuyện cho đến lúc này chỉ có thể nuốt răng vào bụng. Sáng mai Bí thư Vương còn tự mình đến cục công an để động viên tinh thần anh hăng hái tham gia học tập, anh cần phải cảm tạ sự quan tâm bồi dưỡng của lãnh đạo mới được. Hà Duyên Cường lúc này đã ném bỏ cảm giác phẫn nộ của mình, tuy hắn vẫn cực kỳ tức giận, thế nhưng hắn biết lúc này mình có giận TSF vẫn còn chuyện quan trọng cần mình xử lý. Vì vậy sau khi ổn định tinh thần thì hắn nhanh chóng ném bỏ ba chữ Bí thư Vương ra khỏi đầu mình, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói. Cục trưởng Trần, có một số việc ngài chính là định hải thần châm, nhưng chỉ tiết dây của ngài dù sao cũng phải tìm người chứng thực chứ. Xét từ góc độ này thì tôi căn bản là không thể nào đi được.
Ngài cũng biết rồi đấy, đây là thời điểm mấu chốt, nếu tôi rời đi, chỉ sợ sẽ xuất hiện sai lầm. Nếu sinh ra nhiễu loạn thì anh cũng đừng gặp tôi nữa. Gương mặt Trần Hồng Lỗi chợt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hà Duyên Cường, trên mặt có vài phần khắc nghiệt. Hà Duyên Cường chợt sinh ra cảm giác chính mình như trần truồng dưới ánh mắt của Trần Hồng Lỗi, cơ thể như đứng trong hầm băng. Hắn là bộ hạ cũ của Trần Hồng Lỗi, hắn biết rõ vị lãnh đạo này căn bản không bao giờ nói giỡn với mình. Không cần phải giải thích nhiều, Hà Duyên Cường tin tưởng cục trưởng Trần sẽ hiểu rõ. Vì vậy hắn xoa xoa hai bàn tay rồi khẽ nói. Cục trưởng Trần, nếu như tôi không rời khỏi thành phố Đông Hồng, tôi đảm bảo sẽ công tác cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng một khi tôi đi, một khi tôi mất đi lực khống chế, như vậy sẽ rất khó nói. Anh nhất định đảm bảo sao? Trần Hồng Lỗi nhìn Hà Duyên Cường, sau đó lạnh lùng nói. Anh có lẽ hiểu rõ hậu quả của sự việc lần này. Cục trưởng Trần, tôi biết rõ, nhưng tôi... Lúc này giọng nói của Hà Duyên Cường có chút khô cứng, nhưng vẻ mặt của hắn lại có chút căng thẳng. Trần Hồng Lỗi nhìn vẻ mặt của Hà Duyên Cường mà căn bản không nói thêm điều gì, cơ thể hơi hướng về phía trước, sau đó rơi vào trong trầm tư. Khi hắn ngẩng đầu lên thì hạ quyết tâm nói với Hà Duyên Cường. Nếu bây giờ anh muốn ở lại, chỉ có một người mới có thể lên tiếng, chính là bí thư Đậu của thị ủy Đông Hồng. Hai mắt Hà Duyên Cường chợt sáng ngời, lúc này Trần Hồng Lỗi căn bản không có khả năng xin xỏ hội cho Hà Duyên Cường, nhưng còn có lối tắt nào khác hay không? Đậu Minh Đường là bí thư thị ủy Đông Hồng, hắn thật sự có năng lực như vậy. Hắn không những là một vị thường ủy tỉnh ủy có tư cách nặng nề, hơn nữa còn có mối quan hệ rất rộng, lực ảnh hưởng thâm căn cố đế. Nếu như Đậu Minh Đường nói vài câu tốt đẹp, ít nhất cũng có một nửa khả năng được ở lại. Cục trưởng Trần, tôi sẽ đi ngay. Hà Duyên Cường thầm bàn tính trong lòng, hắn dùng giọng có chút hưng phấn nói với Trần Hồng Lỗi. Trần Hồng Lỗi khẽ gật đầu, hắn lại cúi đầu nhìn văn kiện. Khi Hà Duyên Cường định bỏ đi, Trần Hồng Lỗi chợt ngẩng đầu lên nói. Khi anh công tác thì nên xin chỉ thị và báo cáo nhiều hơn với bí thư Đậu. Anh ấy là lãnh đạo tỉnh, có một số việc hiểu rõ sâu hơn anh nhiều. Cục trưởng Cục Công an cần gặp bí thư thị ủy, đây cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chỉ là một cuộc điện thoại thì Hà Duyên Cường đã có thời gian gặp mặt lãnh đạo. Trên đường đi từ Cục Công an tỉnh đến văn phòng thị ủy Đông Hồng, Hà Duyên Cường cảm thấy hôm nay biết đâu là ngày may mắn của mình, vừa đúng lúc bí thư Đậu không tham gia một cuộc hội nghị và có thời gian gặp mặt mình. Hà Duyên Cường đã nhiều lần đến văn phòng thị ủy Đông Hồng, thế nên hắn dễ dàng đi đến bên ngoài phòng làm việc của bí thư Đậu Minh Đường. Sau khi bắt chuyện vài câu đơn giản với thư ký của bí thư Đậu, thư ký đưa hắn vào trong phòng làm việc của bí thư Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường là bí thư thị ủy Đông Hồng, tất nhiên hào quang trên đầu đủ làm cho nhiều người hâm mộ. Nhưng trên thực tế thì rõ ràng là một người lớn tuổi, nếu không ngồi sau bàn làm việc rộng thùng thình, chỉ sợ người ta sẽ nghĩ đây là ông cụ nhà nào đó. Nhưng trong tỉnh Nam Giang căn bản không có ai dám coi thường bí thư Đậu Minh Đường. Sau những năm đảm nhận vị trí bí thư thị ủy Đông Hồng, Đậu Minh Đường đã làm ra nhiều công tác mang tính hiện thực, có uy vọng rất cao trong quần chúng. Hà Duyên Cường căn bản không dám lên mặt với vị bí thư thị ủy kiêm thường ủy tỉnh ủy này, nhưng hắn trên cơ bản cũng không tiến vào trong vòng quan hệ với bí thư Đậu. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn căn bản không thể nào tiếp tục tiến thêm một bước trong thành phố Đông Hồng những năm qua. Đậu Minh Đường cũng không phải lên mặt giống như tưởng tượng của Hà Duyên Cường. Khi Hà Duyên Cường đi vào phòng, bí thư Đậu Minh Đường đứng lên đi ra bắt tay rồi cười nói. Đồng chí Duyên Cường, dạo này công tác thế nào? Bí thư Đậu, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy thành phố, Cục Công an chúng tôi đang liên tục khai sáng suy nghĩ, cố gắng khổ cực duy trì công tác, trong tháng này tổng cộng đã điều tra được rất nhiều vụ phạm pháp. Hà Duyên Cường cung kính báo cáo với Đậu Minh Đường, giọng nói thật sự tràn đầy tôn trọng. Sau khi nghe Hà Duyên Cường báo cáo thì Đậu Minh Đường khẽ gật đầu, hắn cười nói. Cục trưởng Duyên Cường, công tác của anh triển khai mở rộng rất tốt, khi hội nghị thường ủy mở ra, tôi sẽ nói rõ thành tích của Cục Công an các anh lên lãnh đạo tỉnh. Cảm ơn bí thư Đậu. Hà Duyên Cường nhìn nụ cười trên mặt Đậu Minh Đường, hắn cảm thấy đây là cơ hội khó có được, thế là lên tiếng chặn lại. Bí thư Đậu, tôi có một công tác cần phải báo cáo với ngài. Lúc này tỉnh cắt cử tôi đi học tập ở trường đảng, đối với phương diện học tập lần này, tôi căn bản rất chờ mong háo hức.
Tuy trong lòng không muốn đi nhưng xuất phát từ thể diện mà Hà Duyên Cường căn bản không dám nói ra những lời không thích. Lúc này Hà Duyên Cường nói như vậy cũng xem như nể mặt mình. Ừ, Cục trưởng Duyên Cường, đừng nói là anh, nếu là tôi cũng muốn đi học tập một thời gian. Đến trường đảng học tập cũng không phải là đề cao bình thường. Đỗ Minh Đường mỉm cười gật đầu, ánh mắt có chút mơ màng, giống như nhớ đến thời gian học tập năm xưa của mình. Hà Duyên Cường nhìn vẻ mặt của bí thư Đậu Minh Đường, hắn thầm nghĩ, lãnh đạo bây giờ đang nhớ về thời điểm huy hoàng năm xưa, như vậy cũng nên chờ tôi báo cáo xong đã chứ. Hắn nghĩ như vậy thế nhưng không dám lên tiếng, dù sao thì bây giờ hắn cũng là người đến cầu cạnh Đậu Minh Đường. Bí thư Đậu, nhưng anh cũng biết công tác của Cục Công an rồi đấy, lúc này là thời điểm quan trọng, hơn nữa bản thân tôi tuổi tác đã lớn, cá và gấu không thể ở chung. Anh xem. Có nên nhường cơ hội này cho đồng chí trẻ tuổi khác hay không? Chuyện copy từ Hà Duyên Cường thấy ánh mắt của bí thư Đậu Minh Đường đã trở nên bình thường, thế là vội vàng nói ra ý nghĩ của mình. Đậu Minh Đường đứng lên, hắn đi đến bên cạnh Hà Duyên Cường nói. Đồng chí Duyên Cường, loại người chỉ chú tâm vào công tác mà không cần báo đáp như anh thật sự làm cho tôi cảm động. Lúc này có nhiều đồng chí có yêu cầu với tổ chức thế nhưng công tác lại lề mề. Nếu so với anh thì những người kia còn kém quá xa. Những đồng chí giống như anh rõ ràng là điển hình sáng tạo sự nghiệp, ý kiến của tôi và thị ủy chính là chú trọng bồi dưỡng. Anh cứ yên tâm, anh cứ đi tham gia huấn luyện, sự việc trong nhà không phải còn có tôi và thị ủy sao? Đậu Minh Đường nói lời dõng dạc làm cho Hà Duyên Cường sinh ra một cảm giác muốn khóc. Sớm biết như vậy thì không bằng thành thật nói rõ ràng cho Đậu Minh Đường, mình thật sự không muốn đi. Bây giờ thì quá tốt. Mình mở lời khiêm tốn, đối phương căn bản lại khen ngợi mình không tiếc lời, không đi cũng không được. Anh nói xem, đây không phải là tự chuốc khổ vào người sao? Bí thư Đậu, cảm ơn ngài đã tín nhiệm, nhưng bây giờ tình hình trật tự trị an đang tiến vào trong giai đoạn khó khăn, tôi đi thì thật sự rất lo lắng. Vì vậy tôi thỉnh cầu thị ủy giữ mình lại để làm tốt công tác trong giai đoạn này. Hà Duyên Cường đưa mắt nhìn Đậu Minh Đường, sau đó tiếp tục kiên trì nói. Đậu Minh Đường khẽ gật đầu, hắn cầm lấy cây bút trên bàn lật qua lật lại hai lượt, sau đó mới nói. Tình hình trật tự trị an của thành phố chúng ta thật sự có tồn tại không ít vấn đề, nếu Duyên Cường đi thì tôi thật sự có chút không nỡ. Đậu Minh Đường nói làm cho Hà Duyên Cường chợt cảm thấy có vài phần hy vọng, chỉ cần Đậu Minh Đường bảo vệ hắn, như vậy tất cả không là vấn đề. Nhưng khi thấy ánh mắt hy vọng của Hà Duyên Cường, Đậu Minh Đường chợt đập tay lên bàn, ánh mắt nhìn vào mặt Hà Duyên Cường. Lại trầm giọng nói. Đồng chí Duyên Cường, cho dù công tác gian khổ thì tôi cũng không thể để cho các đồng chí cần cù chăm chỉ công tác bị gây hại. Anh cứ yên tâm đi học tập, tôi sẽ tự mình xem xét sát sao công tác của Cục Công an thành phố. Bí thư thị ủy theo sát tiến độ công tác của Cục Công an thành phố. Còn có gì cần phải lo? Chẳng lẽ Hà Duyên Cường anh hoài nghi năng lực khống chế của bí thư thị ủy sao? Chương 1108, chính trị có thể tiến lên phá thuyền của anh. Hà Duyên Cường nhìn vẻ mặt kiên định của Đậu Minh Đường, tâm tình của hắn chợt rơi xuống đáy vực. Sự việc phát triển đến mức này thì hắn căn bản không thể nói được gì nữa, đại cục đã định, hắn nói gì cũng đã chậm rồi. Hắn tiến hành cảm tạ sự quan tâm của bí thư Đậu, sau đó mới trầm trọng rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Đậu Minh Đường nhìn hình bóng của Hà Duyên Cường, hắn nở nụ cười chào phúng. Sau đó trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại ra ngoài. Chào bí thư Vương, tôi là Đậu Minh Đường. Lúc này trên mặt Đậu Minh Đường là nụ cười sáng lạn, hắn vừa cười vừa nói. Cảm tạ bí thư Vương đã tiến hành giúp đỡ cho công tác của thành phố Đông Hồng, khi nào cậu có rảnh, chúng ta cùng uống vài ly. Đậu Minh Đường cười ha hả nói vài câu với Vương Tử Quân ở phía bên kia, sau đó mới cúp điện thoại. Nhưng lúc này trong đầu hắn lại hiện lên hình bóng của Vương Tử Quân. Đậu Minh Đường là bí thư thị ủy, ngoài phương diện nắm quyền nhân sự, sau đó là phòng tài chính và cục công an. Nếu bí thư thị ủy không nắm được hai đơn vị sau, như vậy sẽ căn bản không tạo nên quyền uy quá lớn trong địa bàn của mình. Tuy Hà Duyên Cường căn bản rất tôn trọng Đậu Minh Đường, thế nhưng Đậu Minh Đường vẫn xem như không thuận buồm xuôi gió. Hắn là lãnh đạo đứng đầu thành phố, ai không muốn dùng người của mình. Bất đắc dĩ là nhiều người thì ít ghế. Đây chính là điều khó nói trong quan trường, một câu cải bị nhổ lên thì có nhiều người nhìn chằm chằm lấp đầy chỗ trống, ai cũng có hy vọng, thế nhưng điều quan trọng là phải nhổ cây cũ lên mới được.
Khốn nổi Hà Duyên Cường có người chống sau lưng, điều này làm cho Đậu Minh Đường cảm thấy ném chuột vỡ bình, trước nay không dám vung tay thao tác. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân ném ra cho Đậu Minh Đường một cơ hội tốt, hắn sao lại đơn giản bỏ qua cho được. Tử Quân, hôm nay anh đưa Tiểu Bảo đi học, em đi đến đơn vị báo danh, không đến cũng không hay. Mạc Tiểu Bắc vừa ăn sáng vừa nói với Vương Tử Quân. Sau nửa tháng đến thành phố Đông Hồng, lúc này Tiểu Bảo Nhi đã là một thành viên của nhà trẻ thực nghiệm thành phố Đông Hồng. Trước nay Vương Tử Quân cũng không chú ý đến chuyện đưa con đến nhà trẻ, vì hắn quá bận rộn công tác, có nhiều chuyện đều là do Tiểu Bắc chuẩn bị. Lúc này nghe được lời phân phó của Mạc Tiểu Bắc thì Bí Thư Vương cũng cam tâm tình nguyện đưa Tiểu Bảo Nhi đến nhà trẻ. Muốn xem địa phương làm cho Tiểu Bảo Nhi mỗi ngày đều vui vẻ là như thế nào. Vì vậy hắn sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Tiểu Bảo Nhi ăn sáng ở nhà trẻ, vì vậy nó căn bản không có vị trí của mình trên bàn cơm trong nhà vào lúc này. Sau khi Vương Tử Quân ăn xong, Tiểu Bảo Nhi mặc một bộ quần áo xanh trắng đã ngoan ngoãn chờ đợi trong phòng khách. Vương Tử Quân đưa con lên xe, sau đó hắn nói với lái xe Tiểu Trần. Trước tiên đi đến nhà trẻ thực nghiệm, sau đó cậu dừng xe ra xa một chút. Tiểu Bảo Nhi đi nhà trẻ cũng không lợi dụng quan hệ của Vương Tử Quân, vì vậy mà nhà trẻ cũng không biết đứa trẻ thông minh này là con nhà ai. Nói thật lòng thì Vương Tử Quân cũng không hy vọng con trai phát triển trong một hoàn cảnh o bé, hắn tình nguyện để con trai của mình được rèn luyện, tiếp nhận mưa gió có được kinh nghiệm, tiếp nhận cuộc sống tập thể ngang hàng thoải mái. Hắn tin tưởng hoàn cảnh như vậy mới thật sự có lợi cho sự phát triển của con mình. Cổng nhà trẻ thực nghiệm có đầy đủ các loại xe lui tới, nhìn vào những chiếc xe này thấy một nhóm gia trưởng đang ôm những cô cậu bé xinh đẹp, hoặc những cô cậu bé đang khóc lóc không chịu đi ra. Tiếng đám trẻ chào hỏi nhau, gia trưởng chào hỏi lẫn nhau làm cho nhà trẻ bừng bừng sức sống. Vương Tử Quân đi trong đám người ồn ào mà cảm thấy chấn động tinh thần. Hắn cũng không nhớ rõ bao năm rồi mình chưa đi vào những địa điểm công chúng như thế này. Trước kia dù là ở thành phố Đông Bộ hay La Nam thì mọi người đều xem hắn là tiêu điểm, dù hắn đến chỗ nào cũng có một đám người vây quanh. Nhưng bây giờ hắn đến tỉnh Nam Giang, tuy vị trí được đề cao thế nhưng đám người chú ý vào chính trị cũng không quá chú ý đến một vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Bố, phòng học của con ở bên kia. Hôm nay Tiểu Bảo Nhi có chút hưng phấn. Vì trong ký ức của nó thì mẹ luôn là người đưa đón mình, bố cũng chưa từng đưa nó đi nhà trẻ. Dưới sự dẫn đường của con trai, Vương Tử Quân cuối cùng cũng thực hiện được nhiệm vụ của mình. Khi hắn chuẩn bị rời đi, một nữ giáo viên hơn 20 tuổi với thân hình thon dài mặc váy dài đi đến nói. Ai là gia trưởng của Vương Bắc Thần? Mời đến đây một chút. Vương Bắc Thần là tên của Tiểu Bảo Nhi, vì cái tên này của Tiểu Bảo Nhi mà làm cho Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc cảm thấy đau đầu. Dù là Mạc Đông Tường hay Vương Quang Vinh đều cực kỳ coi trọng quyền đặt tên, đưa ra mười mấy cái tên cho Tiểu Bảo Nhi, thật sự làm cho người ta cảm thấy khó lựa chọn. Cuối cùng thì Mạc Lão Gia Tử không nhịn được, trực tiếp đẩy ngã tất cả những cái tên kia, xem như một chiêu ấn định càn khôn, trực tiếp đặt tên cho Tiểu Bảo Nhi là Vương Bắc Thần. Ánh sao thần sáng nhất phương Bắc, Vương Tử Quân nghĩ đến ý nghĩa của cái tên mà không khỏi cảm thấy mệt mỏi thay cho con mình. Mặc dù hắn cũng như tất cả các bậc cha mẹ khác trên thế gian đều muốn con cái của mình thành long thành phượng, thế nhưng lại không muốn con trai theo gót trên con đường lao tâm lao lực của mình. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi thành thật và quy củ đứng bên cạnh cô giáo, hắn có chút sững sốt, sau đó cũng đi về phía cô giáo trẻ ở phía bên kia. Cô gái này có dáng người thon dài, gương mặt trái xoan trắng nõn cũng không trở nên khó coi vì va đi cái mụn nhỏ, ngược lại còn làm cho nàng sinh ra vài phần tinh nghịch. Nếu chấm điểm theo đúng tiêu chuẩn, cô gái này cũng căn bản là một mỹ nữ. Nhưng cô giáo mỹ nữ này lại dùng ánh mắt khá lạnh nhìn Vương Tử Quân, căn bản không hòa ái dễ gần giống như khi nói chuyện với những phụ huynh khác. Vương Tử Quân có chút lúng túng, đây là lần đầu tiên hắn đưa con đến nhà trẻ đã bị giáo viên mắng sao? Chẳng lẽ Tiểu Bảo Nhi lại gây chuyện với bạn học à? Chào cô! Vương Tử Quân không biết cô giáo kia tên tuổi thế nào. Sau khi đi đến bên cạnh thì khẽ chào hỏi. Khi thấy Vương Tử Quân hòa ái thanh thoát thì cô giáo kia cũng có hơi hoảng. Trong suy nghĩ của nàng thì bố của Tiểu Bảo Nhi không phải là người cao lớn thô kệch thì ít nhất cũng phải là người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ, không ngờ lại là một người đàn ông trẻ tuổi trí thức như vậy. Chương 1108-2 chính trị có thể tiến lên phá thuyền của anh. Cô giáo vốn có chút cảm xúc tốt, thế nhưng cũng không thể làm gì hơn được.
Cuối cùng đạo đức nghề nghiệp cũng làm cho làn xương trên mặt nàng thêm nồng, nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Anh là bố của bé sao? Đúng vậy. Vương Tử Quân hầu như đưa tay ra đúng bệnh nghề nghiệp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh giới của cô giáo trẻ, hắn đành phải ngại ngùng rụt tay về. Vương Bắc Thần nhà anh cũng phải quản chặt một chút, tôi thật sự buồn bực, anh còn trẻ như vậy mà sao tư tưởng lại lạc hậu như thế? Cô giáo nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng tức giận nói. Anh nói xem có dạy cho con như vậy không? Gặp chuyện bất bình thì ra tay, nên ra tay thì ra tay ngay, bạn bè trong lớp cũng không phải là kẻ địch, vì sao các anh lại giáo dục con cái như vậy? Ngày hôm qua vì một người bạn không tuân thủ kỷ luật mà Vương Bắc Thần trực tiếp cho một đấm, nói là nếu không tiếp tục nghe lời, không tuân thủ kỷ luật thì sẽ còn bị đánh nữa. Khi tôi hỏi bé, cậu bé nói là các anh giáo dục như vậy. Triệu Tịnh Yên nhìn người đàn ông có chút ngại ngùng trước mặt, nàng thật sự không tin được lời nói như thế lại xuất hiện từ miệng người đàn ông như thế này. Nhưng nàng vẫn phải hỏi, vì con nít thường không nói dối. Vương Tử Quân nghe cô giáo của con mình phê bình mà cảm thấy buồn cười, sau khi hắn đi vào trong chốn quan trường thì lâu rồi chưa từng ai nói chuyện với hắn như vậy, hôm nay lại sinh ra cảm nhận khác biệt. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân chỉ có thể thành thật nghe lời, lúc này con cái là lớn nhất, mà thầy của con cái thì càng lớn. Sau khi xem xét lời nói của cô giáo, Vương Tử Quân hiểu là ai nói những lời như vậy, ngoài Mạc Tiểu Bắc thì còn ai dạy bảo cho Tiểu Bảo Nhi như vậy nữa. Mạc Tiểu Bắc hôm nay sở dĩ không đưa Tiểu Bảo Nhi đi học, có lẽ cũng biết rằng hôm nay giáo viên sẽ gặp mặt mắng vốn phụ huynh. Công tác của Mạc Tiểu Bắc đã qua thời gian báo danh, sở nghiên cứu bên kia chẳng những không thúc ép nàng đi làm, lãnh đạo của đơn vị còn tự mình đến nhà thăm hỏi. Những người kia căn bản không đề cập một câu đến chuyện đi làm của Mạc Tiểu Bắc, thậm chí còn không ngừng cường điệu rằng Mạc Tiểu Bắc nên đặt tâm tư lên phương diện chăm sóc quan tâm đến Bí Thư Vương. Vương Tử Quân lúc này rõ ràng phải thay thế cho vợ Mạc Tiểu Bắc, hắn thầm cảm thấy buồn cười, nhưng đối mặt với cô giáo của con thì hắn vẫn tỏ ra thành thật. Xin lỗi cô, chúng tôi có chút thành kiến ở phương diện dạy bảo giáo dục con cái, sau này nhất định sẽ sửa đổi. Vương Tử Quân là một người trước kia có hơn 20 năm kinh nghiệm gõ đầu trẻ, tất nhiên hắn biết phải làm sao để ứng phó với cô giáo trẻ tuổi trước mặt. Thầy cô giáo đều thích mềm không thích cứng, nếu thái độ của anh mềm mại thỏa đáng, như vậy hy vọng vượt qua kiểm tra sẽ càng lớn. Quả nhiên Triệu Tịnh Yên thấy Vương Tử Quân tỏ thái độ thành khẩn nhận sai lầm, thế là gương mặt căng cứng có vài phần hỏa hoãn. Bố của Vương Bắc Thần, thật ra các anh giáo dục con cái có tinh thần trọng nghĩa cũng không có gì là sai, tôi rất tán thành. Đặc biệt là trẻ nam từ nhỏ cần phải dưỡng nên tâm tính trọng nghĩa, có ý thức trách nhiệm, nhưng có một số việc nếu hăng hái quá thì hóa dở. Vương Tử Quân nhận điểm sai của mình với Triệu Tịnh Yên, sau đó tỏ thái độ thích hợp nhất để nói vài câu với cô giáo Triệu, 3 phút sau hắn biến mất dưới ánh mắt tán dương của nàng. Bố của Vương Bắc Thần là một người rất thấu tình đạt lý. Triệu Tịnh Yên nói với một người đồng sự của mình, đây là một cô gái hơn 20 tuổi, mặc dù không xinh đẹp tác động trực tiếp vào ánh mắt người đối diện như Triệu Tịnh Yên, thế nhưng cũng là người có dáng vóc lung linh, có vài phần nhan sắc. Nữ giáo viên kia nhìn đám trẻ nhốn nháo chung quanh, sau đó khẽ nói với Triệu Tịnh Yên. Thế nào, động tâm rồi à, tôi nói cho cậu biết, người ta là hoa đã có chủ, cậu cũng đừng gây ra nhiễu loạn. Cậu nói gì vậy? Đúng là chỉ nói bậy. Triệu Tịnh Yên nói rồi muốn đưa tay véo cánh tay cô đồng sự. Được rồi, không náo loạn nữa, đám trẻ đã đến đông đủ, chúng ta nên đưa chúng đi dùng cơm. Cô giáo kia vừa che lấp câu nói của mình vừa lái sang chuyện khác. Triệu Tịnh Yên trước nay luôn chăm chú phụ trách với công tác của mình, nàng nhìn thoáng qua đồng sự, sau đó chuẩn bị đi về phía phòng học. Khi tiếng trẻ thơ vang lên rộn rã thì bên ngoài đã không còn ai. Triệu Tịnh Yên đóng cửa đi vào bên trong, không biết vì sao nàng lại nghĩ đến câu nói đùa của người đồng sự vừa rồi. Hoa đã có chủ, đúng là đáng tiếc. Triệu Tịnh Yên có chút tiếc hận, nàng khẽ lắc đầu rồi bước đi. Cục Công an thành phố Đông Hồng nằm ở trung tâm phía tây thành phố Đông Hồng, là một kiến trúc 26 tầng sừng sững đứng đó như hạc giữa bầy gà, khi đến giờ làm thì liên tục có đủ loại xe đi vào cửa chính. Nhưng khu văn phòng tràn đầy sức sống năm xưa căn bản không còn giữ được bản sắc, khi đám cảnh sát thấy cục trưởng Hà Duyên Cường đang đứng bên dưới thì sinh ra cảm giác như bị điểm huyệt, bọn họ nhanh chóng đi đến phòng làm việc của mình. Tin tức trong đơn vị lan truyền rất nhanh, cục trưởng Hà Duyên Cường bị cử đi học tập ở trường Đảng Trung ương,
hầu như đây là điều mà cả hệ thống công an thành phố Đông Hồng đều biết. Sắp xếp như vậy có ý nghĩa rất sâu xa, tuy có nhiều người nói đây là điểm báo được đề bạt, thế nhưng bọn họ căn bản không nhìn thấy nụ cười trên mặt cục trưởng Hà. Cục trưởng Đồ, đã chuẩn bị xong chưa? Hà Duyên Cường nhìn phó cục trưởng ở bên cạnh rồi trầm giọng hỏi. Đồ Thăng Khuê biết rõ tâm tình của Hà Duyên Cường là không tốt, hắn lên tiếng. Đã chuẩn bị xong, các thành viên ban ngành đã đến đúng cõ ổ. Đồ Thăng Khuê nói đến đây thì tiếp tục. Vừa rồi đã liên hệ với cục công an tỉnh, cục trưởng Trân sắp đi đến. Ừ, tuy cực kỳ không thoải mái nhưng bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy đến kiểm tra giám sát thì Hà Duyên Cường cũng không dám chỉ làm ra vẻ. Lúc này tâm tư của hắn đã chết, hắn chỉ nghĩ đến phương diện cố gắng đảm bảo ý chỉ của mình được thuận lợi tiến hành trong lúc tham gia học tập ở trường đảng mà thôi. Nếu như Hà Duyên Cường không đi, hắn có lòng tin sẽ thực hiện tốt tất cả. Nhưng hắn phải rời khỏi cương vị công tác một năm, hắn thật sự có chút lo lắng. Ít nhất thì hàng rào quyền lực của Cục Công an thành phố Đông Hồng sẽ bị công phá, càng nghiêm trọng là khi hắn bỏ đi sẽ có gì phát sinh, cũng không phải dễ dàng khống chế. Lúc này tốt nhất là không nên gặp chuyện không may, nếu có sơ suất thì ai có thể chứng thực sau khi Hà Duyên Cường kết thúc học tập sẽ bị đổi chỗ. Cho dù cục trưởng chân tình nguyện ném cho mình một lá phiếu, có bao nhiêu phần thắng thuộc về mình đây? Chương 1109, Thổi Còi. Khi Hà Duyên Cường và Đồ Thăng Khuê đang nói chuyện với nhau, một người đàn ông hơn 50 tuổi mặc trang phục cảnh sát ưỡn ngực đi từ nơi không xa đến. Người đàn ông này có thân hình cao lớn, từ xa nhìn lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất cường tráng. Ánh mắt Đồ Thăng Khuê rơi lên người kẻ đang đến, giọng nói có vài phần hèn mọn. Mỗi ngày đều là như vậy, giống như nơi này biến thành sân bãi luyện công. Hà Duyên Cường hừ lạnh một tiếng. Người ta đang cố gắng biểu hiện sự kiên cường của mình, anh nhìn mà xem. Hừ, cơ thể cường tráng thì có gì là tốt, chẳng phải thêm nặng nề sao? Đồ Thăng Khuê có chút bực bội khó hiểu, lời nói cũng có chút ghen ghét. Anh Đoạn, đến đây một chút. Hà Duyên Cường thấy người đàn ông trung niên kia đi đến bên cạnh mình thì khoát tay áo nói. Người đàn ông trung niên kia nhìn Hà Duyên Cường, sau đó đi đến không nhanh không chậm. Trên gương mặt cường tráng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cục trưởng Hà, hôm nay có việc vui gì đây? Hà Duyên Cường giống như căn bản không nghe được ẩn ý trào phúng trong câu hỏi của đối phương, hắn cười ha hả nói. Anh Đoạn, mỗi ngày anh đều đi làm đúng giờ, 7 giờ 50 phút, không sớm không muộn, thật sự là rất đúng điểm. Anh Đoạn nghe Hà Duyên Cường nói như vậy thì có chút ngạc nhiên, rõ ràng hắn không ngờ Hà Duyên Cường lại nắm chắc thời gian đi làm của mình như vậy. Nhưng lúc này vẻ kinh ngạc nhanh chóng bị che giấu, hắn nói. À, con người tôi có thói quen như vậy. Cục trưởng Đoạn tham gia quân ngũ nhiều năm, có quan điểm mạnh mẽ về thời gian, điều này đáng giá cho mọi người học tập. Hà Duyên Cường nói với Đồ Thăng Khuê ở bên cạnh. Đồ Thăng Khuê cười hì hì nói. Anh Đoạn, tôi cũng đang cảm thấy khó hiểu, có phải là khi anh cùng chị dâu hoạt động một chút cũng bảo thủ như vậy không? Có phải khi vui vẻ cũng hô lên đi đều một hai hay không? Đồ Thăng Khuê nói lời vui đùa làm cho Hà Duyên Cường cười lớn, nhưng Hà Duyên Cường cười mà chỉ vào Đồ Thăng Khuê nói. Thăng Khuê, anh Đoạn là đại ca, anh nói chuyện không lớn không nhỏ như vậy là không hay, bây giờ cũng chỉ là vài lời cho vui mà thôi, anh Đoạn cũng không so đo với anh. Mặc dù anh Đoạn có chút bực bội vì lời nói của Đồ Thăng Khuê, thế nhưng hắn vẫn nhận nhịn được. Hắn biết rõ trong cơ quan có hơn 8 phần nhân viên nói chuyện theo lời của Hà Duyên Cường. Nếu như mình cố gắng lên tiếng vì lời nói không ra gì của Đồ Thăng Khuê vừa rồi, chỉ sợ kết quả là thứ gì cũng không thành, hơn nữa còn mang tiếng không phóng khoáng. Hơn nữa những năm này anh Đoạn đã có ánh mắt khá phai nhạt với các sự việc không liên quan, vị trí phó cục trưởng thường vụ của hắn trong cơ quan đã hầu như mất đi quyền lực. Thử nghĩ mà xem, có vị phó cục trưởng thường vụ cục công an nào lại quản hai khối công tác dân chính và duy trì ổn định xã hội? Nếu nói về quyền lợi thì căn bản còn kém hơn các vị trưởng phòng khác trong đơn vị. Sở dĩ có cục diện như vậy cũng là vì tác phong của anh Đoạn quá cứng rắn, thứ hai cũng là vì năm xưa hắn và Hà Duyên Cường đã cạnh tranh lật cổ tay quá mạnh mẽ với nhau. Khi đó anh Đoạn là người có tiếng hô cao nhất, hơn nữa thị ủy cũng có xu hướng về phía hắn. Không ngờ trong quan trường có quá nhiều chuyện không hay, cuối cùng hắn cũng không thể tiến lên vị trí mong đợi. Sau khi Hà Duyên Cường tiến lên làm lãnh đạo đơn vị,
Cục trưởng Hà tỏ ra cực kỳ khách khí với anh Đoán nhưng sau lưng lại liên tục vung mỏ lết lên đầu, bộ dạng không vặn ngã hắn thì căn bản không bao giờ bỏ qua. Vì vậy Đồ Thăng Khuê là chó của Hà Duyên Cường nhìn thấy mặt hắn cũng căn bản không xem ra gì. Cục trưởng Đoạn, hôm nay Bí thư ủy Ban Tư pháp tỉnh ủy đến động viên tinh thần Cục trưởng Hà, cũng xem như là tiễn đưa Cục trưởng Hà đến tham gia huấn luyện ở trường đảng. Anh nên chuẩn bị một chút, ý nghĩ của Cục trưởng Hà chính là khi lãnh đạo đến kiểm tra đội ngũ, anh sẽ là người tiến lên hô khẩu hiệu. Đồ Thăng Khuê thấy anh Đoạn chuẩn bị bỏ đi thì lên giọng phân phó. Anh Đoạn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đồ Thăng Khuê, căn bản không lên tiếng. Nhưng lúc này hắn thật sự có chút khiếp sợ, hắn căn bản không được nghe nói về sự kiện Hà Duyên Cường sẽ đến trường đảng tham gia học tập. Tin tức này đã sớm được lan truyền trong Cục Công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng chính anh Đoạn là Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an lại không biết tin, xem ra chính mình đã di đến tận cùng của con đường lão hóa trong đơn vị rồi. Tuy có chút bi ai nhưng anh Đoạn vẫn cố gắng áp chế cảm xúc của mình ở sâu trong lòng. Hắn nhìn gương mặt Hà Duyên Cường, tuy Hà Duyên Cường đang cười nhưng thật sự còn khó coi hơn khóc, có lẽ đi đến trường đảng học tập cũng không phải là ý nghĩ thật sự của Cục trưởng Hà. Đi đến học tập ở trường đảng Trung ương đều là điềm báo của phương diện đề bạt, nhưng vì sao Hà Duyên Cường lại tỏ ra mất vui như vậy? Một ý nghĩ này lóe lên và chiếm hết tất cả đầu óc của anh Đoạn. Đó là Hà Duyên Cường đến tham gia học tập lần này căn bản là không công vô ích. Cục trưởng Hà cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định thực hiện tốt công tác của mình. Anh Đoạn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. À, anh Đoạn, lúc tôi không có ở đây thì anh nên phối hợp tốt với công tác của Thăng Khuê. Anh là cán bộ lão thành của Cục Công an, tôi tin tưởng có một số việc anh sẽ chú ý đến phương diện tố chất, chú ý đại cục. Hà Duyên Cường cười cười với Đoạn Văn Đống rồi nói. Có lầm lẫn gì không? Cái gì là phối hợp công tác với Đồ Thăng Khuê? Ông Mơi là phó cục trưởng thường vụ của đơn vị này. Đoạn Văn Đống thầm mắng trong lòng nhưng không mở miệng, khi Hà Duyên Cường nói xong thì hắn xoay người bỏ đi. Đúng lúc hắn cất bước, một chiếc xe cảnh sát màu trắng chạy đến rồi dừng lại. Hai người Hà Duyên Cường và Đồ Thăng Khuê hầu như đều tiến lên nghênh đón, thực tế thì trên mặt Hà Duyên Cường lúc này tràn đầy nụ cười. Ha ha ha! Khi mở cửa xe thì Hà Duyên Cường nở nụ cười vui vẻ nói với người đàn ông từ trong xe đi ra. Cục trưởng Mâu, đã nhiều ngày rồi ngài chưa đến Cục Công an thành phố Đông Hồng kiểm tra chỉ đạo công tác, hoan nghênh ngài. Người đàn ông trung niên đi ra khỏi xe hơn 40 tuổi, mặc đồng phục cảnh sát thẳng tắp làm cho người ta sinh ra cảm giác ngọc thụ lâm phong. Người này khá cao giáo, tuy đã có tuổi nhưng căn bản vẫn tràn đầy hương vị đàn ông. Người đàn ông trung niên này căn bản rất quen thuộc với Hà Duyên Cường, khi Hà Duyên Cường duỗi hai tay ra thì hắn cũng duỗi hai tay bắt chặt tay. Cục trưởng Hà, công tác của các anh luôn đứng hàng đầu trong tỉnh, tôi đến kiểm tra cũng chỉ là kiếm cơm mà thôi, thế cho nên không bằng bớt chút kinh phí cho văn phòng Cục Công an các anh. Ôi, lãnh đạo, ngài mặc dù yên tâm đến công tác của chúng tôi, thế nhưng chúng tôi cũng luôn trông mong sự quan tâm của lãnh đạo đến mình. Hà Duyên Cường vui vẻ nói chuyện với Cục trưởng Mâu, lời nói rất thân cận tự nhiên. Đoạn Văn Đống tuy đã có ý nghĩ muốn bỏ đi thế nhưng hắn là Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an thành phố Đông Hồng, hắn dù thế nào cũng phải tiến lên chào hỏi. Lúc này hắn thấy Cục trưởng Mâu trò chuyện vui vẻ thoải mái với Hà Duyên Cường, thế là càng cảm thấy không thoải mái. Cục trưởng Đoạn, chào anh. Sau khi chào hỏi Hà Duyên Cường, Cục trưởng Mâu chỉ nói một câu tượng trưng với Đoạn Văn Đống. Sau đó đưa mắt nhìn Đồ Thăng Khuê. Hắn nhanh chóng đưa ra yêu cầu chăm chú chuẩn bị, lần này Bí Thư Vương đến Cục Công an thành phố Đông Hồng, lúc này thành phố Đông Hồng đại biểu cho thể diện của Cục Công an tỉnh Nam Giang, càng là thể diện của Cục trưởng Trân, tuyệt đối không nên có sơ suất. Hà Duyên Cường dùng giọng cực kỳ có lực tương tác, tỏ vẻ mình sẽ tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, nhất định sẽ bày ra phong thái cao vời của cảnh sát nhân dân tỉnh Nam Giang. Sau khi tỏ thái độ thì Cục trưởng Mâu nói. Cục trưởng Hà, lần này anh đến thủ đô tham gia học tập, có lẽ sẽ bay cao như diều gặp gió, tôi phải chúc mừng anh trước mới được. Đoạn Văn Đống nhìn hai người Hà Duyên Cường bên kia nói lời thân mật với nhau mà trong lòng càng có thêm vài phần chua xót. Hắn căn cứ vào lời nói của Cục trưởng Mâu mà biết Bí thư ủy Ban Tư pháp Phương Tử Quân lần này đến Cục Công an thành phố Đông Hồng điều tra kiểm sát công tác, thực chất là tiễn chân Hà Duyên Cường. Ôi! Xem ra mình căn bản không có cơ hội thể hiện. Đoạn Văn Đống cũng căn bản không có hứng thú với Bí thư ủy Ban Tư pháp Phương Tử Quân,
hắn biết rõ cho dù vị bí thư ủy ban tư pháp này không phải là đèn cạn dầu, thế nhưng căn bản cũng không làm gì được cục trưởng Trần. Trần Hồng Lỗi không phải là hạng người dễ đối phó. Sau khi quay về phòng làm việc của mình, Đoạn Văn Đống tưới chậu hoa bên cạnh cửa sổ theo thói quen, sau đó chuẩn bị cho công tác thường ngày của mình. Vì có Hà Duyên cường thế nên trong Cục Công an thành phố Đông Hồng có ít người đến báo cáo công tác với hắn, thậm chí những đơn vị hắn được phân công quản lý cũng chạy đến báo cáo với Đỗ Thăng Khuê. Hà Duyên cường cũng không phản đối tình huống kia, ngược lại còn tỏ vẻ đồng ý. Loại thái độ này của Hà Duyên cường căn bản làm cho Đoạn Văn Đống mất hết quyền lực, vì vậy trong Cục Công an thành phố Đông Hồng căn bản không ai thèm quan tâm đến Đoạn Văn Đống. Tuy trong lòng có ngàn vạn lần không phục nhưng Đoạn Văn Đống vẫn phải an ủi chính mình, làm quan chỉ có hai chuyện lớn, đó là gặp mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn. Lúc này hắn bị Hà Duyên cường chèn ép, thế nhưng phải làm sao để giải quyết vấn đề khó khăn này. Trước mắt hắn thấy điều này rất khó khăn, hơn nữa tương lai sẽ tiếp tục tiếp diễn, sẽ càng có nhiều va chạm, xem ra chỉ có thể chậm rãi sống qua ngày mà thôi. Vài năm nữa mình sẽ về hưu sao? Đoạn Văn Đống là một người lính lão thành. Hắn có sự chuẩn bị của mình, thế nhưng lúc này tất cả đã không còn gì ngoài một khối đá bị mài nhẵn nhụi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, âm thanh này làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn nhìn ra bên ngoài, thầm nghĩ chưa đến giờ nghênh đón Bí Thư Vương, vì sao lại có người đến thông báo sớm như vậy. Đoạn Văn Đống nói một câu mời vào, lúc này một làn gió thơm sộc vào mũi. Người đi vào trong phòng là nữ cảnh sát hơn 30 tuổi. Một bộ đồng phục cảnh sát phụ trợ cho những đường cong yểu điệu trên người thêm rõ ràng. Người phụ nữ này vừa vào cửa đã cười khanh khách nói. Cục trưởng Đoạn, tôi đến báo cáo công tác với ngài. Khi thấy người phụ nữ này thì Đoạn Văn Đống có chút sững sờ, hắn biết rõ người phụ nữ này là hạng người gì. Nàng ta chính là phó ban tài vụ trong Cục Công an thành phố Đông Hồng, nếu không có cái gật đầu của Hà Duyên Cường thì vị trí này căn bản không thể lọt vào tay được. Trưởng ban Trương, có chuyện gì không? Đoạn Văn Đống trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ hỏi. Là thế này, cục trưởng Đoạn. Người phụ nữ nói rồi mở bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình ra, nàng đưa một cái còi trắng long lanh cho Đoạn Văn Đống rồi nói. Cục trưởng Đồ sợ ngài tìm không thấy còi, thế cho nên đặc biệt để tôi mang đến cho ngài một cái nữa, để ngài có cái mà dùng khi lãnh đạo đến kiểm tra chỉ đạo công tác. Người phụ nữ kia đi lại cơ thể dao động tràn đầy hấp dẫn. Thế nhưng lúc này tâm tư của Đoạn Văn Đống đang lạnh băng, không có chút ý nghĩ nào khác. Hắn nhìn chiếc còi màu trắng trên bàn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mình chẳng lẽ chỉ là vật bài trí của người ta thôi sao? Đoạn Văn Đống thật sự có chút không cam lòng, nhưng hắn không cam lòng thì làm được gì? Lúc này hắn căn bản không thể nào vùng vẫy trong Cục Công an thành phố Đông Hồng, phía Cục Công an tỉnh càng không có ai trợ giúp hắn. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn cầm chiếc còi màu trắng vào trong tay. Vương Tử Quân ngồi trên xe nhìn khu văn phòng Cục Công an thành phố Đông Hồng, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Hắn đến đây lần này cũng không phải chỉ đơn giản là tiễn chân Hà Duyên Cường. Lần này đi cùng Vương Tử Quân còn có Cục trưởng Cục Công an tỉnh Trần Hồng Lỗi, có cả Bí thư ủy ban tư pháp thành phố Đông Hồng Lý Hồng Phảng. Phó Bí thư Thị ủy chủ khảo khối tư pháp của thành phố Đông Hồng là La Tấn Thương vì đi họp ở bên ngoài nên không đến được. Còn đặc biệt tự mình gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản cũng chỉ nghe sơ lược lời xin lỗi của Phó Bí thư La Tấn Thương mà thôi, cũng không đặt trong lòng. Hắn căn bản không biết về La Tấn Thương, cũng không cần biết về đối phương. Thế nhưng người kia không muốn tham gia vào hoạt động lần này, như vậy cũng không ép. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân siết chặt quần áo. Lần này hắn điều Hà Duyên Cường đi học tập ở trường Đảng Trung ương. Căn bản là thừa cơ mà làm, cũng đã có ý nghĩ này từ sớm. Hắn muốn quán triệt ý chỉ của mình trong đơn vị, Trần Hồng Lỗi là một người căn bản khó thể vượt qua vào lúc này, thế nhưng Trần Hồng Lỗi lại là một điểm quyết định. Trần Hồng Lỗi công tác trong Cục Công an nhiều năm, đặc biệt là Cục Công an tỉnh đã được Trần Hồng Lỗi kinh doanh cứng như sắt thép, căn bản đối kháng trực tiếp là cực kỳ gian nan. Nhưng Cục Công an thành phố thì lại khác, tuy Hà Duyên Cường là một thành viên có khả năng, thế nhưng lãnh đạo trực tiếp của Hà Duyên Cường vẫn là Thị ủy Đông Hồng. Bí thư Đậu Minh Đường là người đứng đầu thành phố Đông Hồng, đây là đối tượng có thể hợp tác. Khi hai vị thường ủy tỉnh ủy vận tác cùng xử lý một cục công an thành phố, như vậy thì thùng sắt được Trần Hồng Lỗi hàn kín cũng phải xuất hiện lỗ hổng. Chương 1110, một tôi nhất định sẽ quay lại.
chỉ cần một lỗ hổng được mở ra thì những thứ khác được mở cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trước đó khi Vương Tử Quân trò chuyện với Diệp Thừa Dân, tuy Bí Thư Diệp không nói quá rõ ràng nhưng Vương Tử Quân vẫn thấy rõ sự bất mãn của Bí Thư Diệp với hệ thống công an tỉnh Nam Giang. Lúc này tình huống trật tự trị an ở tỉnh Nam Giang căn bản là quá lạc hậu, dân chúng không được an toàn, các bệnh tật lớn nhỏ liên tục phát sinh trong hệ thống cục công an. Diệp Thừa Dân nói những lời này và Vương Tử Quân cực kỳ để bụng. Hắn là một cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, dù nhìn từ góc độ cá nhân hay thái độ công tác đều không cho phép bất kỳ một quần thể nào gây nguy hại cho lợi ích của quần chúng. Mạc Lão Gia Tử cũng căn bản có nhiều vấn đề hiểu rất sâu, ông cụ thường nói chúng ta nên tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, nhưng vấn đề nguyên tắc thì căn bản là không thể nào thỏa hiệp được. Vương Tử Quân càng ngày càng hiểu thêm về tỉnh Nam Giang, hắn chậm rãi ý thức được chính mình căn bản đang càng tiếp cận đến chân tướng sự việc. Xe chậm rãi dừng lại, Du Giang Vĩ nhanh chóng xuống xe mở cửa, Vương Tử Quân cất bước đi ra. Trần Hồng Lỗi và Lý Hồng Phảng cũng theo sát phía sau đi ra theo Vương Tử Quân. Trần Hồng Lỗi là cục trưởng cục công an tỉnh, hắn đi trước Lý Hồng Phảng, hắn cười giới thiệu với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, văn phòng của cục công an thành phố Đông Hồng được xây dựng vào 3 năm trước, khi đó theo ý của tôi thì chỉ xây 12 tầng. Nhưng lãnh đạo thành phố Đông Hồng cực kỳ có khí phách. Thứ nhất là đề cao thành phẩm, thứ hai lại đem tất cả các đơn vị tương quan nhập vào nơi này, muốn tăng cường tính hợp tác của các ban ngành. Bây giờ xem ra ý kiến của thành phố Đông Hồng là cực kỳ nhìn xa trông rộng. Vương Tử Quân nhìn khu văn phòng cao ngất mà gật đầu, khu văn phòng này thật sự rất có khí phái, trang trọng xa hoa. Các đồng chí lãnh đạo, cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng Hà Duyên Cường xin báo danh. 245 cảnh sát trong văn phòng cục công an thành phố đã xếp hàng chờ sẵn, xin ngài cho ra chỉ thị. Hà Duyên Cường dùng tiêu chuẩn quân nhân chạy đến lớn tiếng cười nói chào hỏi Vương Tử Quân. Mặc dù Hà Duyên Cường hận không thể tiến lên đánh đấm cho tên khốn Vương Tử Quân kia một trận, thế nhưng Vương Tử Quân đến kiểm tra thì hắn vẫn phải dùng tiêu chuẩn cao nhất để tiếp đón. Dù sao thì Vương Tử Quân không chỉ đại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho cả tỉnh ủy. Vương Tử Quân nhìn đội ngũ chỉnh tề trước mặt, nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Hà Duyên Cường, hắn khẽ gật đầu rồi đi nhanh về phía trước. Khi hắn đi vào trong hội trường, từng dãy cảnh sát đã sắp xếp đội ngũ chỉnh tề chờ hắn đến. Chào! Một âm thanh vang dội bùng nổ, đội ngũ đồng loạt cúi chào. Phải nói là Hà Duyên Cường thiết lập nghi thức chào đón rất long trọng, nhìn qua lại có hiệu quả cực kỳ rõ rệt, trận thế này nhìn qua giống như đang duyệt binh. Hà Duyên Cường nhanh chóng chạy đến trước mặt đội ngũ, sau đó lớn tiếng nói. Lần này Bí thư Vương ủy ban tư pháp tỉnh ủy, cục trưởng Trân cục công an tỉnh và lãnh đạo ủy ban tư pháp thành phố Đông Hồng đến kiểm tra chỉ đạo công tác. Đây là lời khẳng định lớn với công tác của cục công an thành phố chúng ta. Lúc này tôi yêu cầu các đồng chí dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào đón lãnh đạo. Đoạn Văn Đống là một vị phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố, hắn là người đứng đầu tiên trong đội ngũ chào đón lãnh đạo. Hắn nhìn thấy Vương Tử Quân đi đầu, trong lòng thật sự kinh ngạc, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy xem ra còn quá trẻ. Mặc dù hắn đã từng xem qua ảnh của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân trên ảnh xem ra rất trưởng thành, cực kỳ trầm trọng ổn định. Nhưng Vương Tử Quân lúc này lại làm cho người ta sinh ra cảm giác bừng bừng sức sống. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tâm tình của Đoạn Văn Đống được thu vào trong, bàn tay bàn chân đều phồng lên. Lúc này mời Bí thư Vương cho ra chỉ thị. Tiếng vỗ tay tạm lắng, Hà Duyên Cường lại lớn tiếng nói. Đoạn Văn Đống là người chủ quản đội ngũ, hắn lại tiếp tục thực hiện chức trách của mình, lớn tiếng hô một câu. Nghỉ. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng, sau đó hắn cất bước tiến lên. Những trò phát biểu thế này căn bản không thể nào làm khó được hắn, khi hắn còn ở thành phố La Nam trong tỉnh Sơn Nam, hắn đã không biết bao lần phát biểu trước số đông. Lúc này chỉ có hơn 200 người, căn bản không có chút áp lực nào. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi đến Cục Công an thành phố Đông Hồng, các đồng chí đã cho tôi cảm giác mới mẻ. Phong thái và tinh thần của các đồng chí là rất tốt, rất có ý chí chiến đấu, tôi cảm thấy tràn đầy tin tưởng vào công tác của các đồng chí. Một đội ngũ có hùng mạnh hay không, ngoài phương diện nhìn vào thành tích, còn phải nhìn vào phong thái. Cục Công an thành phố Đông Hồng chúng ta có thể tham gia các trận đánh ác liệt. Có thể hoàn thành nhiệm vụ công tác, cũng không thể thiếu sự cố gắng của mọi người. Chỉ khi nào mọi người cùng cố gắng mới xây dựng thành phố Đông Hồng càng thêm tươi đẹp, lúc này tôi khẳng định thành tích của mọi người.
Giọng nói của Vương Tử Quân rất vang dội, mỗi câu mỗi chữ đều là tán dương, trên mặt hắn là nụ cười nhàn nhạt càng làm cho người ta sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Lúc này sức quyến rũ của một vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi như Vương Tử Quân càng làm cho vài cô gái cảnh sát vừa nhận công tác cảm thấy động lòng. Nhưng các nàng đã từng xem qua hồ sơ lý lịch của bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, hai chữ đã kết hôn làm cho bọn họ cảm thấy rất hụt hẫng. Khi mà những cô cảnh sát trẻ tuổi trong cục công an thành phố Đông Hồng đang cực kỳ hâm mộ Vương Tử Quân, Hà Duyên Cường lại thầm mắng trong lòng. Khẳng định thành tích của mình, không phải là muốn ép mình rời đi sao? Hà Duyên Cường biết rõ mình sở dĩ bị đưa đi học tập ở trường Đảng Trung ương cũng là vì Vương Tử Quân, nhưng hắn căn bản không làm gì được. Khi mình xử lý xong sự việc liên quan đến tên lái xe của Vương Tử Quân, sau đó Vương Tử Quân ép mình phải đi học tập. Học tập thì học tập, biết đâu ông sẽ nhân cơ hội này mà tiến lên một bậc. Hà Duyên Cường thầm an ủi chính mình, thế là cảm thấy thoải mái hơn vài phần. Khi Vương Tử Quân mở miệng phát biểu thì ánh mắt Hà Duyên Cường lén nhìn về phía Trần Hồng Lỗi. Trần Hồng Lỗi đứng cách đó không xa, gương mặt đen đúa lạnh lùng cũng có vài phần tươi cười. Nhưng nụ cười này lọt vào trong mắt Hà Duyên Cường, hắn hiểu rõ tâm tình lãnh đạo của mình không chút thoải mái. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, khi Vương Tử Quân tiếp tục khẳng định thành tích của Cục Công an thành phố Đông Hồng, Hà Duyên Cường tuy không muốn nhưng vẫn phải tiến lên trước đội ngũ nói vài câu không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Chương 1112, tôi nhất định sẽ quay lại. Quá trình kiểm tra sau đó đều được tiến hành theo sắp xếp của Hà Duyên Cường. Bí thư Vương là trung tâm của đoàn người, hắn đi đến khu vực tiếp dân, chụp ảnh lưu niệm cùng các vị cảnh sát nhân dân. Sau đó đi đến chi đội cảnh sát hình sự, tiến hành cổ vũ công tác của các đồng chí cảnh sát. Trong hội nghị được mở ra sau đó, hắn càng tiến hành khẳng định thành tích của đồng chí Hà Duyên Cường. Nếu như quá trình kiểm tra giám sát kết thúc như vậy thì Hà Duyên Cường căn bản là cảm thấy mọi chuyện quá tốt đẹp. Nhưng sự việc khi được tiến hành đến bước cuối cùng thì Bí thư Vương chợt nói với Đoạn Văn Đống đang đứng ở cuối đội ngũ. Vị đồng chí này thực hiện hiệu lệnh rất tốt, là cán bộ chuyển nghề sao? Đoạn Văn Đống cũng không ngờ Vương Tử Quân lại chú ý đến mình. Hắn là phó cục trưởng thường vụ, sở dĩ đi theo cũng là vì vị trí của mình, nhưng thực tế lại căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để mở miệng. Báo cáo Bí thư Vương, tôi là Đoạn Văn Đống, là bộ đội chuyển ngành. Đoạn Văn Đống vội vàng tiến ra trả lời. Đoạn Văn Đống, Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân giống như có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói với Đoạn Văn Đống. Hà Duyên Cường đứng bên cạnh Đoạn Văn Đống cảm thấy có một cảm giác rất xấu. Hắn thấy Vương Tử Quân đang nở nụ cười với Đoạn Văn Đống, chợt cảm giác xấu càng thêm mạnh mẽ. Hắn vì không muốn cho Đoạn Văn Đống mở miệng nói nhiều mà chặn lời. Bí thư Vương, Cục trưởng Đoạn là cán bộ lão thành của Cục Công an thành phố chúng tôi, rất có uy tín. Hà Duyên Cường mở miệng cũng không quên trừng mắt nhìn Đoạn Văn Đống, tỏ ý nhanh chóng lui ra, cũng dễ dàng cho Bí thư Vương tiếp tục cất bước. Nhưng hắn vừa nói ra câu kia thì không ngờ đó càng là cái cớ cho Vương Tử Quân. Tốt, tôi đã nghe nói về Cục trưởng Đoạn. Lần này Cục trưởng Hà đi đến tham gia học tập ở trường Đảng Trung ương một năm, tôi vốn có chút lo lắng cho công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Lúc này anh là phó cục trưởng thường vụ chủ trì công tác, tôi cảm thấy an tâm hơn. Vương Tử Quân nói rồi khẽ vỗ vai Đoạn Văn Đống, sau đó nói tiếp. Cục trưởng Hà đã nhiều năm công tác ở Cục Công an thành phố Đông Hồng, đã cho ra nhiều cống hiến, càng cho ra thành tích quá rõ ràng. Lúc này Cục trưởng Hà tham gia học tập, anh nhất định phải tăng áp lực cho mình, phải làm sao cho tình hình trật tự trị an xã hội thành phố Đông Hồng càng thêm tốt. Nếu anh có khó khăn thì phải hỏi Cục trưởng Hà. Có thể xin sự trợ giúp của Bí thư Lý, cũng có thể báo cáo với Cục trưởng Trân, bọn họ đều là những hậu thuẫn kiên cường cho anh. Nhưng có một vấn đề cần quan tâm, đó là nhất định nắm chắc công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, không thể để cho Cục trưởng Hà tham gia học tập mà lo lắng tình hình ở nhà. Cục trưởng đi học tập ở trường Đảng thì Phó Cục trưởng Thường vụ là người chủ trì công tác, đây căn bản là một trình tự cực kỳ hợp lý, bây giờ Bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy mở miệng quyết định, càng là chuyện ván đóng thuyền. Nếu như tổ chức họp phân công công tác thì chắc chắn sẽ có người nói ra ý kiến bất đồng, nhưng bây giờ Vương Tử Quân đến kiểm tra công tác, dù là ai cũng phải giữ vững quyền uy của lãnh đạo, nếu như sinh ra náo loạn thì rõ ràng là không sáng suốt. Bí thư ủy ban tư pháp thành phố Đông Hồng là Lý Hồng Phảng là cấp dưới của Vương Tử Quân, hắn là người đầu tiên tỏ thái độ.
Bí thư Vương cứ yên tâm, Ủy ban Tư pháp Thị ủy chúng tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ công tác của Cục trưởng Đoàn. Nếu có gì khó khăn thì Cục trưởng Đoàn cứ đến tìm tôi, nếu tôi không giải quyết được sẽ đến tìm Bí thư Đậu. Lý Hồng Phảng tỏ thái độ có thể nói càng là cây đinh quyết định đóng vào tấm ván để cho Đoạn Văn Đống tiến lên chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Người làm công tác lãnh đạo trong Cục Công an nếu có mối quan hệ tốt và được lãnh đạo tuyến trên ủng hộ, như vậy lực lượng trong đơn vị càng được tăng cường. Trước kia Đậu Minh Đường căn bản không muốn tranh chấp với Trần Hồng Lỗi, thế cho nên Trần Hồng Lỗi mới là người tự quyết định tất cả sự việc phát sinh ở Cục Công an thành phố Đông Hồng. Lúc này Lý Hồng Phảng tỏ thái độ, đây là thái độ của thành phố Đông Hồng. Bây giờ Bí thư Ủy ban Tư pháp Thị ủy cho ra chỉ thị, tuyến thị ủy chắc chắn sẽ khẳng định chỉ thị này, Trần Hồng Lỗi là Cục trưởng Cục Công an tỉnh cũng không còn biện pháp nào khác. Trần Hồng Lỗi có chút run rẩy, nụ cười trên mặt càng tươi sáng thêm vài phần, hắn mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi cực kỳ đồng ý để cho Cục trưởng Đoàn tiếp nhận nhiệm vụ chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, khoảng thời gian này mong anh Đoàn vất vả thêm một chút. Đoạn Văn Đống thật sự cảm thấy choáng váng, hắn dù thế nào cũng không ngờ, mình căn bản cũng không có ý nghĩ tham gia diễn xuất, thế nhưng không ngờ nhân vật chính lại lọt vào trong tay. Hà Duyên Cường rời khỏi Đông Hồng, nhất định phải có người chủ trì đại cục của Cục Công an, nhưng Đoạn Văn Đống chắc chắn đó không phải là mình. Vì vậy hắn căn bản không có ý nghĩ ở phương diện này, cũng không có chút tâm tư nào. Nhưng ông trời giống như trêu ngươi người ta. Khi người ta không chuẩn bị thì chợt giáng xuống một cơn bão tố bất ngờ. Chủ trì công tác của Cục Công an thành phố, rõ ràng hệ thống công an trong thành phố phải nghe lời Đoạn Văn Đống, hắn sẽ có quyền lợi tương đương với Hà Duyên Cường. Hắn là người trước nay gặp quá nhiều áp chế, bây giờ chợt sinh ra cảm giác kích động. Cục trưởng Văn Đống, anh sẽ không làm cho chúng tôi thất vọng đấy chứ? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đoạn Văn Đống, hắn tươi cười nói. Báo cáo Bí thư Vương. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, sẽ thiết thực làm tốt công tác của đơn vị, sẽ tranh thủ cho ra thành tích, cố gắng thúc đẩy hệ thống công an tiến vào giai đoạn công tác mới. Lúc này Đoạn Văn Đống giống như quay về thời điểm 20 năm trước đó, khi hắn tiến lên làm đại đội trưởng, lão lãnh đạo hỏi hắn có lòng tin hay không, hắn cũng trả lời giống như vậy. Chẳng qua lão lãnh đạo năm xưa bây giờ đổi lại là một bí thư Vương vui vẻ giạt rào. Nhưng Bí thư Vương đứng dưới ánh mặt trời lại làm cho Đoạn Văn Đống giống như được thấy lãnh đạo cũ của mình. Hà Duyên Cường thật sự rất bực bội, hắn nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đoạn Văn Đống, trong lòng thầm mắng. Có là cái quái gì chứ? Con bà nó muốn chơi ông sao? Đừng nghĩ rằng chủ trì công tác thì ngon lành, thành phố này là thiên hạ của ai thì người đó định đoạt, hơn nữa ông sẽ còn quay về. Vương Tử Quân đưa tay cầm lấy cái còi màu trắng của Đoạn Văn Đống, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi hắn thấy cái còi này trong tay Cục trưởng Đoàn, khi rời đi thì hắn lại muốn cướp lấy nó vào trong tay mình. Chương 1111, thế giới này quá điên cuồng, chuột là phù dâu cho mèo. Khi đó Vương Tử Quân còn dùng giọng đùa giỡn nói. Tôi nghe thấy Cục trưởng Đoàn thực hiện điều lệnh rất tốt, cái còi này của anh cũng rất tốt. Tiểu tử nhà tôi không hiểu vì sao lại thích còi của cảnh sát giao thông, cứ quấn lấy tôi đòi mua một cái. Trước nay tôi mãi bận rộn nên quên đi mất, hôm nay đến đây thấy Cục trưởng Đoạn dùng còi, tôi chợt nhớ ra. Xem ra CN trai đang rất lo lắng với trí nhớ của bố mình đây. Vương Tử Quân nói đùa làm cho những người khác nghe thấy được mà cười lớn. Khi mọi người đang cười thì Vương Tử Quân nói tiếp. Cục trưởng Văn Đống, hôm nay tôi lấy việc công nói chuyện tư, anh đưa cái còi kia cho tôi, đỡ tôi phải đi mua cho con, lại bị nói là không giữ lời. Một cái còi của cảnh sát. Vương Tử Quân chỉ cần mở miệng thì những người khác sẽ không nói gì. Hơn nữa Vương Tử Quân cầm về nhà, dựa theo thói quen thích sạch sẽ của Mạc Tiểu Bắc sẽ căn bản không cho Tiểu Bảo Nhi tiếp tục sử dụng. Nhưng Vương Tử Quân vẫn thoải mái tự nhiên lấy cái còi của Đoạn Văn Đống. Một hành động như vậy của Vương Tử Quân xem như một chuyện nhỏ xen giữa sự kiện lớn, nhưng đám người nơi đây ai cũng thầm hiểu sâu xa. Không chỉ là một hành vi bình thường, Vương Tử Quân và Đoạn Văn Đống có mối quan hệ gì? Chỉ trong thời gian ngắn thì Đoạn Văn Đống đã là người nhà của Bí thư Vương Tử Quân rồi sao? Có sự giúp đỡ của Bí thư Ủy ban Tư pháp, Đoạn Văn Đống căn bản xem như đã tiến lên làm Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng. Đám lãnh đạo Cục Công an thành phố Đông Hồng đi cùng với lãnh đạo đều có ánh mắt phức tạp, dù là biểu hiện gì cũng có. Sau khi Vương Tử Quân rời khỏi Cục Công an thành phố Đông Hồng chưa lâu,
Trong đơn vị đã truyền ra nhiều thông tin, rất nhiều cán bộ thâm niên cảm thấy thời gian cục trưởng Đoạn tiến lên như diều gặp gió đã đến. Vương Tử Quân lấy chiếc còi của Đoạn Văn Đống cũng xem như nhất thời nảy lòng tham, hắn thật sự muốn Đoạn Văn Đống tiến lên giữ chức vụ. Trước khi đến kiểm tra cục công an thành phố Đông Hồng, thậm chí trước khi chủ động ra tay với Hà Duyên Cường thì hắn đã nghiên cứu cẩn thận tư liệu của cục công an thành phố Đông Hồng, căn bản hiểu rõ những gì mà Đoạn Văn Đống đang gặp phải. Vương Tử Quân là một bí thư ủy ban tư pháp, nếu hắn muốn tiến hành khống chế các đơn vị bên dưới, muốn các đơn vị có lực chiến đấu, hắn cần phải xếp một vài người của mình vào các vị trí quan trọng. Vương Tử Quân có thể nói chưa quen cuộc sống ở tỉnh Nam Giang, hắn tất phải ngã bài, phải đề bạt những người muốn tiến vào trong hàng ngũ của mình. Đoạn Văn Đống là người có lý lịch, có năng lực, có khát vọng, bây giờ Vương Tử Quân ném cho đối phương cơ hội, nếu đối phương muốn tiến thêm một bước thì cần phải nhanh chóng dựa chặt về phía mình. Con người không ai là ngu ngốc, đối mặt với cảnh ô lưu từ trên trời rơi xuống, Vương Tử Quân tin tưởng Đoạn Văn Đống không thể nào tỏ ra không cần. Màn đêm buông xuống, thành phố Đông Hồng là chốn phồn hoa, người người lui đến, đèn đường lấp lánh. Đại đa số mọi người đều đã khổ cực một ngày, đều đang hưởng thụ cảm giác nhàn nhã khó có được, một vài quảng trường và công viên hầu như đã kín chỗ. So sánh với những người đang hưởng thụ cuộc sống bình thường, hưởng thụ hạnh phúc mà chính mình có được, cũng luôn có những người đang bắt đầu những hưởng thụ đặc biệt dành cho mình. Trên đường Tây Giao thành phố Đông Hồng có một khu vực kiến trúc khá đặc biệt, lúc này đèn đuốc sáng trưng, bên trong những cánh cổng xa hoa là những chiếc xe cực kỳ sang trọng, Hummer, Porsche. Hầu như là loại xe gì cũng có. Triệu Dũng là bảo vệ cho bãi đậu xe hàng hiệu, hắn cảm thấy mình cao hơn đám bảo vệ cùng loại, dù sao thì mỗi ngày hắn tiếp xúc với những chiếc xe sang, tính thưởng thức của hắn cũng tăng lên rất mạnh. Hắn là một tên thanh niên từ trong núi đi ra. Triệu Dũng tự cảm thấy rất hưng phấn vì công tác của mình. Những ngày lễ Tết khi quay về quê, hắn là người có nhiều thứ để nói với người thân của mình, cũng chỉ là những kiến thức tích góp được từ công việc giữ xe mà thôi. Mỗi khi nhìn thấy vẻ khiếp sợ của người thân khi nghe nói đến những chiếc xe giá trị tiền tỷ, Triệu Dũng cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Hai luồng sáng từ đằng xa chiếu đến, Triệu Dũng mở cửa chính bãi đậu xe theo thói quen. Nhưng khi ngón tay của hắn chuẩn bị ấn lên nút mở cửa tự động trên máy kiểm soát, ngón tay chợt dừng lại. Chiếc xe kia chỉ có giá 150.000, Triệu Dũng là người công tác nhiều năm ở bãi đậu xe này, hắn thật sự rèn ra cho mình một ánh mắt tinh đời, chỉ cần nhìn đèn xe là biết nó có giá trị bao nhiêu. Tuy phán đoán này của Triệu Dũng có chút thành kiến, thế nhưng cũng chỉ có sai số 5% mà thôi, kỹ năng này của hắn không khỏi làm cho nhiều người đồng sự phải hâm mộ. Khi hắn đi đến cửa, chiếc xe kia đã dừng lại, chỉ cần nhìn vào đèn xe thì biết nó có nhãn hiệu gì. Chỉ cần là người quen thuộc với các loại xe, nhìn lướt qua là biết nó có nhãn hiệu gì. Cũng không phải chiếc xe kia có giá bao nhiêu tiền, chủ yếu nó là loại khá phổ cập, trên cơ bản đều có thể được nhìn thấy trên đường. Ninh khi nhìn thấy biển số chiếc Santana trước mặt, Triệu Dũng vội vàng mở cửa bãi đậu xe, sau đó lại đặc biệt đưa chiếc xe này dừng vào vị trí dành cho khách quý. Tuy chiếc xe này căn bản giống như một con vịt xấu xí trước mặt những chiếc xe đỉnh cấp khác, nhưng Triệu Dũng biết rõ chủ nhân của chiếc xe lại là một tồn tại xứng với danh hiệu khách quý. Triệu Dũng không chỉ một lần được thấy tận mắt, chỉ cần xe này dừng lại, đám người đi xe sang trọng sẽ vây quanh lấy chủ nhân của nó như giòi bỏ quanh miếng thịt. Triệu Dũng cũng rất có hảo cảm với chủ nhân của chiếc xe này, cũng không phải là người ta cho hắn cái gì, chủ yếu là hắn thấy được mình được tôn trọng. Những chủ nhân của xe sang thường không quan tâm đến đám bảo vệ nhỏ nhặt như hắn, càng chưa từng quan tâm đến sự hiện hữu của hắn. Nhưng chủ của chiếc xe này mỗi lần thấy hắn thì luôn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Xe dừng lại, một người đàn ông hơn 30 tuổi xuống xe. Người này mặc một bộ tây trang màu đen cực kỳ sạch sẽ, cặp kính mắt gọng vàng càng làm cho khí chất nho nhã thêm bừng sáng. Trừ tiên sinh, ngài đi đường này thì gần hơn một chút. Vì lần này căn bản không có ai mở miệng với vị Trử tiên sinh, thế cho nên Triệu Dũng lớn gan khẽ nói với đối phương. Người đàn ông kia cười cười nói với Triệu Dũng. Cảm ơn cậu, nếu không có cậu nói, tôi thật sự còn không biết chỗ này còn có đường. Triệu Dũng cười cười xoa xoa tay nói. Tôi cũng là công tác lâu năm ở đây, thế cho nên mới quen thuộc. Điều này, lúc này Triệu Dũng căn bản không biết nói gì cho phải. Người đàn ông kia cười cười nói. Tôi đã nhiều lần gặp cậu ở chỗ này, cậu công tác rất chuyên nghiệp,
ông chủ của các cậu có một nhân viên công tác như vậy cũng xem như có phúc. Người đàn ông nói vài câu với Triệu Dũng rồi đi ngay. Khi người này đi đến cửa thì đã bị nhiều người khác vây quanh. Triệu Dũng cảm thấy người thật sự có quyền lực phải như Trừ Tiên Sinh, phải nói thế nào nhỉ? À, An Phận, chỉ có An Phận mới thật sự là khoe khoang mạnh nhất. Chương 1112, giang hồ càng già thì gan càng nhỏ. Triệu Dũng không biết khi mình đang suy nghĩ vẩn vơ thì Trừ Tiên Sinh đang đi đến một phòng khách rộng trăm thước vuông. Lúc này trong phòng có 3-4 người, bọn họ đang trò chuyện với nhau, khi thấy Trừ Tiên Sinh đi vào thì đám người kia đều đứng lên. Nếu như có Vương Tử Quân ở chỗ này, hắn nhất định sẽ tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Nơi đây có Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh Mâu Quang Chi, Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng Hà Duyên Cường, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng Đồ Thăng Khuê. Những người này căn bản không phải là hạng người dễ chịu phục, khi thấy người đàn ông kia đi vào thì cả đám trở nên cực kỳ cung kính, không phải là bọn họ giả vờ, chủ yếu là một cảm giác kính sợ phát ra từ đáy lòng. Giám đốc Trừ, hôm nay tôi vừa vặn nhận được hơn 10 cân kỳ nhông, tôi đã cho người đi hầm cách thủy rồi. Hà Duyên Cường chờ giám đốc Trừ ngồi xuống thì cười tủm tỉm nói. Giám đốc Trừ cười cười nói. Cục trưởng Hà làm vậy là hơi quá tay, chúng ta chỉ có vài người thì sao ăn hết được nhiều như vậy. Thôi thì làm một cân thì hơn, ông cụ nhà tôi luôn tiết kiệm, tôi là con cháu, tất nhiên cũng không nên phá vỡ quy củ của các bậc tiền bối được. Giám đốc Trừ nói rất đúng. Anh xem trí nhớ của tôi chưa gì đã kém rồi. Hà Duyên Cường vỗ vỗ đầu của mình rồi nở nụ cười tự giễu nói. Nhưng bây giờ thật sự là có chút chuyện, tôi còn phải đi tham gia học tập, hì hì. Vẻ mặt giám đốc Trừ không có gì thay đổi nhưng ánh mắt lại trở nên âm trầm. Sau khi nhìn thoáng qua gương mặt Hà Duyên Cường, hắn thản nhiên nói. Học tập là chuyện tốt, không đi học thì sao có thể cầu tiến được. Giám đốc Trừ. Nhưng họ Vương kia căn bản không muốn cho tôi cầu tiến. Hà Duyên Cường vừa cầm bình rót nước cho giám đốc Trừ vừa dùng giọng oán hận không thôi nói. Phải vậy không? Giám đốc Trừ nói đến đây thì trầm giọng nói. Có một số việc không phải do hắn ta định đoạt, mọi người nói xem có đúng không? Hà Duyên Cường vừa định mở miệng thì điện thoại của giám đốc Trừ đã vang lên, hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt càng thêm bình thản. Hắn phất phất tay với những người đang ngồi rồi cười nói. Mẹ, có chuyện gì thế? Ngôn Huy, con đang làm gì vậy? Hôm nay bố con về nhà dùng cơm, con cũng không về sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy yêu thương. Trừ Ngôn Huy trước nay rất giỏi đối phó với mẹ mình, hắn khẽ cười cười nói. Mẹ, con đang dùng cơm với khách hàng. Ngài yên tâm, lúc này con không quay về được, nhưng hai hôm nữa con có thời gian. Cả nhà cùng dùng cơm. Vậy thì được, đúng rồi, khi con về nhớ cho Tiểu Binh vài món ngon. Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho nó bảo ở nhà trẻ bị người ta ức hiếp, đang rất mất hứng. Tiểu Binh chính là con trai của Trừ Ngôn Huy, nhắc đến cháu nội thì giọng nói của Lý Quý Lan càng thêm thân mật. Trừ Ngôn Huy cũng không quan tâm đến chuyện con trai ở nhà trẻ, hắn cười nói. Mẹ, đó là chuyện của bọn trẻ nhỏ, chúng ta cũng không cần quản. Tất cả cứ giao cho giáo viên. Nhưng ngài yên tâm, con nhất định sẽ đưa về nhiều món ngon. Trừ Ngôn Huy đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn chợt cười nói. Anh Hà, anh đi học tập là khá tốt, chỉ cần quản việc nhà cho tốt là xong. Hà Duyên Cường nhìn thoáng qua Mâu Quang Chi, trong ánh mắt có vài phần cầu mong giúp đỡ. Mâu Quang Chi giống như lại không thấy được ánh mắt của Hà Duyên Cường, hắn vẫn nhìn vào ly trà thơm bốc hơi nghi ngút trước mặt. Đồ Thăng Khuê lúc này lại cố gắng ra lực vì ông chủ của mình, thế nhưng hắn biết mình căn bản là không đủ độ nặng, nói đôi khi không bằng không nói. Khi hắn đang cực kỳ do dự thì Trừ Ngôn Huy chợt buồn bực nói. Sao vậy, có gì cứ nói ra. Hà Duyên Cường dùng ánh mắt do dự nhìn Trừ Ngôn Huy, sau đó dùng giọng có chút bức bối nói. Giám đốc Trừ, đã được quyết định rồi. Đoạn Văn Đống là người chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Trừ Ngôn Huy đang gắp một miếng thịt cá đưa lên miệng, chiếc đũa chợt dừng lại giữa không trung, sau đó hắn đặt miếng cá trắng nõn xuống cái chén trước mặt. Chiếc đũa lại nhanh chóng xới từ trong miếng thịt cá ra một cái xương nhỏ, sau đó mới được đưa lên miệng thưởng thức. Bầu không khí trong phòng cực kỳ đè nén, Mơ Quang Chi và Hà Duyên Cường đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều thành thật ngồi yên trên vị trí của mình, cả
cả hai đưa mắt nhìn Chử Ngôn Huy ăn cá. Sau khi nuốt miếng cá thơm ngon vào bụng, gương mặt Chử Ngôn Huy có vài phần hưởng thụ. Hắn kẹp một miếng cá tiếp theo, nhưng lúc này hắn cũng không ăn, chỉ đặt lên chén rồi dừng lại. Anh Hà, thịt cá có ngon không? Lời nói của Chử Ngôn Huy làm cho Hà Duyên Cường chợt sững sờ, sau đó hắn nhanh chóng lên tiếng. Ngon, rất ngon. Ăn thịt có xương thì phải làm sao? Chử Ngôn Huy khẽ đặt đũa xuống rồi nở nụ cười nhàn nhạt nói. Có xương thì nhổ ra. Hà Duyên Cường chợt hiểu vấn đề, hắn nhanh chóng trả lời. Nói cho cùng thì có xương phải nhổ ra. Chử Ngôn Huy cầm lấy khăn trắng lau miệng rồi cười nói. Ai đặt xương vào trong cá của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không khách khí với bọn họ. Anh không phải chỉ tạm rời khỏi chức vụ tham gia học tập sao? Cứ đi đi, những chuyện còn lại anh không cần quan tâm. Giọng nói bình thản làm cho cả con người của Chử Ngôn Huy giống như càng thêm ôn hòa nhã nhặn, nhưng bên trong giọng nói như vậy lại có vài phần lạnh lùng, điều này làm cho đám người Hà Duyên Cường cảm thấy cực kỳ âm trầm. Nhưng cảm giác kinh sợ chỉ qua trong chốc lát, Hà Duyên Cường chợt cảm thấy kích động. Hắn căn bản tràn đầy niềm tin vào vị giám đốc Chử trẻ tuổi này, hắn tin tưởng chỉ cần giám đốc Chử ra tay, khoảng thời gian tốt lành của Đoạn Văn Đống sẽ không có nhiều. Giám đốc Chử, tốt nhất là ném cho Đoạn Văn Đống một vị trí chuyên viên nghiên cứu, như vậy sẽ đỡ vướng tay vướng chân. Hà Duyên Cường do dự giây lát, sau đó dùng giọng đề nghị nói với Chử Ngôn Huy. Chử Ngôn Huy cười cười không mở miệng, Mơ Quang Chi ở bên cạnh xem như hiểu rõ, hắn cười nói với Hà Duyên Cường. Anh Hà, anh bây giờ giang hồ càng lâu thì gan càng nhỏ, giám đốc Chử cần phải quan tâm đến một người nho nhỏ như Đoạn Văn Đống sao? Hà Duyên Cường có thể đi đến vị trí hiện tại tất nhiên có đầy đủ trí tuệ, hắn sở dĩ không nghĩ đến phương diện kia, căn bản là vì hắn không dám nghĩ về phương diện kia. Lúc này thông qua một câu nhắc nhở của Mâu Quang Chi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hà Duyên Cường cảm thấy lo lắng về ý nghĩ của mình, đồng thời cũng thấy rất hưng phấn. Người kia làm cho vài ngày qua hắn chịu nhiều khổ sở, chính mình sở dĩ không dám động vào đối phương, chẳng qua vì vị trí của đối phương căn bản không phải là tồn tại mà mình dám sờ vào. Thế nhưng bây giờ giám đốc Chử ra tay thì tất nhiên sẽ không còn giống như vậy. Giám đốc Chử, tôi mời ngài một ly. Hà Duyên Cường cầm lấy ly rượu cung kính nói với Chử Ngôn Huy. Chử Ngôn Huy cười cười không lên tiếng, thế nhưng nụ cười trên mặt lại biểu hiện rõ ràng tâm lý của mình. Hắn cầm ly rượu lên cùng với Hà Duyên Cường, sau đó thản nhiên nói. Duyên Cường, anh là cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng nhiều năm, tôi tin tưởng anh có lực khống chế của mình. Giám đốc Chử, anh cứ yên tâm, điều này tôi tin tưởng mình sẽ làm được. Hà Duyên Cường nâng ly rượu lên dùng giọng hưng phấn nói. Khi ánh nắng thêm nồng đậm thì thời tiết của thành phố Đông Hồng càng thêm nóng bức, tuy còn chưa đến mùa phải dùng điều hòa. Thế nhưng đại đa số mọi người đã bắt đầu mặc áo mỏng. Vương Tử Quân mặc áo đơn trắng nõn ngồi trong phòng làm việc của mình xem xét văn kiện. Bí thư Vương, đây là báo chí hôm nay. Du Giang Vĩ vừa cung kính đặt tờ báo lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, ánh mắt không khỏi quan sát phản ứng của Bí thư Vương. Khoảng thời gian này hắn là thư ký cho lãnh đạo, khả năng nhìn mặt nói chuyện càng thêm mạnh mẽ. Du Giang Vĩ càng thêm kính nể một vị lãnh đạo như Bí thư Vương. Mới đến 2 tháng nhưng trên cơ bản đã hoạt động vùng vẫy cực kỳ có thế lực trên địa bàn ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Chưa nói đến những thứ khác, thái độ của tất cả các đơn vị cấp dưới đã càng thêm cung kính, càng tỏ ra nhiệt tình với cán bộ của ủy ban tư pháp tỉnh ủy. 2 ngày trước Du Giang Vĩ gặp mặt phó chủ nhiệm văn phòng duy trì trật tự trị an ủy ban tư pháp tỉnh là Đồng Gia Tài, hắn bị vị lãnh đạo sắp về hưu này kéo đến nói chuyện vui vẻ. Ý nghĩa quan trọng nhất của nó chính là lần này bọn họ đi đến kiểm tra chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống công an kiểm sát tư pháp tòa án theo đúng thông lệ, lễ ngộ nhận được đã cao hơn rất nhiều. Trước kia phần lớn là lãnh đạo thứ 2 trong đơn vị tham gia tiếp đãi, nhưng bây giờ 4 vị lãnh đạo đứng đầu đơn vị đều xuất hiện, bày ra tư thái rất long trọng. Tuy Đồng Gia Tài nói ra những lời như vậy là có tâm tư nịnh nọt Bí thư Vương, thế nhưng Du Giang Vĩ biết rõ lời nói của đối phương có 8 phần là thật. Khi Bí thư Vương cho ra những biểu hiện chói sáng, trong mắt nhiều người thì địa vị của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy càng thêm nặng nề cao vời. Khi Du Giang Vĩ đặt ly trà xuống trước mặt Vương Tử Quân, hắn thấy Bí thư Vương đang đọc báo với vẻ mặt âm trầm. Gần đây Du Giang Vĩ căn bản đã hiểu được vài phần về tính tình của lãnh đạo, hắn biết rõ bình thường lãnh đạo sẽ không bao giờ nổi giận,
thế nhưng bây giờ lãnh đạo lại có biểu hiện rõ ràng như vậy. Là chuyện gì, có chuyện gì làm cho Bí thư Vương nổi giận như thế? Tuy dù Giang Vĩ tỏ ra hoài nghi nhưng hắn cũng không dám nhìn thêm, dù sao thì không ai thích một vị thư ký có ánh mắt do thám như vậy. Giang Vĩ, cậu đến đọc cái này một chút. Vương Tử Quân nói rồi đưa tờ báo sang cho Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ nhìn, thấy tiêu đề của bài báo chính là Bí thư Tỉnh ủy Diệp Thừa Dân đi đến thành phố Ngân Bằng kiểm tra thị sát. Chỉ sau nháy mắt hắn chợt hiểu điều làm cho Bí thư Vương mất hứng không phải là sự kiện này, thế là nhanh chóng rời mắt xuống bên dưới. Tin tức tiếp theo chính là Chủ tịch Trừ quan tâm đến nông nghiệp, rõ ràng cũng không phải. Lúc này Du Giang Vĩ thấy hai bản tin không liên quan, hắn có chút căng thẳng. Hắn nhìn qua vài lượt, chợt thở dài một hơi. Du Giang Vĩ đã tìm được, đó chính là một vị trí như miếng đậu hũ trên tờ báo, là những tin tức trong ngày. Bên trong có ghi thông tin một công nhân đưa con gái một tuổi của mình đi ra đường chơi, không ngờ bị người ta cướp mất con giữa ban ngày ban mặt. Lúc này người mẹ rất đau thương, đã mấy lần muốn tự sát, trước mắt công an đang lập chuyên án điều tra. Đây chỉ là một bài đưa tin về những hoạt động trái pháp luật. Không phải là Bí thư Vương mất hứng vì tin tức này đấy chứ. Du Giang Vĩ thầm suy đoán về tâm tư của Bí thư Vương, hắn há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Anh gọi điện thoại cho Cục Công an tỉnh, yêu cầu bọn họ nhanh chóng phá án, cần phải đưa phần tử phạm tội ra công lý. Vương Tử Quân vừa phân phó vừa xem xét một tờ báo khác. Du Giang Vĩ căn bản không dám chậm trễ, hắn cầm tờ báo rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân để gọi điện thoại. Nhưng hắn còn chưa đi ra khỏi phòng, chợt thấy vẻ mặt Bí thư Vương tiếp tục trở nên âm trầm. Tờ báo buổi sáng của thành phố Đông Hồng cũng có đưa tin một vụ việc phạm pháp, là một vụ án cầm dao cướp bóc. Sau khi người mất của tiến hành báo án, 10 phút sau công an mới đến. Nếu so với bản tin vừa rồi, bài viết này càng thêm sắc bén, nó không những tiến hành phê bình đám công an đến quá chậm, hơn nữa còn nghiêm khắc nói rõ bây giờ những vụ án liên tục xảy ra ở thành phố Đông Hồng. Làm cho nhân dân cảm thấy mất an toàn, nhiều người dân thành phố buổi tối không dám đi ra ngoài đường. Lại là thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân đọc qua các tờ báo, trên cơ bản chỉ cần là báo chí địa phương thì có đưa tin về vụ án có liên quan đến thành phố Đông Hồng. Tuy những vụ án này không lớn, thế nhưng kết hợp lại cùng một chỗ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, tuy những bài viết kia giống như không liên quan, thế nhưng hắn cảm nhận được hương vị của một âm mưu. Trước kia tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng thật sự rất loạn, thế nhưng báo chí ít đưa tin, bây giờ lại có nhiều báo đưa tin về thành phố Đông Hồng. Cục Công an thành phố Đông Hồng chính là đơn vị phải phụ trách khi có những nhân tố không ổn định phát sinh. Người cần được truy cứu trách nhiệm đầu tiên chính là vị phó cục trưởng thường vụ Đoạn Văn Đống đang chủ trì công tác Cục Công an thành phố Đông Hồng. Đoạn Văn Đống là người được ai đề cử để tiến tới đá đít Hà Duyên Cường. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến những vấn đề này, thế là đầu óc càng hoạt động mạnh mẽ. Xem ra đây là nguy cơ đầu tiên của mình sau khi đến công tác ở tỉnh Nam Giang. Sau khi suy tư giây lát thì Vương Tử Quân thầm cho ra kết luận như vậy. Sau khi cho ra kết luận, hắn cũng không căng thẳng, không sợ hãi, lại sinh ra chút hưng phấn. Trong đầu Vương Tử Quân đang hiện ra những lời mà trước đó Diệp Thừa Dân đã mở miệng nói. Diệp Thừa Dân có loáng thoáng nhắc đến tin tức tỉnh Nam Giang có tồn tại những nhân tố không ổn định, nhưng rốt cuộc là ai thúc đẩy những thứ này thì Diệp Thừa Dân không mở miệng nói ra. Vương Tử Quân cảm thấy với vị trí hiện tại của Diệp Thừa Dân, căn bản không cần che giấu với mình, bây giờ đối phương không lên tiếng, rất có thể là vì Diệp Thừa Dân căn bản cũng không biết những người đó là ai. Xuất hiện dù sao cũng tốt hơn so với núp trong bóng tối, Vương Tử Quân gõ mạnh lên bàn rồi lại ngồi sau bàn làm việc của mình. Một tờ giấy chắn đã bị bôi đen chỉ sau một lúc, những đường mực kia răng ra khắp nơi, cuối cùng không còn một vị trí nào có màu trắng. Nếu chỉ dựa vào Đoạn Văn Đống thì căn bản là không thực tế, dù sao thì Hà Duyên Cường cũng là người công tác lâu năm trong Cục Công an thành phố Đông Hồng, nếu muốn rút toàn bộ người của Hà Duyên Cường ra khỏi đơn vị trong thời gian ngắn là không thể. Cần phải có một phương pháp khác, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn cầm điện thoại lên. Điện thoại nhanh chóng được nối thông. Bên kia vang lên tiếng cười vang dội. Cậu Tử Quân, cậu gọi điện thoại cho tôi, có phải có việc gì không? Vương Tử Quân hàn huyên vài câu với người kia trong điện thoại, sau đó cười nói. Anh, chỗ này của em có chút chuyện, hy vọng anh giúp đỡ một chút. Đoạn Văn Đống cảm thấy miệng mình mỏi nhừ,
cảm giác hưng phấn kích động khi chủ trì công tác đã biến mất không còn. Hắn nhìn những bản tin trên báo, căn bản sinh ra cảm giác muốn nổi điên. Lúc này mới hơn 10 ngày nhưng lại sinh ra vài chục vụ giết người, tuy những vụ này có lớn có nhỏ, thế nhưng báo chí đưa tin thì đổ sự việc lên đầu sóng ngọn gió. Chỉ sau một lát đã có 4-5 vị lãnh đạo thành phố gọi điện thoại đến, tỏ ra rất bất mãn với công tác của Cục Công an thành phố. Mặc dù lời nói của lãnh đạo rất ẩn giấu, thế nhưng căn bản cũng biểu hiện rõ cảm giác bất mãn của mình, điều này làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn là người nhiều năm công tác trong lực lượng công an, hắn dù biết vấn đề ở đâu thế nhưng vô tình không có đủ thời gian giải quyết. Chương 1113, một tôm cá náo loạn trong hồ. Đoạn Văn Đống bây giờ tuy là người chủ trì công tác thế nhưng theo chân hắn cũng chỉ là những người năm xưa thất bại dưới chân Hà Duyên Cường. Vài vị phó cục trưởng, còn có cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, đội tuần tra, tất cả đều là người của Hà Duyên Cường. Tuy bọn họ biểu hiện vâng lời của Đoạn Văn Đống, thế nhưng thực tế thì đám người này bằng mặt không bằng lòng, đi ngược lại. Tuy Đoạn Văn Đống biết rõ ràng những vấn đề này, thế nhưng hắn không có biện pháp nào khác. Hắn chỉ là một vị phó cục trưởng chủ trì công tác, căn bản không có quyền lợi điều chỉnh cán bộ. Dù hắn là người có quyền điều chỉnh, còn có vài vị phó cục trưởng khác tiến hành ngáng chân, hắn căn bản khó thể nào làm nên chuyện. Cục trưởng, ngài tìm tôi sao? Khi Đoạn Văn Đống đang nổi giận thì tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông hơn 40 tuổi đi đến. Tuy người đàn ông này tỏ ra cực kỳ cung kính thế nhưng ánh mắt không ổn định, biểu hiện không thèm quan tâm đến Đoạn Văn Đống. Tuy trong lòng đầy tức giận với người đàn ông kia, thế nhưng Đoạn Văn Đống vẫn cố gắng áp chế cảm giác tức giận nói. Anh Cừu, mời anh ngồi. Người được Đoạn Văn Đống gọi là anh Cừu tùy ý ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sau đó lấy ra một gói thuốc nói. Cục trưởng Đoạn, đây là thuốc con trai tôi gửi từ Mỹ về, tôi hút cảm thấy có hương vị, bây giờ mời ngài nếm thử, để xem thuốc của Mỹ tốt hơn hay là của mình tốt hơn. Đoạn Văn Đống căn bản không thích những lời nói khoe khoang của anh Cừu, thế nhưng hắn vẫn nhận lấy thuốc nói. Anh Cừu, tôi lần này gọi anh đến, anh có biết vì sao không? Anh Cừu lấy bật lửa châm thuốc, sau đó cười nói. Cục trưởng, tôi nếu biết thì chẳng phải đã là Gia Cát Lượng sao? Ngài nói đi, là việc gì? Tôi căn bản không biết. Đoạn Văn Đống nhìn bộ mặt tươi cười của anh Cừu, thế là cười ha hả, sau đó trong lòng càng thêm tức giận. Hắn ném văn kiện lên trên bàn rồi nói. Bí thư Đậu rất bất mãn với công tác của Cục Công an chúng ta, anh xem những thứ này đi, tuy đó chỉ là văn kiện yêu cầu Cục Công an chúng ta công tác nghiêm khắc, thế nhưng lại không khác nào đánh thẳng vào mặt đơn vị chúng ta. 10 ngày qua liên tục xảy ra chục vụ án mạng, đội cảnh sát hình sự các anh công tác thế nào vậy? Vì sao lại không phá được bất kỳ vụ án nào? Anh Cừu cũng không sợ hãi với tình huống Đoạn Văn Đống nổi nóng. Hắn tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói. Cục trưởng Đoạn, lãnh đạo thị ủy không hiểu về cảnh sát chúng ta, ngài là cán bộ lão thành của Cục Công an, chẳng lẽ ngài còn không hiểu sao? Lãnh đạo thị ủy tỏ ra sốt ruột vì những vụ án này, chẳng lẽ người của chúng ta không lo sốt phó lên sao? 10 ngày qua vì những vụ án này mà người của đội cảnh sát hình sự đã liên tục bận rộn, ngài có biết không có nhiều anh em vì phá án hơn 10 ngày mà căn bản còn chưa về nhà? Còn có 4-5 đồng chí trẻ tuổi vì phá án mà nhận lời cảnh cáo chia tay của người yêu. Cục trưởng Đoạn, phá án cũng không phải là lừa lọc, không phải nghĩ xong là xong ngay, các anh em phá án không được cũng rất tức giận, đó là bọn họ căn bản đang bế tắc, phải làm sao bây giờ? Cũng là vì phần tử phạm pháp quá xảo quyệt, chúng tôi căn bản không thể nào tìm ra những căn cứ và manh mối chính xác nào. Nếu nói về phương diện từ chối trách nhiệm thì đội trưởng Cừu của đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố Đông Hồng là cao thủ, hắn có thể nói ra hàng đống lớn lý do, mà những lý do này căn bản đều cực kỳ có lý. Nhưng Đoạn Văn Đống là người công tác lâu năm trong hệ thống công an, hắn nào không biết rõ ý nghĩa lời nói của đối phương. Đoạn Văn Đống nhìn thấy bộ dạng dõng dạc nói những lời vô liêm sỉ của anh Cừu, hắn vỗ mạnh lên bàn nói. Đội trưởng Cừu, ý của anh là người của mình đã cố gắng. Thế nhưng không phá được vụ án nào không phải là cái sai của mình, có phải không? Cục trưởng Đoạn, vậy anh nói tôi làm sao bây giờ? Tôi khổ sở công tác nhưng không thể nào làm ra thành tích thì làm sao bây giờ? Nếu không thì anh cách chức điện thoại đội cảnh sát hình sự của tôi, thế nhưng tôi cũng không thể không nhắc nhở anh, cũng không nên xem máu đỏ của anh em chúng tôi đổ ra khi công tác là vật trang trí được.
Anh nói gì? Lời nói không chút kiêng nể của điện thoại Cừu làm cho vẻ mặt Đoạn Văn Đống càng thêm khó coi, hắn nhìn đội trưởng Cừu, vẻ mặt càng thâm âm trầm. Tôi nói gì cục trưởng Đoạn không nghe rõ ràng sao? Nếu như vậy thì ngài nên đi gặp bác sĩ. Tôi nói cho ngài biết, đội cảnh sát hình sự chúng tôi đã cố gắng công tác, nếu ngài không hài lòng thì cứ cách chức của tôi. Anh Cừu nói rồi cũng không lên tiếng cáo từ, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Đoạn Văn Đống. Anh Cừu là tâm phúc của Hà Duyên Cường, nếu không sẽ căn bản không thể nào ngồi lên vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hắn sở dĩ dám nói những lời như vậy, đó là vì mình căn bản không dám cách chức đối phương. Đoạn Văn Đống ngồi lên ghế salon mà cảm thấy mất hết sức lực, lửa giận trong lòng dần tan biến. Hắn đã tỉnh táo trở lại, bắt đầu xem xét tình thế vào hiện tại. Hắn tin tưởng mình có thủ đoạn để thu thập cục diện của Cục Công an vào lúc này, thế nhưng hắn cần phải có thời gian. Lúc này những người kia căn bản không cho hắn một thời gian dễ thở như vậy. Làm sao bây giờ, nếu đám người trong tay mình được đưa đi làm nhiệm vụ, căn bản không đỡ được quá nhiều việc. Vài ngày trước còn có người thiên hướng dựa về phía mình, bây giờ giống như cảm ứng được điều gì đó, bọn họ đều rút đầu vào mai rùa. Thành phố Đông Hồng là tỉnh lỵ của Nam Giang, nếu giai đoạn này xuất hiện vấn đề thì nhất định sẽ làm cho lãnh đạo tỉnh chú ý. Nếu có lãnh đạo nắm lấy sự việc này, chỉ sợ mình căn bản khó thể nào tiếp tục chủ trì công tác. Thật sự không cam lòng. Đoạn Văn Đống vốn có tâm tư tiến lên làm tốt công tác trong Cục Công an, bây giờ trong lòng có vài phần chán nản. Hắn biết mình không phải là chiến đấu với một người, rõ ràng là chiến đấu với một đoàn thể cực kỳ hung ác. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Đoạn Văn Đống nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó hắn nghe máy. Hắn vừa mới alo một tiếng, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên âm thanh nghiêm túc. Cục trưởng Đoạn, tôi là Mâu Quang Chi. Chào Cục trưởng Mâu. Mặc dù biết Mâu Quang Chi gọi điện thoại đến không có gì là tốt, thế nhưng vì đối phương là lãnh đạo thượng cấp, thế cho nên Đoạn Văn Đống vẫn bảo trì sự tôn trọng xứng đáng. Mâu Quang Chi dùng giọng lạnh lùng nói. Cục trưởng Đoạn, Cục Công an thành phố Đông Hồng xảy ra vấn đề gì vậy? Vì sao những ngày qua liên tục xảy ra nhiều vụ án như thế? Các anh không bắt được phần tử gây án, như vậy thì dù là dư luận xã hội hay là lãnh đạo đều cảm thấy hoài nghi với năng lực của đơn vị chúng ta. Thậm chí còn có phóng viên của Nhật Báo tỉnh muốn đến phỏng vấn Cục trưởng Trân. Chương 1113, hai tôm cá náo loạn trong hồ. Mâu Quang Chi nói đến đây thì dùng giọng nghiêm túc nói. Anh Đoạn, anh vừa chủ trì công tác, chỗ khó trong đó tôi hiểu rõ ràng. Thế nhưng đây là giai đoạn đặc biệt. Anh là phó cục trưởng thường vụ phải chủ trì thật tốt công tác của đơn vị. Đáng lý ra cục trưởng Trân sẽ tự mình gọi điện thoại đến cho anh, thế nhưng vừa rồi có một vài lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân tỉnh đến, anh ấy không thể không tiếp đãi. Tôi nói cho anh biết, cũng vì chuyện của Cục Công an thành phố Đông Hồng mà cục trưởng Trân phải làm kiểm điểm với các vị lãnh đạo này. Đoạn Văn Đống nghe những lời phê bình của Mâu Quang Chi mà có chút run rẩy. Hắn biết rõ Mâu Quang Chi có quan hệ thân thiết với Hà Duyên Cường. Thế nhưng dưới tình huống này thì hắn thật sự giống như ăn quả đắng, căn bản là có khổ mà không nói nên lời. Cục trưởng Mâu, Cục Công an thành phố Đông Hồng nhất định sẽ nghiêm khắc chấp hành chỉ thị của Cục Công an tỉnh, sẽ tăng số lượng cảnh sát, sẽ đảm bảo trật tự trị an của thành phố Đông Hồng. Đoạn Văn Đống cố gắng áp chế cảm giác phẫn nộ trong lòng, sau đó khẽ nói với Mâu Quang Chi. Tâm tình của Mâu Quang Chi ở đầu dây bên kia giống như tốt đẹp hơn vì những lời đảm bảo của Đoạn Văn Đống. Chợt thấy giọng nói của hắn trở nên ôn hòa hơn. Cục trưởng Văn Đống, tôi cũng là cán bộ từ cơ sở đi lên, tôi biết rõ công tác ở cơ sở khó khăn thế nào. Nhưng dù khó khăn ra sao thì anh phải làm tốt công tác chủ trì đại cục, anh nói xem có đúng không? Mặc dù là người mở miệng hỏi nhưng Mâu Quang Chi căn bản không chờ Đoạn Văn Đống trả lời, hắn nói tiếp. Cục trưởng Văn Đống, tình huống bây giờ rõ ràng là khảo nghiệm sức chiến đấu của anh và Cục Công an thành phố. Cục Công an tỉnh tin tưởng anh nhất định sẽ làm tốt công tác đoàn kết đồng chí của mình, sẽ cống hiến hết mình cho quần chúng an cư lạc nghiệp. Đoàn kết đồng chí của mình, Mâu Quang Chi nói thì thoải mái thế nhưng Đoạn Văn Đống dù sao cũng chỉ là hạ cấp, chỉ có thể nghe mà không dám nói gì hơn. Sau khi chào Mâu Quang Chi thì Đoạn Văn Đống cúp điện thoại, hắn dùng tay ấn vào thái dương, lúc này cảm thấy đầu óc mình rối loạn. Tút tút tút, lúc này điện thoại giống như không biết được tâm tư của chủ nhân. Khi Đoạn Văn Đống cảm thấy không muốn thì tiếng chuông tiếp tục vang lên. Đây là một dãy số lạ, nhưng nhìn vào số điện thoại,
Đoạn Văn Đống biết rõ chính mình không thể không nghe máy. Chào ngài, tôi là Đoạn Văn Đống. Sau khi nghe máy thì Đoạn Văn Đống cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng rồi dùng giọng nhỏ nhẹ nói. Chào Cục trưởng Đoạn, tôi là Du Giang Vĩ của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, Bí thư Vương muốn trò chuyện với ngài. Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ đầu dây bên kia. Du Giang Vĩ là thư ký của Bí thư Vương Tử Quân. Từ sau khi Vương Tử Quân đẩy Đoạn Văn Đống lên làm người chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, hắn luôn lưu tâm đặc biệt đến Bí thư Vương. Du Giang Vĩ là thư ký của Bí thư Vương, tất nhiên là đối tượng được hắn quan tâm đặc biệt. Lúc này đầu dây bên kia căn bản không tiếp tục có âm thanh nào, thế nhưng trái tim của Đoạn Văn Đống lại đập lên rất mạnh. Lúc này Bí thư Vương gọi điện thoại cho mình vì cái gì? Không phải là Bí thư Vương đang chuẩn bị phê bình mình sao? Đoạn Văn Đống biết rõ người chèo chống cho mình bây giờ là Bí thư Vương, nếu như không có sự giúp đỡ của Bí thư Vương, biết đâu sau này hắn căn bản không thể nào tiếp tục chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Khi Đoạn Văn Đống cảm thấy lo lắng không yên thì bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh ôn hòa. Cục trưởng Văn Đống, bây giờ anh đang rất bận rộn có phải không? Bí thư Vương, tôi đã phụ lòng kỳ vọng của ngài, lúc này tình hình của thành phố Đông Hồng khá rối, có liên quan đến việc tôi công tác bất lực, mong lãnh đạo phê bình. Đoạn Văn Đống nghe giọng nói quan tâm của Vương Tử Quân thì cảm thấy tim mình nóng lên, hắn vội vàng mở lời kiểm điểm. Chuyện công tác thì anh cứ cố gắng giải quyết, anh có thể báo cáo với Cục Công an tỉnh và Ủy ban Tư pháp thị ủy, tôi tin tưởng với năng lực của anh thì nhất định sẽ giải quyết được vấn đề, sẽ duy trì sự ổn định đại cục của thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân nói lời tràn đầy cổ vũ, thế nhưng những lời nói cổ vũ này rơi vào trong tai lại làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy rất áy náy. Chính mình công tác bất lực, thế nhưng Bí thư Vương bên kia căn bản không tạo nên áp lực. Hơn nữa Bí thư Vương cũng mới nhận chức Bí thư Ủy ban Tư pháp chưa lâu, nếu bị người ta chụp mũ thì căn bản là ảnh hưởng của nó cũng không nhỏ. Bí thư Vương, tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ tranh thủ hốt một mẻ những phần tử phạm tội. Mặc dù là nói như vậy nhưng thật lòng thì Đoạn Văn Đống vẫn cảm thấy có rất nhiều lo lắng. Vương Tử Quân có thể nghe được lời nói của Đoạn Văn Đống không đủ tự tin, thế là hắn cũng không tiếp tục chủ đề này mà thay đổi câu chuyện. Cục trưởng Văn Đống, Bí thư Triệu của tỉnh Tây Lĩnh có gọi điện thoại đến, nói bọn họ phát hiện một manh mối buôn người, đang tiến hành điều tra xử lý. Theo như những manh mối mà bọn họ nắm giữ, đây là nhóm tội phạm liên tỉnh, cần hai tỉnh liên hợp phá án. Vì tiến thêm một bước đả kích tội phạm, tôi hy vọng Cục Công an thành phố Đông Hồng phối hợp công tác với tổ chuyên án của Công an tỉnh Tây Lĩnh, phải hốt gọn một mẻ đám phần tử tội phạm kia. Tuy có sự cách biệt về vị trí với Bí thư Vương, thế nhưng lúc này Bí thư Vương nói hai bên hợp tác phá án, tất nhiên không phải chẳng có mục đích gì. Nhưng lúc này Đoạn Văn Đống căn bản không thể hiểu rõ Bí thư Vương có ý nghĩ là gì. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Đoạn Văn Đống càng nghĩ về lời nói của Bí thư Vương. Sau khi do dự một lát thì hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho một chiến hữu của mình ở tỉnh Tây Lĩnh, xem đối phương có biết chuyện này không. Nhưng đáng tiếc là Đoạn Văn Đống gọi điện thoại nhưng không thể nối thông, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Khi Đoạn Văn Đống chuẩn bị đi nghiên cứu xem làm sao để điều chỉnh công tác của đội cảnh sát hình sự bên kia, điện thoại chợt vang lên. 10 phút sau khi tiếp điện thoại thì hắn đi đến một khách sạn bình thường. Một bóng người quen thuộc trong khách sạn tiến ra ôm chặt lấy Đoạn Văn Đống rồi nói. Anh Đoạn, gần đây nhìn anh có vẻ già ra. Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt mà không khỏi tỏ ra cực kỳ vui mừng, hắn bắt chặt tay đối phương nói. Anh Trình, vừa rồi tôi vừa gọi điện thoại cho anh, không ngờ anh lại đến đây. Ha ha ha, anh Đoạn, tôi đưa đến cho anh một tin vui, vì đảm bảo hốt gọn một mẻ đám tội phạm chuyên buôn bán trẻ gái. Chúng tôi đã triệu tập 3 đại đội của Cục Công an thành phố tỉnh thành Tây Lĩnh đến đây. Trước khi đến thì lãnh đạo có nói, để cho chúng tôi thương lượng với anh, chú trọng ý kiến của anh. Đoạn Văn Đống nhìn nụ cười trên mặt người bạn mình, hắn chợt cảm thấy không còn quá nhiều lo lắng, càng thêm cảm kích với những sắp xếp của Bí thư Vương. Chương 1114, một bình địa dậy sóng. Siêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy, hắn là nhân vật số 3 trong tỉnh. Có thể nói là người quyền cao chức trọng. Hắn là một vị phó bí thư nắm công tác tổ chức, có không biết bao nhiêu người đang cố gắng tiếp cận. Trong mắt người ngoài thì Diêu Trung Tắc căn bản không có yêu thích gì, chỉ cần để lộ ra gương mặt nổi giận cũng đủ làm cho nhiều cán bộ phải sợ hãi không thôi.
Diêu Trung Tắc thật sự không có quá nhiều sở thích, đi đến quán trà uống vài ly chính là một trong số ít sở thích của hắn. Nhưng có rất ít người hợp ý với hắn, vì hắn không thích uống trà và bị người ta quấy rầy. Nhưng tất cả cũng không phải là tuyệt đối, vì hôm nay khi Diêu Trung Tắc uống trà, có một người đi vào trong phòng, hắn mỉm cười ngồi xuống đối diện với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc cũng không nổi giận với người đột nhiên xuất hiện, ngược lại còn cười tủm tỉm nói. Ngôn Huy, cậu ngồi bên này, một bình trà Long Tỉnh tôi uống không hết, chúng ta vừa vặn cùng nhau cộng hưởng. Khi Diêu Trung Tắc cầm lấy ấm trà thì Trừ Ngôn Huy đã tiến lên nhận lấy vào trong tay rồi nói. Chú Diêu, tuy nghệ thuật uống trà của cháu kém xa với chú, thế nhưng cũng không thể để cho ngài tự mình châm trà được. Ngôn Huy ơi là Ngôn Huy, cậu thì cái gì cũng tốt chỉ là quá khách khí, chúng ta cũng không phải là người ngoài, cậu khách khí làm gì chứ? Tuy trong miệng thì Diêu Trung Tắc nói Trừ Ngôn Huy khách khí, thế nhưng nụ cười trên mặt lại biểu hiện mình rất thỏa mãn. Trừ Ngôn Huy tiêu sái rót hai ly trà đầy, sau đó mới cười nói. Ở tỉnh Nam Giang chúng ta nếu nói có chỗ nào uống được trà ngon thì theo cháu thấy chỉ có chỗ của chú Diêu mà thôi, những nơi khác dù cũng có trà ngon thế nhưng không có được ý cảnh như chỗ này. Được rồi, tiểu tử cậu cũng đừng rót mật vào miệng tôi thích uống trà chủ yếu là vì nghĩ đến nhiều chuyện, cũng không đến mức thâm sâu khó lường như cậu nói. Diêu Trung Tắc uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Trước mặt Diêu Trung Tắc thì Trừ Ngôn Huy có vẻ rất cởi mở, hắn cười nói. Chú Diêu, ngài thấy mặt tốt của cháu là gì? Tôi cũng thật sự không hiểu rõ cho lắm. Diêu Trung Tắc căn bản liên hệ với Trừ Ngôn Huy khá nhiều lần, cũng căn bản chưa từng coi thường người đàn ông trẻ tuổi này. Mặt tốt lớn nhất của cháu chính là nói thật. Trừ Ngôn Huy nói rồi lại rót đầy ly trà cho Diêu Trung Tắc, lại nói. Chú Diêu, cháu nghe nói Minh Minh đang làm ăn lớn với công ty nước ngoài, cháu thấy cậu ấy làm như vậy là không được, như vậy thì chỉ sau vài năm nữa chẳng phải những người làm anh như cháu sẽ căn bản không theo kịp sao. Diêu Trung Tắc không nói gì thêm, nụ cười trên mặt tuy vẫn còn rạng rỡ nhưng đã phai nhạt đi rất nhiều. Chú Diêu, có một số chuyện vốn cháu không nên nói với chú, nhưng nếu không nói với chú thì cháu lại cảm thấy không thoải mái. Lúc này ngay cả cháu đôi khi cũng không dám bước chân ra đường, trật tự trị an vào lúc hiện tại thật sự làm cho người ta phải lo lắng. Trừ Ngôn Huy nói đến đây thì dừng lại một chút. Tôi có một người bạn, ngày hôm qua anh ấy lái xe ra ngoài, còn chưa biết có chuyện gì xảy ra đã bị người ta ném một cục đá lớn lên xe. Nếu như anh ấy không chạy nhanh, chỉ sợ một viên đá như vậy sẽ nện lên đầu. Ánh mắt Diêu Trung Tắc chợt lóe lên, sau đó hắn trầm giọng nói. Tình hình trị an của thành phố Đông Hồng đã đến tình trạng này, không biết cục công an thành phố Đông Hồng đang làm trò chống gì. Trừ Ngôn Huy cũng không trả lời vấn đề của Diêu Trung Tắc, hắn cười nói. Chú Diêu, nhìn theo góc độ toàn tỉnh thì khối tư pháp cũng nằm trong phạm vi phân công quản lý của ngài. Diêu Trung Tắc nhìn nụ cười trên mặt Trừ Ngôn Huy, hắn gật đầu chậm rãi. Sau đó Trừ Ngôn Huy cũng không nói đến những chuyện gì khác, chỉ chậm rãi uống trà nói chuyện với Diêu Trung Tắc, hồn nhiên giống như không nhớ đến nội dung lời nói vừa rồi. Nửa giờ sau Trừ Ngôn Huy bước đi nhưng Diêu Trung Tắc cũng không nhanh chóng bỏ đi như dĩ vãng. Hắn đổ bình trà cũ đi, tự pha cho mình một ấm mới, lẳng lặng uống trà, tâm tư biến đổi. Có vài người thật sự lên mặt quá đáng. Diêu Trung Tắc nhìn bầu trời chậm rãi ảm đạm, hắn thản nhiên nói. Lúc này hắn giống như là lầm bầm một câu, cũng giống như đang nói cho một người nào đó nghe. Bí thư Diêu, thư ký trưởng Đào gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Thư ký khẽ đi đến rồi lên tiếng. Diêu Trung Tắc không nói gì, hắn uống xong ly trà vừa rót ra, sau đó mới nói với thư ký. Đi thôi, chúng ta cùng quay về tỉnh ủy. Diêu Trung Tắc đi ra, cũng không ngồi trên chiếc xe Audi số 3 của tỉnh ủy Nam Giang, chỉ chạy trên một chiếc xe Nissan Bluebird bình thường. Sau khi lên xe hắn lẳng lặng dựa lưng lên ghế, suy tư về trình tự kế hoạch của mình. Cướp, cướp. Một tiếng hét thê lương từ ngoài xe truyền vào bên trong, khi tiếng hét này vang lên, một tên thanh niên hơn 20 tuổi đang cầm một chiếc túi xách chạy phía trước, phía sau là một người phụ nữ hơn 30 đang đuổi theo. Lại gặp cướp. Hai mắt Diêu Trung Tắc chợt trở nên lạnh lẽo, hắn nói với lái xe. Tiểu Lý, hỗ trợ bắt tên cướp kia lại. Tiểu Lý là lái xe của Diêu Trung Tắc, tất nhiên sẽ không dám chần chờ với lời chỉ thị của lãnh đạo. Hắn dừng xe lại ven đường. Nhanh chóng tiến lên tiếp cận tên cướp.
Tên cướp đang chạy thấy Tiểu Lý chặn đường mình, hắn rút từ trong ngực ra một con dao hơn 30 phân. Thằng nào đến đây tao đâm chết. Tên cướp vừa kêu gào vừa lớn tiếng nói, những người đuổi theo phía sau thấy tên cướp rút dao ra thì có chút chần chờ, có người bắt đầu lui về phía sau. Tiểu Lý cũng có chút chần chờ, khi hắn chuẩn bị phóng về phía trước, đột nhiên một chiếc xe máy chạy như điên về phía hắn, tốc độ xe quá nhanh, hắn chỉ có thể lách người theo bản năng mới có thể tránh được. Nhưng khi Tiểu Lý lách người tránh được cú húc xe, tên cướp bên kia đã leo lên xe. Tiếng xe máy vang lên điếc tai, tên cướp đã biến mất không còn bóng dáng. Người qua đường chậm rãi giải tán, người phụ nữ mất túi sách thì đang khóc. Trong túi sách của nàng có 100 ngàn, nghe nói dùng để trả tiền viện phí cho mẹ già. Siêu Trung Tắc thấy Tiểu Lý hỗ thẹn lên xe cũng không nói gì thêm, hắn gọi điện thoại cho thư ký. Sau khi gọi điện thoại được 10 phút, chiếc xe mới chậm rãi bỏ đi. Xe của Diêu Trung Tắc lại chạy về phía tỉnh ủy, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đây là người ta sắp xếp sẵn hay là một sự việc đột nhiên xảy ra. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là một cơ hội. Nhưng nếu so sánh với những gì mà Diêu Trung Tắc gặp phải thì cùng ngày hôm đó Chủ tịch Trữ Vận Phong cũng tham gia tọa đàm với các doanh nghiệp, Chủ tịch Trữ bị một doanh nghiệp phản ánh vấn đề trật tự trị an của thành phố Đông Hồng. Gần đây nhà xưởng của hắn liên tục bị người ta đến cướp phá, một nhóm đối tượng đến lấy cắp trang thiết bị sản xuất, làm cho bọn họ tổn thất rất lớn. Chương 1114-2, Bình Địa dậy sóng. Trữ Vận Phong lúc đó mở miệng nói sẽ nhất định yêu cầu Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy tăng cường trật tự trị an, tạo ra hoàn cảnh xã hội tốt cho quần chúng và doanh nghiệp. Sau khi Trữ Vận Phong quay về văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn nhanh chóng gọi điện thoại phê bình các vị lãnh đạo tương quan của thành phố Đông Hồng. Tuy lão không dám phê bình bí thư Đậu Minh Đường, thế nhưng lại căn bản không khách khí với chủ tịch thành phố Triệu Minh Ngũ. Lão trực tiếp mở miệng nói nếu thành phố Đông Hồng căn bản không làm tốt công tác trật tự trị an, như vậy Triệu Minh Ngũ cũng đừng nên tiếp tục ở lại vị trí của mình nữa. Triệu Minh Ngũ bị phê bình mà cảm thấy choáng váng. Sau đó hắn nhanh chóng ném cơn tức lên đầu Phó Cục trưởng Thường vụ Đoạn Văn Đống chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Hắn nghiêm khắc yêu cầu Đoạn Văn Đống tiến hành đả kích thật mạnh đám tội phạm liên tục gây án trong thành phố, không những đưa nhóm người kia ra ngoài công lý, còn ép Đoạn Văn Đống phải làm kiểm điểm. Chủ tịch Triệu mở miệng chừa đường sống cho Đoạn Văn Đống, nguyên nhân cũng là vì Đoạn Văn Đống được Vương Tử Quân đề cử đi lên, nếu không thì chỉ sợ lời nói sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng dù là như vậy thì những lời này truyền đi cũng làm cho người ta cảm thấy rất vui vẻ. Giống như muốn vãn hồi thể diện của mình, Phó Cục trưởng Thường vụ Đoạn Văn Đống Cục Công an thành phố Đông Hồng quyết định tổ chức hành động chỉnh đốn trật tự trị an, tiến hành phân công hợp tác với hơn 1.000 cảnh sát trong thành phố, yêu cầu mọi người tung một mẻ lưới hốt gọn bọn tội phạm. Khi hành động được bắt đầu, Đoạn Văn Đống căn bản cho ra yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với các cán bộ tham gia. Yêu cầu bọn họ phải dùng ý thức trách nhiệm cao độ và sứ mạng của mình để tiến vào công tác, phải chứng thực thật mạnh mẽ hoạt động chính trị lần này. Khi hoạt động bắt đầu thì bầu không khí rất nhiệt liệt, không ít báo chí và truyền thông liên tục đưa tin về hoạt động này. Đội trưởng Cửu Tố Thăng là lãnh đạo đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng còn tham gia một hoạt động của đài truyền hình nói về hành động lần này của Cục Công an thành phố. Khi mọi người đang cho rằng một đợt lập lại trật tự trị an cực kỳ lớn được triển khai, đám người trước đó tỏ thái độ lại lười biếng không chịu triển khai mở rộng công tác. Tuy rất nhiều công an tham gia hoạt động nhưng căn bản là hai ngày trôi qua mà không có bất kỳ thành quả nào. Tất cả vẫn giống như trước, trật tự trị an của thành phố Đông Hồng vẫn không có chút chuyển biến, thậm chí còn có vài địa phương xuất hiện tình huống trái ngược. Dưới tình huống này Đoạn Văn Đống là người chủ trì công tác của Cục Công an thành phố tuy cũng mở miệng mắng người nhưng căn bản là không có chút hiệu quả. Liên tục có hồ sơ các vụ án mới được chất lên bàn làm việc của Đoạn Văn Đống, trong đó có ẩu đả đánh nhau, có cầm dao cướp bóc, thậm chí một nữ nhân viên đi làm về muộn còn bị người ta cưỡng gian. Lúc này báo chí và truyền thông bắt đầu dùng ngòi bút để làm vũ khí sắc bén để nói rõ Cục Công an thành phố Đông Hồng làm ăn không ra gì, lại có người chụp mũ Đoạn Văn Đống, nói người này không quen thuộc công tác của Cục Công an, rõ ràng là mò mẫm chỉ huy. Người ta chỉ trích Đoạn Văn Đống căn bản không có năng lực. Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất để tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng rối loạn như hiện tại. Khi Đoạn Văn Đống bị người ta coi là người chịu tội thay, lại có người mượn nhờ truyền thông và in tê để tấn công những mục tiêu phía sau. Đối tượng mà những người này tham chiếu đến chính là Vương Tử Quân.
Trên Inte người ta có thể thoải mái nói những gì mình thích, chủ yếu cũng chỉ có một ý nghĩ, đó là Vương Tử Quân lấy công làm tư, đẩy cục trưởng Hà Duyên Cường đi, đẩy Đoạn Văn Đống tiến lên, mới tạo nên hoàn cảnh khó khăn vào lúc này. Đủ mọi yêu sách được nói ra, thậm chí có người nói vì Hà Duyên Cường bắt được lái xe cũ của Vương Tử Quân đến thành phố Đông Hồng tìm gái làng chơi, Vương Tử Quân yêu cầu thả người, Hà Duyên Cường không thả, nếu cho nên Hà Duyên Cường mới bị ép đến học tập ở trường Đảng Trung ương. Khi những topic như vậy xuất hiện trên Inte, có rất nhiều người mở miệng mắng Vương Tử Quân lợi dụng chức vụ trả thù riêng. Có những người căn cứ vào thông tin như vậy mà biên soạn ra những tin tức rất hấp dẫn. Tuy có nhiều người hiểu rõ tình huống căn bản không thèm quan tâm, thế nhưng đám người không biết lại liên tục nghị luận, thế nên Vương Tử Quân và Đoạn Văn Đống nhanh chóng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Thành phố Đông Hồng vào buổi sáng bừng bừng sức sống, trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy đầy màu xanh thì phong cảnh càng thêm mê người. Trên con đường đi lại rộng rãi liên tục có nhiều người đang tập thể dục buổi sáng. Nếu so sánh với những người hơn 50 tuổi, một nhà ba người mặc quần áo thể thao rõ ràng là hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất. Đặc biệt là một cậu bé mặc quần áo thể thao màu trắng càng có vẻ cực kỳ đáng yêu. Vương Tử Quân thực tế cũng không muốn đi ra, thế nhưng hắn bị kéo ra ngoài. Mạc Tiểu Bắc đã chuẩn bị sẵn quần áo thể thao, nàng căn bản không quan tâm đến lời kháng nghị của Bí Thư Vương, đơn giản kéo hắn ra khỏi chăn ấm, sau đó bắt phải chạy 2.000 mét. Vương Tử Quân căn bản cũng không quan tâm đến tiêu chuẩn này, nhưng khi chạy được một nửa thì hắn cảm thấy mình đã thở hồng hộc. Dù sao những năm này hắn cũng chưa từng rèn luyện sức khỏe kiểu như vậy, tuy tố chất cơ thể vẫn còn tốt, thế nhưng mới đó đã chạy 2.000 mét nên cơ thể rất khó chịu. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ chạy bên cạnh mình của Mạc Tiểu Bắc, hắn thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, thế nhưng căn bản không thể nói nên lời. Vì vậy hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó khẽ nói với Tiểu Bảo Nhi ở bên cạnh. Tiểu Bảo Nhi, có phải là mệt rồi không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nụ cười trên mặt Bí Thư Vương rất sáng lạn, giọng nói cũng ôn hòa giống như một ông tiên từ trên trời giáng xuống. Vương Tử Quân cảm thấy con mình đang chạy với gương mặt đỏ hồng, căn bản đã rất muốn nghỉ chân rồi. Bố, con vẫn có thể chạy được. Tiểu Bảo Nhi siết chặt bàn tay nhỏ rồi ưỡn ngực nói. Mẹ nói nếu như không chạy được 2.000 mét thì căn bản không phải là đàn ông mạnh mẽ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của con trai mà gương mặt không khỏi tối sầm lại, con trai của hắn còn nói như vậy, huống hồ là một người làm bố như hắn. Nhưng Vương Tử Quân vẫn dùng ánh mắt có chút u oán nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc, trong lòng thầm nghĩ cũng không nên ép con trai chạy nhiều như vậy. Tuy Mạc Tiểu Bắc ở nhà cố gắng làm một người mẹ tốt, thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy có vài điểm nàng vẫn không giống như người thường. Ví dụ như lời nói vừa rồi của con trai mình. Bí Thư Vương, cả nhà chạy bộ làm cho người ta thật sự hâm mộ. Khi Vương Tử Quân chạy gần đến đích thì Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Giang là Lệ Thu Lợi chạy đến, hắn thấy Vương Tử Quân thì mỉm cười chào hỏi. Lệ Thu Lợi năm nay hơn 50 tuổi, nhìn qua giống như một ông Phật Di Lặc. Vị này đang công tác ở Mặt trận Tổ quốc và có vẻ sắp sang công tác ở Hội đồng Nhân dân tỉnh, thế cho nên có rất ít người phát sinh mâu thuẫn với hắn. Nhưng Vương Tử Quân sẽ không vì như vậy mà xem thường Lệ Thu Lợi, vì chỉ cần nhìn hướng đi của người này cũng thấy không chú tầm thường. Chương 1115, Thằn lằn đứt đuôi. Chủ tịch Lệ, tôi chẳng qua bị ép đi ra mà thôi, nói thật thì hôm qua tôi ngủ có hơi muộn, thật sự cũng không muốn thức dậy sớm thế này. Vương Tử Quân khẽ dừng lại rồi cười ha hả nói với Lệ Thu Lợi. Lệ Thu Lợi vốn chỉ tiến lên chào hỏi, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân trả lời thẳng thắn như vậy thì không khỏi nở nụ cười. Bí Thư Vương, thật ra kéo anh ra cũng tốt. Các cụ từng nói sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, nếu rèn luyện tốt thì sẽ công tác tốt. Lệ Thu Lợi nói đến đây thì đưa mắt nhìn Tiểu Bảo Nhi, hắn lại cười. Tiểu tử, cháu đi học ở trường nào? Cháu học ở nhà trẻ thực nghiệm. Tiểu Bảo Nhi dùng giọng tự hào nói, bộ dạng chăm chú của nó không khỏi làm cho người ta nở nụ cười. Mạc Tiểu Bắc thấy hai người Vương Tử Quân và Lệ Thu Lợi muốn trò chuyện với nhau, thế là cười nói. Các anh cứ trò chuyện, em đưa Tiểu Bảo Nhi về nhà trước. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn thật sự có cảm giác không kịp thở, nhờ có Lệ Thu Lợi mà được nghỉ một chút. Lúc này hai bên không những có cơ hội tăng tiến cảm tình, còn có chút thời gian nghỉ mệt. Lệ Thu Lợi vốn không có ý muốn trò chuyện với Vương Tử Quân, nhưng thấy Mạc Tiểu Bắc bỏ đi xa thì mở miệng nói thêm hai câu với Vương Tử Quân.
hắn là người rất xem trọng công tác rèn luyện sức khỏe, mặc dù là nghỉ ngơi nhưng vẫn không quên dao động tay chân của mình, làm cho chính bản thân luôn ở vào trạng thái hoạt động. Bí thư Tử Quân, tôi nghe nói gần đây tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng có vấn đề, anh nên chú ý một chút mới được. Trước khi đi thì Lệ Thu Lợi dùng giọng không quá lớn nói. Vương Tử Quân nhìn Lệ Thu Lợi bỏ đi mà cảm thấy lời nói của đối phương rất có ý nghĩa. Vì hai bên căn bản không có mối liên hệ gần, thế cho nên Lệ Thu Lợi cũng căn bản không nói quá sâu vào sự việc kia. Vương Tử Quân cười cười rồi chuẩn bị ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, không có ai giám sát thì nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Bí thư Vương, vừa rồi tôi thấy anh rất hăng say, sao lại nghỉ ngơi rồi? Bây giờ không thích hợp nghỉ ngơi, nên hoạt động một chút. Diệp Thừa Dân không biết đã xuất hiện sau lưng Vương Tử Quân từ khi nào, lão trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Lúc này Diệp Thừa Dân cũng mặc một bộ trang phục thể thao, làm cho người ta nhìn qua giống như đó là một ông chú nhà bên, căn bản không có chút khí thế của bí thư tỉnh ủy. Bí thư Diệp đang chạy, tiến độ rất chậm rãi. Vương Tử Quân bị bắt lính tuy có chút không muốn, thế nhưng Diệp Thừa Dân đã nói, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng theo sát tiến độ của lãnh đạo, cùng chạy với bí thư Diệp. Diệp Thừa Dân rất hay nói, nhưng lão căn bản cũng không nói đến chuyện trong tỉnh Nam Giang với Vương Tử Quân, cũng không nói về tin tức thời sự, chỉ là vài chuyện vui mà thôi. Vì hai bên không bàn công tác, thế cho nên Vương Tử Quân cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng khi Vương Tử Quân cảm thấy cuộc nói chuyện sắp xong thì Diệp Thừa Dân chợt nói. Tử Quân, cậu có thường hay kể chuyện cho con không? Vương Tử Quân tất nhiên là đã từng kể chuyện cổ tích cho con nghe, trên cơ bản đều là hắn phụ trách hạng mục này. Mặc dù biết Diệp Thừa Dân căn bản không vô duyên vô cớ nói đến điều này, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không thăm dò đối phương, chỉ cười nói. Tất nhiên đã từng kể nhiều chuyện. Ha ha ha, tôi cũng là cao thủ kể chuyện cổ tích, trong nhà tôi có vài đứa bé, thích nhất là nghe ông kể chuyện đấy. Diệp Thừa Dân giống như tìm được tri âm, lão dùng giọng khoe khoang nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không mở miệng, hắn lẳng lặng nghe Diệp Thừa Dân lên tiếng. Đối phương sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời như vậy, thế cho nên hắn phải chậm rãi thưởng thức ý nghĩa câu nói của bí thư Diệp. Hai ngày trước cháu trai ép tôi kể câu chuyện về thằn lằn, nói là đám bạn đều đã được nghe câu chuyện này, chỉ có nó là không. Khi đó tôi cũng không có chuyện gì để kể, sau đó nghĩ lại và thấy có một câu chuyện rất hay, cũng rất có ý nghĩa. Diệp Thừa Dân cũng chỉ có nửa giờ tập thể dục buổi sáng mà thôi, sau khi nói ra những lời này thì lão nhanh chóng đi về phía xa. Vương Tử Quân nhìn hình bóng rời đi của Diệp Thừa Dân, trong lòng nghĩ về lời nói vừa rồi của bí thư Diệp. Tất nhiên hắn biết rõ câu chuyện cổ tích về thằn lằn, càng hiểu rõ ý nghĩa của câu chuyện này là gì. Lúc này rõ ràng là Diệp Thừa Dân ném cho Vương Tử Quân một ám hiệu, khi không thể nào làm gì được thì nên lui là vừa. Chỉ khi nào lui về phía sau thì mới có thể xúc tích lực lượng, ám hiệu này cũng cho thấy cái nhìn không tốt của Diệp Thừa Dân với những gì đang xảy ra. Diệp Thừa Dân căn bản hiểu rõ tất cả những gì đang diễn ra, lão cũng hiểu nhất định đang có người giở trò quỷ trong sự kiện này. Thế nhưng đứng từ góc độ của bí thư tỉnh ủy thì lão thường chú trọng đến đại cục hơn. Cái đuôi thằn lằn của Vương Tử Quân ở sự kiện này chỉ có thể là Đoạn Văn Đống. Lúc này Đoạn Văn Đống căn bản là nhân tuyển tốt nhất để gánh chịu tất cả hậu quả, hơn nữa cũng không cần phải gánh chịu trách nhiệm quá lớn, chỉ là không có năng lực và rời khỏi cương vị là xong. Nhưng quan trọng là khi chuyển rời thì kiếp sống chính trị của Đoạn Văn Đống xem như xong, hành động lần này của cục trưởng Đoạn càng xem như thất bại thảm hại. Tuy là một nhân vật chính trị thì lúc hung ác cũng phải hung ác, nhưng Vương Tử Quân căn bản không muốn dùng phương pháp hy sinh người khác để bảo đảm chính mình. Hơn nữa chỉ cần Đoạn Văn Đống vừa lui, uy tín của Vương Tử Quân vừa xây dựng ở tỉnh Nam Giang sẽ sụp đổ. Quan trọng là hắn căn bản đã bước đến vị trí không thể nào lùi bước được nữa. Vương Tử Quân đi và vô tình phát hiện mình đã đến cửa nhà. Khi hắn chuẩn bị đi vào, chợt thấy Tiểu Bảo Nhi đang trò chuyện cùng một cậu bé cùng tuổi, hai cậu bé cười nói càng làm cho căn nhà bừng bừng sức sống. Điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy khó tưởng chính là người đứng bên cạnh hai cậu bé, chính là Chủ tịch Chữ Vận Phong. Khi văn phòng đi về phía Chữ Vận Phong, lúc này Chữ Vận Phong cũng khẽ cười cười với Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân đi đến bên cạnh thì Chữ Vận Phong nói. Bí thư Vương, không ngờ hai đứa nó lại là bạn học của nhau. Vương Tử Quân cười cười nói. Thật sự là duyên phận, Chủ tịch Chữ, đây là cháu nhà tôi.
đứa bé này đi nhà trẻ gần chỗ ở của tôi, vợ tôi ngại cháu có chuyện, thế cho nên mới quan tâm chăm sóc, vậy là tất cả trách nhiệm đặt lên người hai vợ chồng già. Chứ Vận Phong nói rồi nhìn qua cháu trai đang trò chuyện với Tiểu Bảo Nhi, ánh mắt đầy từ ái. Vương Tử Quân cười nói, thanh niên thường thích cuộc sống phóng khoáng tự do, nếu như tôi ở gần bố, chỉ sợ cũng sẽ đưa con đến giao cho ông bà. Ha ha ha, chứ Vận Phong nở nụ cười rồi nói, Bí Thư Vương, anh thật sự thẳng thắn thành khẩn hơn đám người già lão chúng tôi, con nhà tôi cũng không nói như vậy. Trước tiên là tìm một bà giúp việc miễn phí, đưa cháu đến nơi này cũng là vì tìm nguồn vui cho ông bà. Vương Tử Quân cũng cười, sau đó nói, Chủ tịch, tôi cảm thấy anh ấy nói rất đúng, có một tiểu tử như vậy ở bên cạnh thì nụ cười của ngài căn bản là tươi sáng trẻ trung hơn rất nhiều. Chúng ta chuẩn bị đi học thôi, lát nữa gặp lại. Giọng nói của hai đứa trẻ vang lên bên cạnh, khi hai đứa bé đi đến, hai người Vương Quang Vinh và Chữ Vận Phong cũng bắt tay nhau bỏ đi. Khi Chữ Vận Phong xoay người thì chợt trầm giọng nói. Bí Thư Vương, không thể không coi trọng vấn đề của thành phố Đông Hồng. Chữ Vận Phong không chờ Vương Tử Quân trả lời mà cất bước bỏ đi. Vương Tử Quân nhìn hình bóng rời đi của Chữ Vận Phong, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 106.